thảm nhất vẫn là Cát Gia, từ khi Cát Dương ngất xỉu thì phòng riêng của Cát Gia đã trở nên yên tĩnh hẳn, khi khách đấu giá bên dưới cảm thấy bực mình thì đều hướng mắt lên tầng 3 nhìn lướt qua phòng riêng của Cát Gia, sau khi nhìn thì liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mình thảm còn chưa bằng Cát Gia thảm. So với chuyện của Cát Gia thì những chuyện còn lại chẳng tính là gì. Chết tiệt. Trưởng lão Cát Gia đều nghiến răng nghiến lợi, tốt xấu gì bọn họ cũng là gia tộc siêu lớn nhưng bây giờ bọn họ lại trở thành khỉ cho người ta trêu chọc, hết lần này tới lần khác đều có những kẻ nhìn bọn họ bằng ánh mắt giễu cợt. Hôm nay Cát Gia thật sự mất mặt đến mức tổ tông cũng không chịu nổi. Nghĩ đến đây nhiều người lại quay sang liếc nhìn Triệu Bân, nữ soái và Nhan Như Ngọc. Đợi hội đấu giá kết thúc thì ba người này chắc chắn sẽ bị xử lý. Bỗng nhiên Tiểu Kỳ Lân đang ngủ say bên trong đan hải của Triệu Bân lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đang lim dim lóe lên tia sáng, nó thẻ lưỡi nhảy dựng lên giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó ngon lành. Triệu Bân biết tên nhóc này đã ngửi được mùi của bảo bối. Bảo bối đó đang nằm trong tay của Túy Lão, là một chiếc hộp ngọc đã được mở ra. Trong chiếc hộp ngọc là một khối đá màu vàng giống như một loại khoáng thạch đã được luyện hóa, hình dạng bất quy tắc, chỉ lớn hơn bàn tay một chút, tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Hai mắt Triệu Bân sáng lên, loại khoáng thạch này hắn đã từng gặp qua. Lúc trước khi hắn vơ vét tài sản của ân chú có cả cây trượng đầu rồng của lão ta thì Tiểu Kỳ Lân đã ăn cái đầu rồng trên cây trượng, sau đó liền lột xác, sức mạnh xảy ra biến hóa lớn. Ngày hôm đó Tiểu Kỳ Lân ăn quá nhanh nên hắn còn chưa kịp nghiên cứu. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại. Đầu rồng trên cây trượng của ân chú chính là được làm bằng loại khoáng thạch này. Cô biết đó là thứ gì không? Triệu Bân kéo Nhan Như Ngọc hỏi. Viên nhật thương viêm thiết, Nhan Như Ngọc cho hắn thông tin đầy đủ chính xác. Đây là một thứ tốt, có thể luyện vào binh khí để gia tăng uy lực. Lần này đấu giá các chắc chắn sẽ thu được nhiều tiền. 5.000 vạn. Nhan Như Ngọc vừa nói xong thì Triệu Bân đã giơ tay lên. Lời này vừa thốt ra thì không ít người đã ngoái đầu nhìn lại. Bầu không khí còn chưa kịp nóng lên thì thần đã nhảy ra ngoài rồi, tuy rằng mức giá mà hắn đưa ra không quá cao nhưng cũng đã đủ để gây ra chấn động, tất cả mọi người đều không biết có nên theo hay không, hắn thật sự muốn có được món này hay là đang muốn hãm hại người khác. Người vội vàng cái gì, cá lớn còn chưa cắn câu mà. Nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy bây giờ. Nhan Như Ngọc và Triệu Bân ghé đầu sát vào nhau nói nhỏ. Các khách đấu giá khác đều giật giật khóe miệng, bọn họ đều nghe thấy hai người này nói gì, chắc chắn là đang nghĩ cách hãm hại người khác. Thấy mọi người đang nhìn mình, hai người lại bắt đầu ngồi thẳng lưng xem như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc lâu sau bầu không khí vẫn lặng ngắt như tờ. Những người chuẩn bị ra giá đều khoanh tay không theo nữa. Ai muốn theo thì theo, dù sao bọn họ cũng không theo. Còn có ai ra giá không? Túy Lão cười hỏi. Không có ai muốn tham gia vào trận đấu giá này nữa, không phải là do không có đủ tiền mà là vì bọn họ sợ bị hãm hại. Túy Lão cũng không hỏi nhiều, chốt giá dứt khoát. Vẫn là câu nói kia, lão ta đã kiếm được rất nhiều tiền trước đó cho nên vẫn phải cho người ta một chút ưu đãi. Ta cơ chí không? Nhan Như Ngọc nói. Cơ chí như vậy thì phải tính giá gấp 2, Triệu Bân lại thâm trầm nói. Gì? Không có gì, chỉ là tiếng địa phương của ta thôi. Lời nói của Triệu công tử thật sự là càng lúc càng thâm thúy, khiến cho ngay cả nữ soái cũng phải liếc mắt nhìn hắn. Hội đấu giá vẫn chưa kết thúc. Sau viên nhật thương viêm thiết thì vẫn có những món đấu giá khác liên tục được mang lên. Tính thời gian thì lúc này hẳn đã là ban đêm. Không có ai để ý mấy ngày nay Nam vực luôn chìm trong bóng tối. Cũng không có ai biết khi nào thì bóng tối sẽ tan biến. Không có sao. Câu này Triệu Bân đã lẩm bẩm rất nhiều lần. Hắn đang nhắc tới quan tài Ngọc Băng. Nếu vậy thì sau khi hội đấu giá kết thúc hắn sẽ tìm người chủ trì đấu giá các nói chuyện cho thỏa đáng. Rõ ràng trong danh sách đấu giá có quan tài Ngọc Băng nhưng lại không lấy ra trong hội đấu giá. Dù sao chuyện này cũng chứng minh đấu giá các có quan tài Ngọc Băng, nếu như đối phương muốn bán riêng thì hắn cũng không ngại bỏ nhiều tiền ra mua. Trên bục cao, Túy Lão lại nâng tách trà. Bên dưới hầu hết mọi người cũng ngồi thẳng lưng. Đến lúc này thì cũng chỉ còn lại một món đấu giá cuối cùng.
Triệu Bân nhìn thoáng qua tầng 3, các gia tộc lớn đều lên tinh thần, chuẩn bị đấu giá. Đến đây. Túy lão cười rồi lấy ra một vật phẩm. Theo như danh sách thì đó là một chiếc hộp sắt hình vuông có hoa văn thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ được khắc ở khắp hộp, không ai có thể nhìn thấy có gì bên trong đó. Đó là vật gì vậy? Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát, có rất ít người từng thấy qua nó. Chỉ có điều nếu như nó đã có thể trở thành vật phẩm đấu giá cuối cùng thì chắc chắn là rất bất phàm. Nói không chừng trong chiếc hộp sắt đó còn có bảo vật nghịch thiên. Quả nhiên là món này, Triệu Bân thầm nói trong lòng. Nó không phải là vật của Nhan gia ta, Nhan Như Ngọc vừa nhìn thấy liền nói. Tổ tiên của cô đã từng nói có thứ gì trong hộp sắt chưa, Triệu Bân hỏi. Không biết, Nhan Như Ngọc nhún vai. Triệu Bân không hỏi nữa, chuyện này vẫn còn nhiều bí ẩn. Ví dụ như ai đã bị tách rời thân xác và tại sao kẻ đó lại bị phong ấn. Nghĩ vậy hắn liền lặng lẽ mở ra thiên nhãn nhìn xuyên qua hộp sắt, cố gắng nhìn vào chỗ sâu nhất bên trong hộp, nhưng đúng như hắn nghĩ, bên trong hộp sắt có mây mù lượn lờ, che lấp tầm nhìn của thiên nhãn. Dù biết là sẽ bị phản phệ nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy. Hắn vắt kiệt đồng lực để đẩy những lớp mây mù ra. Đầu. Hắn lẩm bẩm trong miệng. Không sai, bên trong đó là một cái đầu đẫm máu không nhìn rõ gương mặt. Chỉ thấy hình dáng của cái đầu bị hắc khí bao quanh trông giống ma sát mà cũng trông giống sát ý. Trong lúc hắn đang nhìn lén thì cái đầu lại chậm rãi mở mắt. Phụt! Triệu Bân ngay lập tức hộc máu, hắn đang ngồi trên ghế nhưng lúc này lại bị một nguồn năng lượng cực đại đánh trúng khiến cho hắn văng ra ngoài, lực văng mạnh đến mức làm cho lưng hắn đập vào một cây cột trụ, khiến cho cây cột trụ bị gãy còn chiếc ghế thì vỡ tan thành nhiều mảnh. Chấm! Chuyện này! Tất cả mọi người đều sững sờ, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp sắt. Không biết vị này đã nhìn thấy gì mà liền hộc máu, thậm chí còn bị bay ra ngoài. Nhìn qua thì giống như hắn vừa bị ai đó đánh một chưởng. Nhưng cũng chỉ là giống mà thôi chứ làm gì có ai dám động thủ ở trong hội đấu giá chứ. Cho dù có lén động thủ thì cũng sẽ bị người của đấu giá các phát hiện ra ngay, đang yên đang lành ai lại đi gây sự như thế. Vèo. Nhan Như Ngọc đã di chuyển, nữ soái cũng bối rối di chuyển. Phụt. Triệu Bân bò ra từ đống lộn xộn, hộc máu giàn giụa, mắt trái đã mất đi ánh sáng và cũng đã nhắm chặt, khóe mắt không ngừng đổ máu, cũng may hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị phản phệ. Tuy nhiên việc hắn bay ra ngoài không phải là do phản phệ mà là do bị ánh mắt của cái đầu kia liếc nhìn, uy lực của ánh mắt đó hết sức cường đại, võ tu cảnh giới địa tạng tầng 2 như hắn không thể chống đỡ nổi. Còn sống sao? Triệu Bân lẩm bẩm, cảm thấy rất mơ hồ, không biết mình có nhìn nhầm hay không, chỉ biết cái đầu kia thật sự mạnh mẽ vô song, chỉ cần liếc nhìn một cái đã khiến cho hắn bị thương thành ra thế này. Cũng may còn có hộp sắt ngăn cách làm suy yếu uy lực của cái đầu, nếu không thì chỉ một cái liếc mắt kia cũng có thể tiễn hắn thẳng tới suối vàng. Hắn không thể tưởng tượng ra được cái đầu đó là của một người mạnh tới cỡ nào, nhất định đã vượt qua cảnh giới thiên võ. Một người mạnh mẽ đến mức này mà còn bị tách rời rồi phong ấn từng phần như vậy, có thể tưởng tượng ra được người phong ấn người này còn khủng khiếp tới cỡ nào. Nữ soái cùng Nhan Như Ngọc đã chạy đến, thần sắc đều lộ ra vẻ kỳ quái. Không sao. Triệu Bân cười khan một tiếng rồi loạng choạng đứng dậy, hắn sẽ không nói bất cứ điều gì về chuyện này. Khi quay về chỗ ngồi hắn liền trở nên rất ngoan ngoãn, nhìn hộp sắt với ánh mắt vô cùng kiêng kỵ. Có thiên nhãn nhìn xuyên thấu cũng không hẳn là chuyên tốt, ở đây chỉ có một mình hắn nhìn thấy bên trong hộp sắt có thứ gì cho nên hắn cũng là người xui xẻo nhất. Hắn đã nhìn thấy thứ đáng lẽ không nên thấy cho nên đã bị đánh trở tay không kịp, đừng nhìn mặt ngoài hắn không xảy ra vấn đề gì mà lầm tưởng, kỳ thực bên trong cơ thể của hắn đang chịu phản phệ đến mức hỗn loạn không chịu nổi bởi một nguồn năng lượng vô hình. Đạo hữu, ngươi làm sao mà, Túy lão nhìn Triệu Bân. Lão ta đã chủ trì rất nhiều hội đấu giá nhưng vẫn chưa bao giờ gặp phải chuyện lạ như thế này, tất cả mọi người ở đây cũng đều muốn biết tại sao tự nhiên đang yên đang lành hắn lại bị bay ra ngoài. Là do công pháp gây ra thôi, Triệu Bân hít sâu một hơi, tùy tiện đưa ra một lý do. Cũng có thể là do làm quá nhiều chuyện xấu nên bị trời phạt, có không ít lão già vuốt râu nói, thần thái của bọn họ đã nói lên tất cả, trước đó hắn ta hãm hại người khác tới mức ông trời cũng không chịu nổi nữa.
cuối cùng phải tát hắn một cái để cảnh cáo. Nhưng Nhan Như Ngọc và nữ soái không thấy như vậy. Vấn đề này chắc chắn không đơn giản, cái tên này nhất định đang giấu giếm điều gì đó. Chuyện ồn ào đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tất cả khách đấu giá đều không nhìn Triệu Bân nữa mà lại chăm chú quan sát cái hộp sắt, những kẻ có thiên nhãn đều đã nhìn lén vào cái hộp sắt nhưng đáng tiếc không phải tất cả thiên nhãn đều có khả năng nhìn xuyên thấu. Cũng may là bọn họ không có khả năng đó chứ nếu như có thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ có kết cục giống như Triệu Bân, thậm chí có khi còn thảm hại hơn. Túy lão, đây là cái gì, có người hỏi. Bên trong đó có cất giấu một món bảo bối lớn. Túy lão vuốt râu nói nhưng thật ra chính lão ta cũng không biết bên trong có thứ gì. Đừng nói là lão ta, ngay cả các chủ cũng không biết, nghiên cứu nhiều năm cũng không nhìn ra manh mối, chỉ biết có rất nhiều gia tộc siêu lớn để ý tới vật này cho nên bọn họ mới mang ra bán đấu giá. Rất nhiều gia tộc lớn đã đến đây, và hầu hết trong số họ đều đến vì nó. Thần bí như vậy sao, có rất nhiều người khoanh tay bán tín bán nghi, thầm nghĩ kẻ hay nói khoác nhất định sẽ bị thiên lôi đánh. Tuy nhiên, nhìn thần thái của Túy lão thì chắc vật bên trong cũng là vật bất phàm. Không có giá khởi điểm, bắt đầu ra giá, lời nói của Túy lão vang vọng khắp phòng. Không có giá khởi điểm. Khán giả thất thần nhìn nhau, cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị. Vậy để ta ra giá trước, một lão già ngập ngừng nói, ta ra giá. 5.000 lượng. 5 vạn. 50 vạn. 500 vạn. 5.000 vạn. Sau khi lão già đầu tiên ra giá thì giá của cái hộp sắt chẳng mấy chốc đã tăng lên 5.000 vạn. Người có nhãn giới cao đều đã ra tay. Người không biết nhìn hàng thì tránh sang một bên đi. Giống như lão già đầu tiên lúc này đang cảm thấy hết sức lúng túng. Người ta thường nói thả con tép, bắt con tâm. Lão ta thì hay rồi, chỉ vừa mới ra giá mà đã khiến cho một đám phú hào bực mình ra mặt. Chỉ trong khoảnh khắc, giá cả đã được đẩy lên 5 triệu. Nó có giá trị đến vậy sao? Ánh mắt của khách đấu giá bên dưới đều từ ra hết sức kinh ngạc khi nhìn cái hộp sắt kia. Tuy nhiên dù có nhìn tới cỡ nào thì bọn họ cũng không thể nào nhìn ra được manh mối. Thứ kỳ lạ duy nhất mà bọn họ có thể nhìn ra được chính là chất liệu làm nên cái hộp này bọn họ chưa từng được gặp qua. Khí tức mà nó bộc phát ra cũng rất kỳ lạ tạo cho người ta cảm giác nó rất cứng rắn, cho dù chém nó một kiếm thì cũng sẽ không thể nào vỡ ra được. Triệu Bân nhét vào miệng mình một viên đan dược sau đó lẳng lặng quan sát. Đừng thấy những người này khí thế ngất trời mà lầm tưởng, cuộc đua cuối cùng vẫn sẽ là cuộc đua của những gia tộc siêu lớn. Điểm này nữ soái là người biết rõ nhất, ví dụ như thi tộc cùng huyết y môn, hai thế lực này có dục vọng cực mãnh liệt. Cái hộp này mình không với tới được. Triệu Bân thầm nói, cái đầu đó đang bị phong ấn bên trong hộp sắt mà còn có thể đả thương hắn chỉ bằng một ánh mắt. Nếu như hắn dám mang nó về nhà thì chỉ có quỷ mới biết được sẽ tự rước vào thân tai họa gì, cho nên không đụng vào nó vẫn tốt hơn. 20 triệu. Công Tôn Chí đã ra tay, hét giá cao ngất ngưỡng chỉ trong một lần. Phía dưới lặng ngắt như tờ. Hành động của hắn ta cho thấy cuộc chiến giữa các gia tộc siêu lớn đã bắt đầu. 30 triệu. Trưởng lão Nhan ra nói, một lần thêm vào 100.000 vạn. Ngay lập tức từ trong phòng riêng của huyết y môn đã truyền ra lời nói, 50 triệu. Sau đó lại tới thi tộc, 80 triệu. Thần tiên đánh nhau. Khách đấu giá đều ho khan, mấy gia tộc siêu lớn giao chiến thật sự là chuyện lớn. Ngay cả Túy lão thấy vậy cũng lén nuốt nước miếng, không khỏi liếc nhìn cái hộp sắt đen này có giá trị như thế nào mà các gia tộc siêu lớn lại đổ tiền vào nó. Đương nhiên Cát gia đã bị loại. Khuôn mặt của mấy trưởng lão Cát gia đều đã đen lại. Ban đầu bọn họ vốn có đủ tư cách để giao chiến. Nhưng sau khi trải qua biến cố Hoa Bà La thì thiếu chủ của bọn họ đã tiêu hết tiền rồi, giá cả đã bị đẩy lên cao đến thế thì bọn họ cũng chỉ có thể ngồi xem. Sứ mệnh mà gia chủ giao cho bọn họ khi đến đây chắc chắn không thể nào hoàn thành được nữa. Giới hạn của cô là bao nhiêu? Triệu Bân chọc chọc Nhan Như Ngọc hỏi. 100 triệu. Nhan Như Ngọc nói thật. Còn lâu mới đủ, Triệu Bân nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc nãy nữ soái đã giơ lên ba ngón tay ý muốn nói cái hộp sắt này ít nhất cũng phải được đẩy lên đến giá 300 triệu, Nhan gia ngay cả một nửa cũng chưa đạt tới, tất nhiên cũng chỉ có thể ngồi xem. Nhan Như Ngọc nhướng mày, người có thể nhìn lén giới hạn của tất cả mọi người sao? Triệu Bân cười rồi nhẹ gật đầu,
thật ra hắn không có năng lực này nhưng nữ soái thì có. Chuyện này, thần sắc của Nhan Như Ngọc trở nên rất phấn khích, khó trách hắn không hề sợ hãi khi đối đầu với Cát Dương, hóa ra bởi vì hắn biết người biết ta. Cô ta tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của Triệu Bân, ngay lập tức nháy mắt với các trưởng lão ý bảo sẽ không theo vòng đấu giá này. Không muốn bỏ cũng không được. Đại trưởng lão Nhan ra ho khan một tiếng, cũng không nói thêm nhiều. Bọn họ biết chỉ nói riêng thi tộc cùng huyết y môn thì chắc chắn đều sẽ dốc hết tiền bạc để lấy được cái hộp sắt này, mặc dù không biết chính xác bọn chúng mang theo bao nhiêu tiền nhưng chắc chắn là bọn họ không thể theo nổi. 100 triệu. Lại có người hét giá, lần này không phải truyền ra từ tầng 3 mà là truyền ra từ bên dưới. Người vừa hét giá là một lão già áo bạc, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng bàng bạc chói mắt, nhìn không rõ gương mặt. Chỉ biết khí tức bộc phát ra là của cường giả chuẩn thiên với ánh mắt hết sức thâm thúy. Theo Triệu Bân thấy thì lão già này nhất định là người của một gia tộc siêu lớn, lão ta ở dưới này chẳng qua là để đục nước béo cò, không muốn cho ai biết lai lịch thế lực của mình, tránh kéo thêm thù hận về cho gia tộc. Riêng về việc này có thể thấy lão ta thông minh hơn Cát Dương rất nhiều. Bên dưới còn có phú hào ẩn thân sao? Có không ít người liếc mắt nhìn sang lão già áo bạc. Nhân tiện cũng liếc nhìn sang ba người Triệu Bân, nữ soái cùng Nhan Như Ngọc, không biết ba vị thần này có định liên thủ ra tay hay không. 150 triệu. Vẫn còn có kẻ khác ra giá, đó là một thanh niên áo đen không nhìn rõ gương mặt nhưng giọng nói rõ ràng là của một thanh niên, hoặc có lẽ cũng là do một lão già khác sắm vai khiến cho mọi người phải lẫn lộn mà thôi. 200 triệu. Người phóng khoáng thời nào cũng có, năm nay thì đặc biệt có nhiều. Sau thanh niên áo đen thì lại có thêm một lão già lưng còng hét giá, thanh âm khàn khàn âm trầm, lão già này mang mặt nạ, cũng không nhìn rõ gương mặt nhưng chắc là một cường giả chuẩn thiên. Đến lúc này bầu không khí lại trở nên lặng ngắt như tờ. Không hổ là vật phẩm đấu giá cuối cùng, trong chớp mắt giá cả đã được đẩy lên 2.000 vạn lượng, đây chính là mức giá cao nhất kể từ khi đấu giá các thành lập cho đến bây giờ. Ở xung quanh đều đã vang lên tiếng tim đập thình thịch. Tất cả mọi người đều cả kinh tột đỉnh, dám thêm vào 50 triệu trong một lần, người kia giàu có tới cỡ nào chứ? 250 triệu, lão già áo bạc lại tăng giá. 2.600.000 vạn, lão già lưng còng hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức tăng giá theo. Chỉ còn hai người bọn họ. Triệu Bân nhìn lão già này rồi lại nhìn sang lão già kia. Tất cả mọi người cũng đang nhìn hai lão già. Vòng đấu giá này đã trở thành chiến trường của hai bọn họ. Hay nói cách khác thì đây là cuộc đọ sức giữa hai thế lực siêu lớn đứng đằng sau. Ngươi thấy bọn họ là người của gia tộc nào, Nhan Như Ngọc hỏi. Không biết, Triệu Bân lắc đầu. Thiên nhãn của hắn đã mất đi ánh sáng, hắn không thể nào nhìn thấu được hình dáng của đối phương. Nhưng chuyện này cũng không khó đoán, nếu như không phải người của thi tộc thì cũng là người của huyết y môn. Nội tình của hai thế lực này phải nói là khá tương đương với nhau. Còn có ai ra giá nữa không? Túy lão lúc này đã cảm thấy cổ họng khô khốc, lập tức liếc nhìn sang lão già áo bạc. 300 triệu, lão già áo bạc quát lớn một tiếng, ngay lập tức đẩy giá lên đến đỉnh điểm. Đây đã là giới hạn. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn lão già lưng còng, không biết lão ta có hét giá thêm không? Lão già lưng còng hít sâu một hơi rồi chậm rãi nhắm mắt. Mức giá này đã vượt qua giới hạn của lão ta. Chết tiệt. Ở trong phòng riêng, cường giả huyết y môn thầm mắng trong lòng. Bọn chúng đã quá xem nhẹ tài lực của đối phương, không ngờ đối phương còn dám ra giá tận 300 triệu lượng. Chết tiệt. Ở một góc khác, cường giả thi tộc cũng đang thầm mắng. Lần này Triệu Bân đã đoán sai, lão già áo bạc không phải là người của thi tộc mà cũng không phải là người của huyết y môn. Hai thế lực này đều đang âm thầm mắng chửi cho nên hiển nhiên người thắng đấu giá không phải là người của bọn chúng, vậy là ở đây còn có thế lực siêu lớn khác tham dự. Không phải người của thi tộc cũng không phải là người của huyết y môn sao, Triệu Bân ngạc nhiên. Chuyện này là do nữ soái nói cho hắn biết, cô ta đã sử dụng thuật đọc tâm để biết được bí mật này. Về phần lão già áo bạc thì nữ soái cũng không biết là người của thế lực nào, tạm thời vẫn đọc chưa ra. Thật đúng là ngọa hổ tàng long. Triệu Bân thầm thổn thức trong lòng. Có thể đánh bại được thi tộc cùng huyết y môn thì nội tình của đối phương phải mạnh mẽ đến thế nào chứ? Yên tĩnh. Bầu không khí yên tĩnh đến chết người.
yên tĩnh đến mức còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Thật lâu sau mới nghe thấy Túy lão ho khan một tiếng nói, còn ai ra giá không? Bên dưới không có ai phản hồi. Ngay cả thi tộc cùng huyết y môn cũng đều đã bị đánh bại, còn ai có đủ tài lực để tranh đoạt chứ? Triệu Bân tuy có tài lực nhưng hắn không quan tâm đến bảo vật này, bất diệt chiến kích trong tay hắn đã là bảo vật vô giá, hắn không cần cái hộp sắt kia. Nếu không có ai ra giá thì chốt giá. Túy lão nói lớn, hết sức dứt khoát. Lực gõ búa của lão ta mạnh đến mức khiến cho cái búa vỡ cả ra. Chủ yếu là vì phấn khích. Các chủ thật sự rất tốt với lão ta, toàn đưa cho lão ta chủ trì những vật phẩm giá trị. Lão ta đang tính toán không biết sau hội đấu giá này mình đã kiếm được bao nhiêu tiền. Vẫn chưa đủ đã. Tất cả mọi người đều cảm thấy chưa đủ đã. Hội đấu giá này thật sự quá phấn khích, không ngừng xuất hiện nhân tài cùng phú hào khắp nơi, chẳng hạn như ba vị thần đằng kia cùng với lão già áo bạc, một lần xuống tay tận 300 triệu, đúng là đại quyết đoán. Đã kết thúc. Túy lão cười nói, người nào đấu giá thắng bảo. Vật hãy cầm ngọc bài ra phía sau nhận bảo vật. Tất cả khách đấu giá đều đứng dậy đi ra phía sau. Các gia tộc siêu lớn ở trên tầng 3 cũng lần lượt đứng dậy. Thi tộc cùng huyết y môn đều trừng mắt nhìn lão già áo bạc. Còn Cát Dương vừa tỉnh thì lại đang trừng mắt nhìn Triệu Bân, nữ soái và Nhan Như Ngọc. Các gia tộc lớn khác cùng phần đông khách đấu giá đều có mục tiêu riêng. Hội đấu giá là một trận chiến không đao gươm, nhưng sau khi hội đấu giá diễn ra thì khác, khi khách đấu giá vừa bước ra khỏi thành thì nhất định sẽ diễn ra rất nhiều màn giết người cướp của. Không có gì đáng ngạc nhiên, những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra tại các hội đấu giá. Vì vậy khách đấu giá đều cảm thấy rất thấp thỏm. Tất nhiên ngoại trừ một số người không được thông minh cho lắm. Giống như Cát Dương vậy, cái tên này cao ngạo vô bờ bến, luôn bị người khác ghi hận. Giết chết bọn chúng cho ta, Cát Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Đã rõ, trưởng lão Cát gia đã sắp xếp xong xuôi, cũng đã âm thầm quan sát tình hình từ lâu. Đừng ra khỏi thành, ở đây đợi ta, Nhan Như Ngọc để lại một mảnh giấy rồi đứng dậy bỏ đi. Cô ta phải kín tiếng một chút, vì đã bẫy Cát Dương nên không thể để người ta nhận ra thân phận được, tránh gây rắc rối cho gia tộc. Được. Triệu Bân tiện tay cầm lên rồi đi về phía sảnh sau. Đợi sau khi mọi người đều đi hết thì hắn mới bước vào. Sảnh sau có một bàn làm việc, ở đó có một ông già đang kiểm tra sổ sách. Triệu Bân đưa thẻ ngọc và túi tiền qua. Ông già liếc nhìn rồi nhìn Triệu Bân một lúc lâu, tiện thể nhìn sang nữ soái. Lúc đấu giá ông ta cũng có mặt ở đó, hai cao thủ này đã gài Cát Dương đến mức đối phương không ngóc đầu lên nổi. Phải nói là vô cùng khí phách. Ông ta không hỏi gì nhiều mà chỉ đưa ra chiếc quạt xếp cũ nát, viên nhật thương viêm thiết và đan giả chết. Nhà đấu giá của ông có quan tài băng ngọc không? Triệu Bân nhận lấy đồ rồi hỏi nửa giỡn nửa thật. Có, ông già mỉm cười và nói. Có bán không? Giá cả có thể thương lượng. Đạo hữu đã đến muộn mất rồi. Tối qua, quan tài băng ngọc đã được mua. Ông già mỉm cười, không nói hết nửa câu sau. Người đó đúng là rất giàu, ngoài quan tài băng ngọc ra thì còn mua nhiều sản phẩm đấu giá khác, tốn cả số tiền rất lớn, nếu không, nhà đấu giá này cũng không cần phải đổi vật đấu giá trước khi khai mạc như thế. Nói thật, làm như thế chẳng có đức chút nào. Có điều chủ của ông ta thấy không có ảnh hưởng gì. Không ảnh hưởng cái đầu ngươi. Mặt Triệu Bân tối sầm, làm ăn kiểu đó thì sẽ chọc cho người ta chửi thề mất. Mặc dù hắn không vui nhưng vẫn mỉm cười và hỏi, bị ai mua rồi vậy? Đấy là chuyện cơ mật, không thể nói được, ông già phất tay. Đa tạ, Triệu Bân không hỏi đến cùng mà quay đầu bỏ đi. Ông già tiếp tục sắp xếp sổ sách, có lúc còn liếc mắt nhìn sang Triệu Bân. Nếu như mỗi lần đấu giá đều có mấy thánh chuyên gài người khác thế này thì tốt quá. Uống đi. Vẫn chưa ra khỏi nhà đấu giá thì Triệu Bân đã đưa đan giả chết cho nữ soái. Nữ soái không hề do dự mà nhét vào miệng ngay. Dược lực phát huy tác dụng, cảm giác buồn ngủ chưa từng có bao trùm khắp người cô ta, không biết lần đầu tiên uống đan giả chết sẽ có cảm giác thế nào nhưng cảm giác chờ đợi cái chết đến từ tử thế này thật sự khiến người ta cảm thấy ức chế. Nữ soái đã ngủ rồi, không còn hơi thở nữa. Ngoài ra,
còn có thể nhìn thấy được là bên ngoài cơ thể của cô ta xuất hiện một lớp băng giống hệt như tình trạng lúc Mộng Điệp uống đan giả chết, tim không còn đập, máu cũng không tuần hoàn, nhìn sao cũng thấy giống một bức tượng băng. Đợi đến khi tỉnh giấc thì sẽ đến nhà. Triệu Bân vừa nói vừa thu nữ soái vào nhẫn ma. Thời gian nửa tháng đủ để hắn ra khỏi Nam Vực và cũng đủ để hắn quay về Đại Hạ. Hy vọng không xảy ra sự cố gì. Nào! Triệu Bân lấy thiết nhật thương viêm thiết ra đặt lên trước ngực. Tiểu Kỳ Lân tự giác nhảy cẫng lên trong đan hải của Triệu Bân. Nó hấp thụ tinh túy từ viên nhật thương viêm thiết thông qua kinh mạch của Triệu Bân, sức mạnh vốn đang suy yếu đã được bổ sung rất nhiều, vào thời khắc quan trọng, còn có thể miễn cưỡng giúp Triệu Bân dùng được Kỳ Lân hóa. Tiểu Kỳ Lân sung sướng, đôi mắt lờ đờ bỗng sáng hẳn lên. Khá lắm, Triệu Bân mỉm cười. Hắn nói xong lại lấy chiếc quạt xếp ra. Lần này đến lượt cây thần tạo hóa kích động, thân lá xào xạc. Nó cũng hấp thụ sức mạnh thông qua kinh mạch của Triệu Bân. Triệu Bân đều nhìn thấy rõ hết. Trên chiếc quạt cũ rách xuất hiện cảnh tượng cổ xưa, những tia sáng mỏng manh hơn cả lông bò tỏa ra, đấy là tiên lực, hơn nữa còn không phải là tiên lực tầm thường, ít nhất cũng tinh túy hơn tiên lực của Hoàng Phi. Mặc dù cây thần tạo hóa chưa đắc đạo nhưng đã có thay đổi lớn, sinh linh khí dồi dào liên tục phả ngược lại vào người Triệu Bân, Tiểu Kỳ Lân cũng được lợi, hút lấy hút để, khắp người từ trên xuống dưới đều toát ra ánh sáng chói lóa. Chuyến này đi không uổng công. Triệu Bân mỉm cười, bước ra khỏi nhà đấu giá. Hắn vừa bước ra thì liền phát hiện có mười mấy luồng sức mạnh cảm nhận tấn công đến. Triệu Bân đã đoán ra được từ trước. Chắc là người của Cát Gia, cũng có thể là người của những thế lực khác, bọn họ chỉ theo chân hắn chứ không xuất hiện hay tấn công, vì thành Liệt Hỏa nghiêm cấm đấu đá nhau bên trong thành, người ở Nam Vực đều biết, từng có một tên cảnh giới chuẩn thiên làm loạn, sau đó thì đã bị đánh thành cho bụi. Tương truyền có một cao thủ cảnh giới thiên võ trấn giữ trong thành này, không biết là thật hay giả. Thấy người của các bên đều ngoan ngoãn thì có thể xác định tin cao thủ cảnh giới thiên võ trấn thủ là thật. Hắn không dừng lại, đi vài bước rồi hòa vào dòng người. Các cao thủ theo chân hắn cũng nối gót theo. Đi theo một lúc thì không còn thấy người đâu nữa. Người ta thông minh cỡ nào mà muốn bắt chứ? Bùm. Một đêm không yên bình với tiếng đánh nhau vang lên không dứt. Buổi đấu giá đã kết thúc nhưng chuyện vẫn chưa khép lại, tiếng nổ không ngừng vang lên bên ngoài thành, ai cũng muốn giết người cướp của, rất nhiều người bị để mắt đến. Thánh nữ, tên nhóc đó sẽ không chạy mất chứ? Trong một mảnh sân nhỏ trong thành, các trưởng lão của nhà họ Nhan đều đứng khoanh tay. Nhan Như Ngọc cũng có mặt. Cô ta đã đánh dấu rõ vị trí trên mẫu giấy để lại cho Triệu Bân, chính là ở mảnh sân nhỏ này. Chắc chắn có không ít người theo dấu hắn, phải cho hắn thời gian để cắt đuôi, Nhan Như Ngọc cười nói. Các trưởng lão thấy thánh nữ đầy vẻ tự tin thì cũng không nhiều lời thêm nữa. Nhưng khi chờ đợi quá lâu thì Nhan Như Ngọc cũng bắt đầu mất bình tĩnh, hắn phải đến rồi mới đúng. Ta đoán hắn đã trốn thật rồi, các trưởng lão nói với vẻ đầy cảm xúc. Không thoát được đâu. Nhan Như Ngọc nói xong thì rời khỏi mảnh sân nhỏ trước tiên. Cô ta vẫn tự tin như vậy, vì trên người của Cơ Ngân có dấu ấn do cô ta khắc lên, hay nói cách khác, đấy là một lá bùa, dựa vào lá bùa đó là có thể tìm được Cơ Ngân. Các trưởng lão vươn hông mệt mỏi rồi chạy theo sau. Bọn họ rẽ lối này, quẹo ngã kia. Cuối cùng mới vào căn phòng khách trong một nhà trọ. Nhưng lại không thấy Cơ Ngân trong căn phòng đó mà chỉ thấy một lá bùa và một mẩu giấy đặt trên bàn. Nhan Như Ngọc nhận ra lá bùa đó. Đó là lá bùa cô ta đã vẽ lên người Cơ Ngân. Còn về mẩu giấy thì bên trên có viết một dòng chữ nguệch ngoạc, ta có việc gấp phải đi trước, hẹn sau này gặp lại. Tên này. Nhan Như Ngọc thấy vậy thì tức đến dậm chân. Không ngờ Cơ Ngân lại biết bùa theo dõi, cô ta đã tốn cả đêm để đợi mà đối phương lại chạy mất. Đúng thật là tên đó chẳng nói ra được câu nào thật lòng. Thánh nữ. Rốt cuộc tên đó là ai, các trưởng lão khẽ hỏi. Một con lợn, Nhan Như Ngọc quay đầu bỏ đi. Bông hoa lại cắm bãi phân châu, các trưởng lão nói với vẻ đầy thâm thúy. Nhưng, người có thể khiến thánh nữ cuồng điên đến vậy thì nhất định không phải người bình thường. Hát, xì.
Trên mặt biển cuồn cuộn sóng, Triệu Bân hắt hơi một cái rất mạnh. Vẫn là câu nói đó, được nhiều người nhớ đến thì cũng sẽ được nhiều người hỏi thăm. Chuyện gì cũng có lý do, hẹn sau này gặp lại. Triệu Bân xoa mũi, đưa nữ soái về nhà là một trong những lý do chính đáng của hắn, còn lý do thứ hai là hắn thật sự không dám đến nhà họ Nhan, vì lỡ đến rồi mà không ra ngoài được nữa thì phải làm sao? Phụ nữ thù dai lắm. Keng! Lúc hắn đang suy nghĩ thì tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên. Triệu Bân xoay người, chính diện liền gặp một luồng kiếm quang màu đen đang bổ tới, một kích này đã khóa chặt mục tiêu nhưng cũng không thể khóa chặt tuyệt đối tất cả mọi người, nếu như có thiên nhãn thuấn thân thì hoàn toàn có thể thoải mái né qua. Vấn đề là thiên nhãn của hắn đã mất đi ánh sáng. Đừng nói đến thuấn thân, ngay cả nhìn bình thường cũng khó. Chưa suy nghĩ nhiều, hắn lập tức rút kiếm ra chống đỡ. Keng! Kiếm mang va chạm với kiếm Long Uyên nhưng không thể phá được phòng ngự của kiếm Long Uyên, âm thanh va chạm chói tai, tạc ra tia lửa mạnh, một kiếm này đã chấn Triệu Bân từng bước lui về phía sau. Đến tận lúc này thì hắn mới nhìn rõ đó là ai. Đó là một lão già áo đen cầm một thanh kiếm đen trên tay. Hắn chưa kịp định thần thì đã thấy hơn chục bóng người khác xông ra chắn ngang đường đi của hắn, tất cả đều mặc áo đen, đều có cảnh giới chuẩn thiên. Đặc biệt là lão già áo đen này còn không hề yếu hơn so với nữ soái. Bọn ta đã quá xem trọng ngươi rồi, không ngờ ngươi chỉ có cảnh giới địa tạng. Một tiếng cười u ám vang lên, sau đó lại có thêm kẻ khác xuất hiện. Đây là một người quen, Triệu Bân đã từng gặp, hắn ta chính là Công Tôn Chí. Triệu Bân cau mày, thừa nhận mình đã bỏ qua một số người. Không ngờ Công Tôn Chí lại đuổi kịp hắn. Kinh ngạc lắm hả, Công Tôn Chí nhếch miệng cười, tay phe phẩy cái quạt gấp, trêu tức nói, ngươi có thiên nhãn thì ta cũng vậy, thật trùng hợp khi thiên nhãn của ta có thể khóa được vị trí của ngươi. Đúng là nông cạn. Triệu Bân thở dài, trong đầu nảy số rất nhanh. Hẳn là hắn đã bị Công Tôn Chí khóa vị trí thiên nhãn khi hắn sử dụng thiên nhãn nhìn lén hộp sắt. Phải biết rằng thiên nhãn cùng thiên nhãn ở dưới tình huống đặc thù thì có thể cảm nhận được nhau. Công Tôn Chí lần này đuổi theo nhất định là muốn chiếm đoạt thiên nhãn của hắn, nhưng hắn quan sát một vòng cũng không tìm được chút manh mối nào bên trong cơ thể mình, đối phương đã truy vết thiên nhãn của hắn như thế nào, chẳng lẽ chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể đánh dấu được. Nếu như thế thì thật đúng là khó lòng phòng bị. Nam vực ngọa hổ tàng long. Giao ra thiên nhãn cùng tài vật thì ta sẽ cho ngươi chết dễ dàng một chút, Công Tôn Chí cười nói. Không sai. Hắn ta đuổi đến đây để giết người cướp của. Hắn ta nghĩ người dám hãm hại Cát Dương chắc chắn cũng là một phú hào, trong tay mang theo không ít hơn 1.000.000 vạn lượng. Một món hời lớn dâng đến miệng sao hắn ta có thể chối từ cho được. Hả, tại sao cô gái kia không mặc y phục vậy? Triệu Bân kêu lên một tiếng, hai mắt trợn trừng nhìn sang một hướng khác. Lời này vừa nói ra thì tất cả bao gồm cả Công Tôn Chí đều bất giác đồng loạt quay đầu nhìn lại. Nhưng lọt vào trong tầm mắt của bọn chúng chẳng những không có cô gái nào không mặc y phục mà ngay cả một con chim cũng không có. Rõ ràng là bọn chúng đã bị lừa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Triệu Bân đã bay lên trời rồi bỏ chạy. Chạy đi đâu, đám lão già hừ lạnh. Bắt sống cho ta, Công Tôn Chí mắng to. Hắn ta đã thay đổi chủ ý, muốn khiến cho tên này sống không bằng chết. Kẻ dám lừa gạt hắn ta nhất định phải trả giá đắt. Chấm. Ầm, ầm, ầm. Trên biển động vang lên không ngớt tiếng gầm thét. Triệu Bân chạy trốn ở phía trước, cường giả của gia tộc Công Tôn đuổi giết ở phía sau, đuổi đánh không ngừng nghỉ. Không khó để thấy tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là lão già áo đen có thực lực không kém hơn nữ soái. Lão ta đang nhướng mày rất cao, chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng mà sao lại có thể chạy nhanh như vậy. Liếc nhìn qua cũng có thể đánh dấu sao. Triệu Bân không nhìn phía sau, chỉ lo cắm đầu cắm cổ chạy, hắn lại nội thị cơ thể lại một lần nhưng không hề tìm được ấn ký ở đâu. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ lạ, hắn đã quá xem thường Công Tôn Chí, không ngờ thiên nhãn của hắn ta lại có năng lực này, tuy không phải năng lực công phạt, thậm chí đồng lực còn có chút yếu ớt, nhưng vào thời khắc mấu chốt nó lại rất hữu dụng. Giống như giờ phút này đây, hắn có tìm thế nào cũng tìm không ra ấn ký cho nên hoàn toàn không thể hủy diệt ấn ký. Nói cách khác,
bất kể hắn có chạy tới đâu thì Công Tôn Chí đều có thể tìm thấy hắn. Đúng là chết tiệt. Trên thực tế, ấn ký của Thiên Nhãn vô hình vô tướng, trong một thời gian thì sẽ tự biến mất. Nhưng Triệu Bân không biết điều đó, tuy rằng hắn cũng có suy đoán nhưng không thể chắc chắn được. Về phần Công Tôn Chí thì hắn ta cũng sẽ không ngốc đến mức nói cho hắn biết. Trên trời dưới đất không có chỗ nào ngươi có thể dung thân. Lão già áo đen lãnh đạm nói, lão ta có tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, một lời nói lạnh như băng vừa thốt ra thì lão ta đã liền kết ấn niệm chú thi triển bí thuật. Ông! Trước mặt Triệu Bân, một bức tường nước dày bỗng dâng lên từ lòng biển, sau đó mỗi một tấc nước đều bị đóng băng, đây chính là bí thuật độn thủy đặc biệt, võ tu đều có thể từng thấy qua. Nhưng phương pháp này đặc biệt gây chấn động khi lão già áo đen thực hiện nó, bức tường băng rất khổng lồ, tung hoành nam bắc mấy ngàn trượng, cao lớn nguy nga, bên trên còn có bí văn lưu truyền. Lão già áo đen thi triển bí thuật này là có mục đích rõ ràng, chính là để chặn đường Triệu Bân, không cần quá lâu, chỉ cần vài ba giây thì cũng đã đủ để lão ta xông tới bắt hắn trong một kích. Chỉ một bức tường băng mà cũng muốn ngăn cản ta. Triệu Bân cười lạnh, khí tức cùng huyết khí dâng lên. Chân nguyên quay cuồng, trong chớp mắt khai hỏa toàn diện tông thẳng vào bức tường băng, tự tin có thể khoét ra trên nó một lỗ thủng lớn. Đùng! Âm thanh vang lên tiếp theo đó nghe rất êm tai. Triệu công tử mặc dù tự tin đầy mình nhưng bức tường băng này lại càng cứng rắn hắn, hắn tông thẳng vào nó chẳng những không khiến cho nó bị khoét ra mà còn khiến cho đầu hắn đổ máu giàn giụa, ngay cả nhìn thôi cũng thấy đau thay. Hắn đã đánh giá quá thấp bức tường băng này. Nhìn bí văn lưu chuyển trên nó không hề tầm thường, thứ cứng rắn không phải bức tường băng mà là bí văn kia, một khi có lực tác động thì bí văn sẽ kích hoạt lực phòng ngự lên mức cao nhất. Xấu hổ chính là đến tận bây giờ hắn ta mới nhận ra. Đừng nói là đụng đầu vào, cho dù có dùng kiếm chém vào thì cũng không thể chém vỡ được. Cường giả chuẩn thiên đỉnh phong, nội tình không hề kém cạnh nữ soái, quả nhiên không phải người bình thường. Ta đã nói người không thể rời đi. Làm già áo đen hừ lạnh, đã xông tới cách đó không xa. Lão già chết tiệt này. Triệu Bân thầm mắng trong lòng, lại mở đường chạy trốn, hắn không thể phá về thượng bằng cho nên liền bay lên phía trên, giống như một tia sáng vàng xuyên qua bầu trời. Tuy rằng tường băng cứng rắn nhưng cũng không khó để đột phá cục diện này, hắn sẽ bay tới độ cao vượt qua bức tường băng và nhảy qua. Không thể phá vỡ, chẳng lẽ ta còn không thể nó? Qua được hay sao? Hắn lại một lần nữa quá xem thường lão già áo đen, trong lúc hắn bay lên phía trên thì bức tường băng cũng đã được kéo dài, tốc độ mà nó kéo dài ra còn nhanh hơn tốc độ bay của hắn, cho dù hắn có bay cao cỡ nào cũng không thể vượt qua khỏi phạm vi của bức tường băng. Thì ra là thế. Triệu Bân vỗ trán, lại nhìn ra manh mối. Đây không chỉ là ngũ hành độn pháp mà còn là một loại trận pháp đặc biệt, bức tường băng kia chính là một phần của trận pháp. Hắn đang đứng bên trong trận pháp, bất luận có chạy hướng nào thì bức tường băng cũng sẽ biến đổi theo hướng chạy của hắn khiến cho hắn không thể nào chạy thoát. Muốn thoát khỏi nó thì chỉ có cách phá vỡ được nó. Chỉ cần một bí pháp này của lão phu là đủ. Lão già áo đen đuổi theo sát nút, một kiếm nghịch thiên chém lên. Triệu Bân không nói một lời, chỉ tung ra một chưởng trục diệt kiếm khí. Trong lúc lão già áo đen còn đang định xông lên thì đột nhiên nhìn thấy ở chính diện bay đến một lá bùa. Chính xác mà nói thì đó là một lá bùa nổ. Lão già áo đen thậm chí còn không thèm nhìn, bùa nổ vô dụng đối với lão ta bởi vì trên người lão ta có dán bùa chống nổ, trong phạm vi nhất định bùa nổ không thể đả thương lão ta được. Con người quá tự tin không phải là một điều tốt. Cũng giống như lão già này vậy. Một giây trước còn tự tin tràn đầy nhưng trong chớp mắt liền biến sắc, thứ bùa nổ mà lão ta nghĩ không thể đả thương được mình đã ầm ầm nổ tung khiến cho lão ta bật tung ra xa, lộ ra nét mặt vô cùng sửng sốt. Lão ta không biết đây là loại bùa nổ gì mà có thể vượt qua bùa chống nổ, cho dù lão ta không bị thương nặng nhưng bị bùa nổ đả thương thì cũng rất khó chịu. Ăn một tên của ta đây. Triệu Bân lúc này đã xông xuống dưới và bắt đầu dương cung cài tên. Muốn phá bức tường băng này thì vẫn còn có một cách, đó chính là tiêu diệt được lão già áo đen, lão ta là người thi thuật cho nên nếu như tiễn lão ta đến quỷ môn quan thì bức tường băng cũng sẽ bị phá. Diệt. Một cường giả khác của gia tộc Công Tôn ở phía sau đã chém ra một đao phá giải mũi tên của Triệu Bân. Những cường giả của gia tộc Công Tôn còn lại cũng đều đã xông lên,
đồng loạt nâng tay bắn ra tia sáng, đây không phải là bí thuật giết người mà là bí thuật phong ấn, những tia sáng vừa xuyên vào cơ thể của Triệu Bân thì liền biến mất. Thảm thật sự. Triệu Bân thật sự rất thảm, chẳng những không tiêu diệt được lão giả áo đen mà còn bị cấm chế phong ấn. Những cường giả của gia tộc Công Tôn đều không phải là kẻ tầm thường, bọn chúng phối hợp hết sức ăn ý, bí thuật phong ấn mà bọn chúng vừa thi triển ra rất kỳ lạ, cho dù hắn có sử dụng thiên cương hộ thể thì cũng không thể phá vỡ được, hoặc là nói còn chưa đợi hắn thi triển ra thiên cương hộ thể thì đã bị cấm chế chân áp trở lại. Đây chính là sức mạnh áp chế tuyệt đối. Cho dù hắn có dốc hết toàn lực thì cũng không thể phá được cấm chế. Nam vực ngọa hổ Tàng Long, gia tộc siêu cường chiếm hết một nửa. Sao không chạy nữa đi, đám cường giả cười lạnh rồi đồng loạt xông lên vây chặn hắn. Mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, Triệu Bân treo ở trên không, tuy không thể động đậy nhưng vẫn nói. Lão già áo đen cũng đã đuổi tới, lúc này lão ta tóc tai bù xù, lộ ra bộ mặt hung ác. Đường đường là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong, từ khi xuất đạo đến nay lão ta chưa từng bị đả thương bởi bùa nổ, không ngờ hôm nay lại bị một tiểu võ tu dùng bùa nổ khiến cho chật vật đến thế. Tuy nhiên, khi nói đến bùa nổ, đôi mắt già nua của lão ta lại ánh lên tia sáng tham lam. Lão ta sống lâu như vậy nhưng đây mới là lần đầu tiên được gặp loại bùa nổ có thể vượt qua bùa chống nổ, nếu như lão ta có thể chiếm đoạt được loại bùa này thì thế lực của gia tộc Công Tôn cũng sẽ tăng lên mấy bậc. Chạy đi, sao không chạy nữa? Công Tôn Chí khoan thai bước đến, so sánh với các cường giả chuẩn thiên thì tốc độ của hắn ta có hơi chậm một chút. Tuy vậy hắn ta lại là kẻ kiêu ngạo nhất, cũng lộ ra bộ mặt dữ tợn nhất, so với lão giả áo đen thì càng hung ác hơn. Cả một đám cường giả đuổi đánh một tiểu võ tu, đúng là không công bằng. Triệu Bân liếc mắt nhìn Công Tôn Chí và đám cường giả kia. Mấy lão già này rõ ràng là chẳng ai biết xấu hổ, nếu như một đấu một thì Triệu Bân cũng chẳng ngại phải đối đầu với bất cứ kẻ nào, cho dù là lão già áo đen thì hắn cũng không sợ. Lúc nãy nếu như không có kẻ khác xông lên hỗ trợ thì mũi tên kia đã giết chết lão già áo đen rồi. Có thực lực như vậy thì chắc chắn không phải là hạng người vô danh, Công Tôn Chí bước lên, đắc ý vươn tay định lột mặt nạ mà Triệu Bân đang đeo, để thiếu chủ ta nhìn thử xem ngươi là nhân tài nhà ai. Không chỉ có hắn ta mà mấy lão già kia cũng muốn biết. Muốn nhìn thấy gương mặt thật của ta thì ngươi phải trả giá đắt. Triệu Bân lạnh lùng nói, còn chưa đợi Công Tôn Chí chạm vào mặt nạ của hắn thì hắn đã thi triển kỳ lân hóa, hắn nhận ra đám cường giả này chẳng những không biết xấu hổ mà thực lực còn thật sự rất mạnh. Nếu như không lật lá bài tẩy này lên thì hôm nay hắn chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Giống. Một tiếng gầm giống vang lên. Kỳ lân hóa đã hoàn thành. Triệu Bân đã ở trong trạng thái kỳ lân hóa. Nhìn từ xa, hình thái của hắn hùng vĩ như núi, uy thế ngập trời, tất cả những kẻ có mặt đều bị chấn trở mình, kẻ có nội tình yếu kém như Công Tôn Chí suýt chút nữa còn bị nghiền nát. Ầm. Ngay sau đó, bức tường băng chặn đường cũng đã ầm ầm sụp đổ rồi rơi lại vào lòng biển. Trận pháp có huyền diệu đến đâu nhưng khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối đều trở nên mỏng manh như tờ giấy trắng. Đó là thứ gì? Những kẻ bị chấn bay đều ngẩng đầu nhìn lên, bọn chúng không thể ngờ một tên tiểu võ tu lại còn có năng lực bậc này. Kỳ lân hóa. Không hổ là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong, lão giả áo đen có nhãn giới cực kỳ cao, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là trạng thái gì, đây không phải là năng lực của tên tiểu võ tu kia mà chính là năng lực của kỳ lân. Nói cách khác, cái tên đó chính là cơ ngân. Trong thiên hạ cũng chỉ có một mình Thánh Tử Thiên Tông có kỳ lân. Thể ánh sáng. Trong lúc lão giả áo đen còn đang khiếp sợ không thôi thì Triệu Bân đã quát lên một tiếng mạnh mẽ như sấm rền làm chấn động vòng trời. Hắn vừa dứt lời thì ánh sáng chói mắt đã tỏa ra khắp nơi, khi hắn ở trong trạng thái kỳ lân hóa thì bí thuật này lại còn có uy lực hơn nữa, từ xa nhìn vào hắn đã không còn là một con người mà đã trở thành một vầng thái dương cực nóng. Á! Những tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên, tất cả các cường giả có mặt ở đây bao gồm cả lão giả áo đen đều bị thể ánh sáng làm cho lóa mắt, khóe mắt cũng chảy ra đầy máu tươi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào. Triệu Bân lạnh lùng nói rồi ngay lập tức tung ra một chưởng. Một cường giả gia tộc Công Tôn còn chưa kịp ngã xuống thì đã bị đánh nát thành máu thịt. Cảnh tượng trước mắt hết sức chấn động.
Đường đường là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong nhưng đứng trước Kỳ Lân thì vẫn rất yếu ớt. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Triệu Bân vẫn chưa dừng lại, hắn tung ra trưởng thứ hai hóa thành thiên thủ đại la đánh chết cường giả gia tộc Công Tôn thứ hai, sau đó lại tung ra một cước đá chết lão cường giả thứ ba. Rút lui, mau rút lui. Lão già áo đen rít lên một tiếng, ngay lập tức đẩy Công Tôn Chí đang ngất xỉu ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Theo lời lão ta, tất cả cường giả gia tộc Công Tôn đều đã phi thân về phía sau. Mặc dù mắt của bọn chúng đều đã bị mù nhưng cảm giác thì vẫn còn rất tốt, một cường giả khác đã tóm được Công Tôn Chí đang ngất. Công Tôn Chí ngất từ trước thì tốt rồi, trong chớp mắt mới có thể tránh khỏi ánh sáng chói lóa của thể ánh sáng, không bị mù giống như những kẻ còn lại. Thiên Tông Cơ Ngân đúng là gan dạ. Mặc dù tất cả đều đã rút lui nhưng lão già áo đen vẫn còn đứng sừng sững ở đó. Không biết lão ta có huyết mạch đặc biệt gì nhưng sau khi chúng phải thể ánh sáng hai mắt lão ta vẫn chưa bị mù, trái lại còn ánh lên sự thâm thúy kỳ lạ. Cái gì? Cơ Ngân? Đám cường giả bị mù còn lại đều kinh hãi, cuối cùng cũng hiểu ra hết mọi chuyện, thảo nào tên tiểu võ tu này lại nhanh đến như vậy, chiến lực lại đáng sợ đến như vậy, hóa ra hắn chính là Thánh Tử Thiên Tông. Trạng thái bá liệt này lại chính là Kỳ Lân Hóa. Cơ Ngân có thể tùy ý thi triển Kỳ Lân Hóa. Chuyện này từ lúc Cơ Ngân chiến đấu với Cửu Vĩ Ân Minh đã được truyền khắp bốn phương. Nam vực Ngọa Hổ Tàng Long, cài cắm ở bên trong đại hạ không ít gián điệp cho nên chuyện này cũng không thể giấu được. Lão già áo đen nói Cơ Ngân gan dạ quả không sai một chút nào. Phải biết rằng cường giả cùng sát thủ của các quốc gia khác đều đang muốn giết chết hắn, vậy mà hắn còn không ngoan ngoãn đợi ở biên quan Động Nam lại dám chạy đến Nam vực tác loạn, hơn nữa còn dám chạy đến hội đấu giá gây ra động tình. Nếu như không phải bị bọn chúng bức phải thi triển Kỳ Lân Hóa thì chỉ có quỷ mới biết hắn là cơ. Lão và ta không thù không oán, chính là do gia tộc Công Tôn của lão tự muốn tìm kích thích, Triệu Bân hừ lạnh một tiếng nói rồi lại tung ra một trường, thiên thủ đại la lăng không đánh về phía lão giả áo đen, khí thế như núi lớn ép xuống. Đã sớm nghe nói Kỳ Lân Hóa bá thiên tuyệt địa nhưng ta cũng không tin, lão giả áo đen quát lên kịch liệt, từng bước bước lên. Hai tay giơ lên trời mạnh mẽ đối kháng một trưởng của Triệu Bân. Tuy nhiên, lão ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Thiên thủ đại la mạnh đến mức khiến cho xương đùi của lão già áo đen rạn vỡ. Ôi trời! Triệu Bân thấy vậy thì ngay lập tức thêm thiên lôi vào trợ uy. Tổ tiên của ta, mau tiếp sức! Lão già áo đen quát lớn một tiếng. Không biết là lão ta vừa mở ra cấm pháp gì mà trên ấn đường khắc lên một ký tự cổ quái, khí thế của lão ta cũng tăng lên tới đỉnh điểm, một nguồn uy lực đáng ra lão ta không thể thi triển nổi lại đột nhiên xuất hiện. Uy lực này cuồng bạo đến mức ngay cả Triệu Bân ở trong trạng thái Kỳ Lân Hóa cũng phải kinh ngạc vì bị chấn lui, do hình thể của hắn quá khổng lồ cho nên mỗi một bước lui của hắn đều khiến cho biển sâu dậy sóng. Cảnh giới thiên võ, Triệu Bân định thân, hơi nheo mắt lại. Nhìn năng lượng mà lão già áo đen bộc phát ra thì hiển nhiên đã vượt qua cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong, đây chính là năng lượng của cường giả thiên võ. Tá tổ pháp. Triệu Bân lẩm bẩm, chắc chắn mình không nhìn nhầm. Bên trong bí quyển Thiên Tông đã có nói qua, trên thế gian có một dòng truyền thừa cổ xưa thông hiểu bí pháp mượn sức mạnh của tổ tiên thông qua việc xây dựng tế đàn cùng cung phụng hài cốt tổ tiên sau đó dùng lực cung phụng đổi lấy sức mạnh của tổ tiên. Mà loại bí pháp này tất cả hậu bối trong tộc đó đều có thể sử dụng nếu như có thể thi triển, gọi là tá tổ pháp. Lúc này xem ra dòng truyền thừa đó chính là gia tộc Công Tôn. Lão già áo đen đã mượn sức mạnh của tổ tiên. Đã có thể mượn sức mạnh của cường giả thiên võ vậy thì trong gia tộc Công Tôn cũng từng có ít nhất một người là cường giả thiên võ, thảo nào lão già áo đen dám đứng lại đối kháng với Kỳ Lân Hóa, hóa ra là vẫn còn có lá bài chưa lật này. Sự đáng sợ của Nam vực lại một lần nữa được chứng minh. Ngươi là kẻ duy nhất dưới cấp bậc thiên võ đã khiến cho lão phu phải mượn sức mạnh của tổ tiên, lão già áo đen hung dữ nói, sợ rằng lão ta không chỉ mượn sức mạnh của tổ tiên mà còn mượn uy nghiêm của tổ tiên để nói ra một câu lạnh như băng làm chấn động thiên hạ. Vãn bối thật sự quá vinh hạnh, Triệu Bân bình thản nói. Ngươi hại lão phu quấy rầy sự thanh tĩnh của tổ tiên, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Lão già áo đen cười gằn nói. Không phải tình huống quá nguy hiểm thì lão ta cũng sẽ không mượn đến sức mạnh của tổ tiên. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Thiên Tông Cơ Ngân cũng không phải là người thường, hắn là một tòa bảo tàng sống, một tòa bảo tàng nghịch thiên,
chưa nói đến những thứ khác, chỉ nói đến thánh thú Kỳ Lân trong truyền thuyết cũng đã đủ nghịch thiên rồi. Nếu như có thể bắt Kỳ Lân về gia tộc Công Tôn thì đừng nó là quấy rầy sự thanh tĩnh của tổ tiên, cho dù phải đào mộ tổ tiên lên cũng xứng đáng. Vừa dứt lời thì lão ta lại vung tay lên. Biển sâu nổi lên sóng dữ hóa thành chính con rồng rít gào xông ra. Chỉ có 9 con rắn nhỏ mà đã muốn đánh bại ta sao? Triệu Bân cười lạnh nói, ngay lập tức rút ra kiếm Long Uyên. Kiếm Long Uyên được trợ uy bởi sức mạnh Kỳ Lân trở thành một thanh kiếm dài trăm thước có uy lực vô hạn, hắn chỉ cần chém ra một kiếm là đã chém đứt đầu của 9 con rồng. Kinh Hồng Huyền Trận, Phong. Lão già áo đen quát lớn, hai tay tạo thành hình chữ thập, sau đó thay đổi ấn quyết. Vòm trời rung chuyển, 9 cột sáng từ trên bầu trời xuyên xuống lòng biển rộng, lấy Triệu Bân làm trung tâm tụ thành một nhà giam. Ở xung quanh hắn, mỗi một cột sáng đều có ấn ký xích sắt khóa cả tay chân của Kỳ Lân Triệu Bân lại, xích sắt này còn có thể hấp thụ sức mạnh của Kỳ Lân. Trận pháp này cũng vô dụng đối với ta thôi. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ thi triển Thiên Cương Hộ Thể. Thiên Cương Hộ Thể được Triệu Bân thi triển ra trong trạng thái Kỳ Lân hóa không chỉ có uy lực bá tuyệt mà còn có phạm vi rộng lớn, một chiêu này đã chặt đứt hết các cột sáng. Lại còn có tầng tầng ánh sáng lan tràn bốn phương khiến cho biển sâu cũng trở nên cuồng nộ. Lão già áo đen bị đẩy lùi. Đám cường giả của gia tộc Công Tôn ở bên ngoài cũng đều bị chấn trở mình, hộc máu giản giụa. Cũng may khoảng cách giữa bọn chúng với trận đại chiến vẫn còn xa, chứ nếu như bọn chúng đứng ở vị trí của lão già áo đen thì không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Phách Thiên Trảm. Triệu Bân vừa quát vừa chém xuống một kiếm. Lão già áo đen định thân, một tay giơ lên trời biến ra một lá chắn khổng lồ. Sức mạnh của cường giả thiên võ quả nhiên không tầm thường, Phách Thiên Trảm của Triệu Bân không thể chém vỡ lá chắn này, thậm chí hắn còn bị chấn động đến mức phải kêu rên, thể Kỳ Lân của hắn còn rách ra một vết dài. Cực pháp, La Thiên Thực Nhật. Trên tay lão già áo đen xuất hiện thêm một lá cờ lớn chỉ thẳng lên bầu trời. Giữa bầu trời tối đen bỗng nhiên hiện ra một vầng thái dương chiếu sáng hải vực như ban ngày. Vầng thái dương này tỏa ra sức nóng cực kỳ mãnh liệt khiến cho Kỳ Lân thể của Triệu Bân bị đốt cháy đen, sức mạnh Kỳ Lân dưới sức nóng của vầng thái dương đang chậm rãi bị hóa diệt. Ông! Triệu Bân tất nhiên sẽ không đứng im để bị đánh, hắn ngay lập tức vung kiếm lên trời chém ra một lốc xoáy. Lôi điện xé rách bầu trời, phong vân biến sắc. Vầng thái dương bị lốc xoáy của Triệu Bân làm cho vỡ tan, ánh sáng của nó dần dần mai một. Hải vực lại trở về với bóng tối. Ta muốn xem ngươi có thể trụ được bao lâu, lão già áo đen rút kiếm, ngưng tụ sức mạnh thiên võ chém ra một kiếm xa 800 trượng tràn đầy uy lực. Đủ để giết lão. Triệu Bân lạnh lùng nói, tất nhiên hắn không hề nao núng, ngay lập tức ngược gió đối kháng. Năng lượng Kỳ Lân có một khuyết điểm là không thể bổ sung cũng như có thời gian thi triển hạn chế. Nhưng tá tổ pháp của đối phương cũng không khác gì. Có thể mượn sức mạnh của cường giả thiên võ không có nghĩa là lão ta đã trở thành cường giả thiên võ. Xét về chiến lực, hai người chênh lệch nhau khá nhiều. Đây đơn giản là một cuộc độ sức xem ai tiêu hao hết năng lượng trước. Ai cạn kiệt năng lượng trước thì thua. Đại chiến bắt đầu, đất trời sụp đổ. Trận chiến giữa Triệu Bân cùng lão già áo đen cũng là trận chiến giữa Kỳ Lân hóa và tá tổ pháp, tất nhiên có thể gây ra động tĩnh cực kỳ lớn, mỗi một lần va chạm đều khiến cho biển sâu dậy sóng, tầng tầng ánh sáng lan tràn. Nhìn cục diện này, đừng nói là võ tu địa tạng, ngay cả cường giả chuẩn thiên của gia tộc Công Tôn đứng ở bên ngoài cũng không dám tiến lên một bước. Mỗi một lần bên trong va chạm thì ở bên ngoài lại liên tục lui về phía sau cả kinh run rẩy. Mặc dù hai mắt đều đã bị mù nhưng cảm giác vẫn còn rất tốt, ai cũng có thể nhận thức được sự nguy hiểm tràn khắp không gian. Mặc dù Kỳ Lân hóa của Cơ Ngân rất mạnh nhưng tá tổ pháp của lão già áo đen cũng không bị rơi xuống thế hạ phong. Phải biết rằng tá tổ pháp của lão già áo đen đang mượn sức mạnh của một cường giả thiên võ. Giữa trận đại chiến, Công Tôn Chí đã tỉnh nhưng hắn ta cũng không thể đứng vững, miệng hộc máu giản giụa. Lúc trước Triệu Bân thi triển Kỳ Lân hóa suýt chút nữa đã chấn diệt hắn ta, ngay cả các cường giả chuẩn thiên trong gia tộc hắn ta cũng không dễ chịu thì đừng nói đến một võ tu địa tạng giống như hắn ta, giờ phút này còn sống thật đúng thật là một kỳ tích. Nhìn thấy đại chiến ở đằng xa, Công Tôn Chí giật mình hỏi.
Thiên Tông Cơ Ngân, một trưởng lão đáp. Vừa nghe thấy vậy thì Công Tôn Chí đã giật mình hộc máu. Không ngờ Cơ Ngân lại đến Nam Vực. Thật không ngờ tới. Vẻ mặt khiếp sợ của hắn ta lúc này trông giống hệt vẻ mặt lúc nãy của các trưởng lão. Bắt sống. Bắt sống cho ta. Sau khi sự khiếp sợ qua đi thì hắn ta lại đột nhiên hét lên với vẻ phấn khích và sung sướng. Tạo hóa. Nghịch thiên tạo hóa. Hắn ta vốn dĩ chỉ muốn giết người cướp của bình thường, không ngờ lại gặp được chuyện tốt thế này. Cơ Ngân là một tòa bảo tàng sống, bên trong cơ thể còn có thánh thú Kỳ Lân. Nếu như hắn ta có thể trở thành ký chủ của Kỳ Lân thì hắn ta cũng có thể thi triển Kỳ Lân hóa. So sánh với điều này thì thiên nhãn của Cơ Ngân chỉ là thứ vô giá trị. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, không thứ gì có thể chống lại nổi. Phụt! Khi Công Tôn Chí còn đang chu lên như sói chu thì lão già áo đen đã liên tục trúng chiêu, thân thể đẫm máu nghiêng ngả trên bầu trời. Cho dù lão ta đã mượn sức mạnh của tổ tiên nhưng vẫn không thể đánh lại Triệu Bân trong trạng thái Kỳ Lân hóa. Đều là mượn ngoại lực nhưng bản chất hai loại công pháp là khác nhau, Triệu Bân cùng Kỳ Lân là tâm ý tương thông cho nên có thể sử dụng sức mạnh của Kỳ Lân ở trạng thái mạnh mẽ nhất. Đây là điều mà lão già áo đen không thể nào làm được. Về phần năng lượng tiêu hao thì lão già áo đen vẫn tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Khí thế của lão ta lúc này dĩ nhiên đã hạ xuống không ít. Năng lượng của cường giả thiên võ không thể tiếp tục bổ sung, bị Kỳ Lân Triệu Bân đánh bật ra ngoài không ngẩng đầu lên được. Công Tôn Chí ở bên dưới nhìn thấy cảnh này thì cứng họng, thần sắc kinh hãi. Nhìn chiến cục này thì muốn đánh bại Cơ Ngân cũng khó chứ đừng nói là muốn bắt sống hắn. Nếu như còn chiến đấu tiếp thì lão giả áo đen chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Triệu hồi cường giả. Mau triệu hồi cường giả. Công Tôn Chí vội vàng nói. Điều động tất cả cường giả trong tộc. Hắn ta đã điên cuồng vì Cơ Ngân. Hắn ta không quan tâm có bao nhiêu người sẽ chết, hắn ta chỉ muốn bắt sống Cơ Ngân. Tất cả tập hợp, đám trưởng lão đều nói. Không dễ gặp được Cơ Ngân giữa đường, làm sao bọn chúng có thể buông tha. Chỉ cần lão già áo đen có thể chống đỡ đến khi lão tổ tới là được. Tá tổ pháp của gia tộc Công Tôn không phải tất cả mọi người trong tộc đều có thể dùng được bởi vì yêu cầu khi thi triển nó hết sức hà khắc, giống như đám trưởng lão này đều không thể thi triển ra nổi, nhưng bên trong gia tộc Công Tôn ngoài trừ lão giả áo đen thì vẫn còn một tiền bối có thể thi triển tá tổ pháp. 2-1, không tin không thể trấn áp được Kỳ Lân hóa. Một khi Cơ Ngân không còn sức mạnh Kỳ Lân bảo vệ thì việc xử lý hắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chuyện này bọn chúng biết thì lão già áo đen cũng biết. Trong trận chiến một chọi một lão ta tự biết không đánh lại Kỳ Lân Cơ Ngân cho nên lão ta đã thay đổi đấu pháp, không liều mạng xông lên nữa mà chỉ kéo dài thời gian, cố hết sức duy trì sức mạnh thiên võ, chỉ cần chờ đến khi viện quân đến thì Cơ Ngân chắc chắn sẽ bị bắt. Chờ viện quân sao? Triệu Bân thầm nghĩ, hơn phân nửa đã nhìn ra manh mối, đối phương đang muốn kéo dài thời gian đợi gia tộc đến tiếp viện sau đó vây công hắn. Đã nhận ra thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi tiêu diệt lão giả áo đen này xong thì hắn sẽ xử lý hết đám cường giả còn lại cùng với Công Tôn Chí ở dưới kia. Xong chuyện chỉ cần quay đầu bỏ chạy là được. Nghĩ vậy hắn liền thu kiếm Long Uyên lại sau đó dùng sức mạnh của Kỳ Lân hóa thành cung rồi dùng thiên lôi, thái âm chân khí và huyền hoàng khí làm tên để bắn ra một tên cực mạnh. Lão giả áo đen thấy vậy thì chợt biến sắc. Mũi tên Triệu Bân bắn ra không phải là chuyện đùa. Nếu không dùng toàn lực thì không thể ngăn cản nổi. Diệt cho ta. Lão già áo đen nghiến răng, cưỡng chế huy động sức mạnh thiên võ ngưng tụ thành một lá chắn dày nặng, tuy ngăn chặn được một tên của Triệu Bân nhưng lá chắn cũng nổ tung. Lại đến. Hai mắt Triệu Bân sáng như đuốc, mũi tên thứ hai đã rời cung. Lão già áo đen vừa nhìn thấy đã trợn to mắt mắng lớn, hắn rõ ràng đang muốn lão ta tiêu hao hết năng lượng. Dù không muốn nhưng lão ta cũng không thể làm gì được, đối phương đã xuất chiêu khóa chặt lão ta cũng chỉ có thể đối kháng lại, thêm một lần cưỡng chế thi triển sức mạnh thiên võ ngưng tụ ra một lá chắn dày nặng khác. Ầm, keng, keng. Sau đó những tiếng ầm vang liên tục vang lên không ngừng, Triệu Bân liên tục bắn tên, lão già áo đen liên tục ngưng tụ lá chắn bị động phòng ngự, sau mỗi một lần va chạm thì lá chắn của lão già áo đen đều bị vỡ ra, tạc ra ánh lửa chói mắt. Không trụ nổi nữa.
Đây là tiếng lòng của lão già mặc áo đen, sức mạnh thiên võ đang phân tán, nghiễm nhiên không thể đỡ được đòn công phá, bị cơ ngân kỳ lân đánh cho thất bại liên tục, dư chấn tổn hại tới thể phách nên cứ hộc ra từng vốc máu. Không trụ nổi nữa. Sắc mặt Triệu Bân trắng bệch, trong lòng hắn cũng bật ra câu nói này. Thế nhưng, so với người mặc áo đen thì hắn khá hơn rất nhiều. Trận chiến tiêu hao tinh lực này, một người dùng sức mạnh kỳ lân, một người dùng sức mạnh từ tiên tổ, ắt hẳn đối phương sẽ gục trước. Tới lúc đó, hắn vẫn còn ở trong trạng thái kỳ lân, xử lý mấy lão già này dễ như trở bàn tay, dù không giết hết được, cũng có thể tiêu diệt quá nửa. Ngươi còn đỡ được mấy chiêu đây? Triệu Bân thét lên, hắn kéo cung lắp tên không biết lần thứ bao nhiêu. Mũi tên này có uy lực mạnh nhất, giống như một tia sáng vàng chói, uy thế không gì cản nổi. Á! Lão già mặc áo đen tóc tai rũ rượi, tiếp tục đốt tinh huyết, sử dụng tới sức mạnh thiên võ còn sót lại trong cơ thể để hình thành nên tấm bia chắn cuối cùng. Không đọ sức nổi nữa, sau đòn tấn công này, chẳng còn sức mạnh thiên võ nào nữa. Keng, răng rắc, đùng. Sau ba tiếng vang liên tiếp, mũi tên hủy diệt kia đã phá về tấm bia. Phút, lão già áo đen hộc máu, văng ngược ra sau giống như một con diều đứt dây, về ra một đường cong hoàn hảo giữa không trung. Khiến công tên chi và cường giả của công tên ra phải dùng mình. Cường giả từ gia tộc còn chưa kịp tới, thế mà đã thua rồi. Quỳnh. Triệu Bân không dừng tay, một cung kéo ba tên. Đây cũng là đòn tấn công cuối cùng mà hắn có thể tạo ra. Sau đòn đánh này, kỳ lân hóa sẽ tan biến, thế nhưng, hắn tin rằng ba mũi tên này có thể tiêu diệt lão già mặc áo đen, cũng có thể tiêu diệt quá nửa đám người của công tôn chí. Phần còn lại. Hắn cũng không ngại lao tới bồi thêm một đao. Đi! Đi mau! Cường giả của công tôn ra hô hào, vội vàng đào tẩu. Nhất là công tôn chí, sắc mặt hắn ta tái mét bởi đã bị một mũi tên nhắm trúng, toàn thân lạnh ngắt, dường như trông thấy tử thần đang vẫy tay với mình. Mũi tên này hắn ta không né được, cũng không đỡ được. Kết thúc rồi, Triệu Bân thét vang trời. Thế nhưng, chưa kịp bắn tên. Hắn bỗng cảm thấy thể phách run rẩy, gặp phải một luồng sức mạnh hủy diệt không rõ từ đâu ập tới. Phụt! Trong thoáng chốc, cả cung và tên bị hủy hoại. Trong chớp mắt, kỳ lân hóa tiêu tan. Cũng trong một thoáng ấy, cánh tay của hắn bị nổ tung, cơ thể đầm đìa máu tươi rơi từ trên không trung xuống, tạo ra một vệt máu đỏ rực giữa nền trời, thậm chí còn chói mắt hơn lão già áo đen. Gắng lên! Dù mơ màng, dường như hắn vẫn nghe thấy tiếng hét của Nguyệt Thần. Đúng vậy, luồng sức mạnh khủng khiếp không rõ nguyên do mà Triệu Bân gặp phải đến từ lời nguyền, không rõ thứ đó tại sao lại nổi điên mà tấn công dữ dội vào lúc đó, cô ta cùng hai vị chúc phúc hợp lực, suýt chút nữa đã ngã gục. May mà họ trụ vững. Nhưng Triệu Bân vẫn hứng chịu dư chấn nên mới có cảnh tượng này. Tan rồi. Công tôn chí đang chạy trốn bỗng dừng lại. Các cường giả cũng cảm nhận được. Tan rồi, kỳ lân hóa tan rồi, không những thế, cơ ngân còn bị trọng thương, chắc hẳn là một dạng phản phệ nào đó. Toàn thân hắn đầm đìa máu me, đâu còn ra hình người chứ. Mau, tiêu diệt hắn đi. Lão già mặc áo đen đột ngột dừng chân, ho ra từng búng máu. Trận chiến với cơ ngân khiến lão ta bị thương rất nặng, vốn tưởng sẽ bị tiêu diệt bởi mũi tên kia. Không ngờ. Bản thân cơ ngân gặp phải biến cố. Đúng là trời xanh không tiêu diệt lão ta, đã vậy còn tặng cho họ một cơ duyên. Cơ ngân bị thương thê thảm như thế, có thể hạ gục hắn dễ dàng. Giết! Mấy cường giả thét ầm lên, nhất tề lao tới, tuy không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Công tôn chí cũng rất chuyên nghiệp. Dù bị thương nặng nhưng cũng xách kiếm lảo đảo xông tới, ánh mắt rực sáng như đuốc. Trời giúp công tôn ra rồi. Hôm nay số trời đã định rằng họ phải bắt sống cơ ngân. Tạo hóa và cơ duyên sau đó toàn là cấp nghịch thiên thôi. Phụt. Triệu Bân phun máu, gắng gượng dừng khựng giữa không trung. Chuyện quái dị như thế này, hắn đã từng gặp phải một lần, lần khốc thảm nhất là khi ở ma vực. Nếu không phải vì hắn hôn mê, Bồ Đề cũng không bay ra khỏi chiếc nhẫn ma, Vô Xương cũng không đuổi theo, càng không chết thảm. Hắn không biết luồng sức mạnh đó từ đâu mà tới. Chỉ biết rằng khi nó hiển hóa, chắc chắn hắn sẽ gặp tai ách.
Giống như lần này vậy, tưởng rằng sắp toàn thắng rồi, ấy vậy mà biến cố ập đến, vết thương hết sức thê thảm. Bắt lấy hắn. Công Tôn Chí thét lên, mỉm cười dữ tợn. Cường giả nhà Công Tôn càng nhanh hơn, đã đuổi theo tới vùng hải vực này. Bắt ta. Triệu Bân cười khẩy, quay người chạy trốn. Trạng thái của hắn không ổn, vết thương cũng thê thảm, nhưng đối phương chẳng khá hơn bao nhiêu. Lão già mặc áo đen mạnh nhất đã tàn phế, cường giả của Công Tôn gia thì mù mắt, Công Tôn Chí cũng bán thân bất toại. Chẳng ai ở trong trạng thái đỉnh cao. Vậy thì phải xem, ai chạy nhanh hơn. Soạt. Cho dù bị trọng thương thì tốc độ chạy trốn của hắn cũng không phải chuyện đùa, chẳng khác nào một luồng sáng đỏ rực xẹt ngang qua vòng trời. Khi bị dồn vào tuyệt cảnh, tiềm lực mà con người có thể bộc phát ra thường rất đáng kinh ngạc. Giống như hắn vậy, hắn không còn biết đau nữa rồi. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, chạy thục mạng. Giết! Sau lưng hắn, cường giả Công Tôn gia đuổi sát theo sau. Bắt sống hắn! Bắt sống cho ta! Công Tôn Chí là kẻ chạy chậm nhất, nhưng lại hét to nhất. Thế nhưng tên này cũng chẳng phải người thường, tốc độ không ngừng tăng cao. Bị dồn vào đường cùng nên tiềm lực của Triệu Bân bộc phát. Vì có cơ may nghịch thiên nên hắn cũng khai thác hết tiềm lực bản thân. Để gia tăng tốc độ, hắn dùng tới cấm pháp, đốt cháy tinh huyết, không ngại trả giá. Người có chí tiến thủ như thế bây giờ không còn nhiều đâu. Đùng, đùng uỳnh uỳnh. Công Tôn Chí và cường giả Công Tôn gia ở phía sau cũng có động tĩnh rất lớn, tiếng nổ vang lên liên hồi. Đưa mắt nhìn ra xa bỗng thấy từng dải cầu vồng hiện ra, trên mỗi dải cầu vồng có một bóng người. Trước đó lão già mặc áo đen và Triệu Bân đánh nhau hừng hực khí thế, động tĩnh cực kỳ lớn, đâu thể không kinh động tới bốn phương. Những người rảnh rỗi quá đều chạy tới xem xét. Tiếc rằng họ đến chậm một bước. Trận chiến đã kết thúc, họ không có duyên chiêm ngưỡng trận đấu giữa Kỳ Lân Hóa và sức mạnh tiên tổ. Thế nhưng, tuy trận chiến kết thúc, nhưng màn truy bắt vẫn đang tiếp tục. Triệu Bân liên tục chạy trốn, cường giả Công Tôn gia cũng liên tục đuổi đánh. Bây giờ lại gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Nhóm cường giả ở phía sau vì nghe thấy động tĩnh nên mới chạy tới. Người của Công Tôn gia. Có kẻ nào đó nheo mắt nhìn, nhận ra Công Tôn Chí và những người khác. Họ đang truy sát ai thế? Chắc hẳn là người từng tham gia đấu giá trước đó, lấy được bảo vật nên bị Công Tôn gia nhắm tới. Vậy nghĩa là giết người cướp của rồi. Cường giả đuổi tới nơi cũng không ít. Vừa đuổi vừa trao đổi với nhau. Đuổi được một đoạn thì họ dừng lại, vì Công Tôn gia giết người cướp của dường như chẳng liên quan gì tới họ, dù đuổi tới cũng không được chia phần. Ở hải vực này, ai dám chọc vào Công Tôn gia chứ? Đi thôi, nhóm cường giả đồng loạt quay đi. Có thời gian ấy, tìm chốn nào uống rượu tán gái chẳng tốt hơn sao? Cơ Ngân, ngươi chạy không thoát đâu. Đám đông vừa nhấc chân lên thì nghe thấy tiếng hét này. Âm sắc ấy chắc hẳn đến từ Công Tôn Chí, tiếng hét cực kỳ bá đạo. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là cái tên trong lời nói của hắn ta. Cơ, Ngân, mấy cường giả nhướn mày. Chắc không phải Thánh Tử Thiên Tông đâu nhỉ, có người dò hỏi. Có khả năng lắm, qua xem thử, không ít người quay lại, tiếp tục đuổi theo. Cơ Ngân, ngươi không thoát được đâu. Không lâu sau, Công Tôn Chí lại hét lên. Lần này, nhóm cường giả ở phía sau đều nghe thấy. Không biết có phải là người ấy của Thiên Tông hay không? Nếu muốn biết đáp án, phải đuổi theo mà nhìn. Nếu là thật thì quá thú vị, toàn bộ Nam Vực sẽ rất náo nhiệt đấy. Thiếu chủ, khiêm tốn. Ở phía trước, người của Công Tôn gia luôn miệng nhắc nhở. Lão già áo đen tính tình nóng nảy nên mắng Công Tôn Chí một trận. Phô trương như thế. Ngươi sợ người ngoài không biết chúng ta đang đuổi theo Cơ Ngân ư? Hay là ngươi muốn gọi người trong khắp Nam Vực này tới hóng chuyện? Công Tôn Chí như bừng tỉnh. Do hắn quá sốt ruột, đến mức mất luôn cả lý trí. Hắn yên phận hơn hẳn, không còn gào thét nữa. Tiếc rằng mọi chuyện đã muộn. Nhìn nhóm cường giả ở phía sau là biết họ đã nghe thấy nên đang hăng hái đuổi theo. Phụt! Triệu Bân lại phun máu. Tình thế rất gay gâu.
Sức mạnh hủy diệt không rõ nguyên do kia vẫn còn đang đầu độc thể phách của hắn, khiến tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của hắn bị thương đến tàn tạ, thêm cả cánh tay vừa bị nổ tung lúc nãy cũng không thể nào đắp nặn lại. May mà lần này thần trí của hắn vẫn tỉnh táo. Nếu như giống như lần ở ma vực, vậy thì hắn chết chắc rồi. Tên khốn nạn nào thế hả? Triệu Bân càng nghĩ càng tức, không ngừng chửi rủa trong lòng. Một người khác cũng đang chửi rủa là Nguyệt Thần, cô ta mắng còn hăng hơn hắn nữa kia. Tất nhiên việc đối đầu với lời nguyền chưa từng dừng lại, mỗi ngày nếu không phải đang đánh nhau thì là đang bị đánh, đánh đến mức da mặt cô ta dày cộp luôn rồi. Cô ta vẫn dành thời gian liếc mắt nhìn Triệu Bân. Ăn đòn cũng là một kiểu tu hành. Soạt. Triệu Bân gạt bỏ mọi tạp niệm, tốc độ lại tăng vọt lên. Giữa chừng gặp nhiều hòn đảo, trên đảo có người ra vào, đa phần họ đứng trên đỉnh núi ngắm biển, thấy hắn bay qua mà không khỏi nhíu mày. Không chỉ trông thấy hắn, họ còn trông thấy người của Công Tôn gia cùng một đống cường giả phía sau. Ngoài ra, trên biển cũng có nhiều chiến thuyền, đa số là thuyền giao thương. Tình hình gì thế này? Nhiều người gãi đầu, không hiểu thế nào. Người thích hóng chuyện cũng không ít, người đuổi theo cũng khá nhiều. Ấn ký đã tiêu tan bớt chưa? Triệu Bân đã hỏi câu này rất nhiều lần, đối tượng là Tiểu Kỳ Lân. Ấn ký ở đây là ấn ký thiên nhãn của Công Tôn Chí. Tuy hắn không tìm ra, nhưng Tiểu Kỳ Lân có nhãn giới nên nhìn thấy rất rõ, hay nói cách khác, nó có thể cảm nhận rõ ràng, nhưng nó không thể nào gạt bỏ được. Có ấn ký ở đây, dù trốn đến nơi nào, Công Tôn Chí cũng tìm thấy hắn. Á á, Tiểu Kỳ Lân kêu gào một hồi. Triệu Bân nghe hiểu được, ấn ký đã tiên tán từ trước đó, quả nhiên thứ này chịu giới hạn bởi thời gian. Ấn ký mất hồi, vậy thì hắn phải đổi chiêu. Hắn lập tức quẹo cua, xông vào một hòn đảo. Trên đảo có một tòa thành cổ, hắn từng thấy trên bản đồ, tên là Thành Lạc Nhật. Không thể chạy được nữa, với tình thế đáng lo ngại hiện giờ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị tóm. Vì thế, đành phải tìm chỗ nào đó trị thương trước đó, trong thành cổ ngư long hỗn tạp nên cực kỳ thích hợp. Không cần quá lâu, vài ba ngày là ổn. Mất đi ấn ký thiên nhãn, Công Tôn gia muốn tìm hắn cũng không dễ dàng. Soạt, soạt, soạt. Lão già mặc áo đen, cường giả Công Tôn gia và Công Tôn Chí lập tức theo sau, giống như những con nhạn, đuổi theo tới hòn đảo. Công Tôn Hóa, phong tỏa thành trì. Chưa đến thành cổ Lạc Nhật đã nghe thấy tiếng thét của lão già áo đen. Đúng vậy, đây là hòn đảo thuộc về Công Tôn gia, Thành Lạc Nhật do Công Tôn gia xây dựng nên, mà thành chủ của Thành Lạc Nhật cũng là người của Công Tôn gia. Dù trong thành ngư long hỗn tạp, nhưng Công Tôn gia có quyền điều khiển tuyệt đối. Cơ Ngân biết chọn chỗ ghê, bao nhiêu hòn đảo mà không tới, cứ phải tới nơi này. Quỳnh! Ngay lập tức, bốn phương tám hướng xung quanh hòn đảo mọc lên những cột sáng chọc trời, liên kết với nhau, tạo thành bức tường ánh sáng bao quanh tòa thành. Đây là kết giới chỉ Công Tôn gia mới có, bao trùm toàn bộ Thành Lạc Nhật. Không một ai được phép ra khỏi thành. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Lão già áo đen rất cường thế, đứng trên không trung, cất giọng nói vang vọng đất trời. Thúc tổ, mọi người định. Một người đàn ông trung niên mặc mãng bào chạy tới, người này chính là thành chủ Thành Lạc Nhật. Thấy lão già áo đen sát khí ngút trời cùng thương tích thê thảm của Công Tôn Chí và những người khác, ông ta mờ mịt, bị ai đánh thế này? Không chỉ ông ta nghi hoặc, người trong thành cũng nghi hoặc. Động tĩnh lớn thế này, đến cả kết giới bảo vệ thành cũng mở ra rồi. Bắt Cơ Ngân, lão già áo đen lạnh lùng nói. Cơ, Ngân, Công Tôn Hóa ngẩn ra, dò hỏi, Cơ Ngân nào cơ? Cơ Ngân của Thiên Tông. Đúng là thánh tử Thiên Tông thật à? Những kẻ hóng chuyện chạy tới sau đúng lúc nghe tiếng được tiếng hét này mà hai mắt sáng ngời. Chẳng trách Công Tôn gia điều động đội hình lớn đến vậy, nếu không có động tĩnh tầm cỡ này thì đúng là không xứng tầm với Cơ Ngân. Không ít người lập tức lôi bùa truyền tin ra Cơ Ngân tới Nam Dực rồi. Bị nhốt trong thành Lạc Nhật, tin tức này bị họ truyền đi khắp nơi. Gọi thêm người tới đây đi, náo nhiệt mà. Gì cơ, Cơ Ngân ở Nam Vực sao? Gì, bị nhốt trong thành Lạc Nhật hả? Cái gì, nhà Công Tôn đang đóng cửa đánh chó à? Nam Vực nháo nhào trong đêm. Khi nhận được thông tin thì bốn bề đều kinh ngạc. Không ngờ thánh tử của Thiên Tông lại đến Nam Vực rong chơi,
còn bị nhà Công Tôn chặn lại trong thành Lạc Nhật, tin đó có vẻ hơi bất ngờ, tên nhóc đó cũng thật lì lợm, bao nhiêu người muốn giết chết hắn mà hắn còn dám chạy ra ngoài dạo chơi. Nhìn đi, bị người ta chặn lại rồi đó. Mau, mau, mau lên. Các thế lực đều dục dịch, phái đi rất nhiều cao thủ. Bọn tán tu cũng không chịu yên phận, ba bốn người gộp thành một nhóm, chạy về thành Lạc Nhật. Mấy ngày ngay Cơ Ngân là nhân vật hot nhất, giết chết hết cao thủ của các nước ở Di Chỉ Ma Vực, sống chết với cửu vĩ ân minh trước núi Thiên Tông, lừa giết cả trăm vạn đại quân ở biên quan Nam Vực. Tất cả những chuyện đó đều là những chiến tích huyền thoại, nghe thấy tên của hắn thì liền cảm thấy đầy oai phong, phần lớn bọn họ đều chưa nhìn thấy hắn ngoài đời thật nên sao có thể không đi xem cho được. Bọn họ đều là những người muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng cũng có một số có mục đích khác. Chẳng hạn các thế lực siêu lớn như Huyết Y Môn, tộc Xác Chết, Cát Gia. Số lượng cao thủ mà họ điều động không phải nhiều một cách bình thường, bọn họ đến đó là vì muốn xem kịch hay và cũng là vì muốn cướp chiến lợi phẩm. Cơ Ngân không phải người tầm thường, khắp nơi trên người hắn đều là bảo bối. Trong biên giới đại hạ, bọn họ không dám sinh sự. Nhưng đã đến Nam Vực rồi thì phải tận dụng lợi thế chủ nhà. Bảo bối lớn vậy sao có thể để một mình Công Tôn ra nuốt hết được, không ăn được thịt thì cũng phải húp được chén canh chứ, nếu không chia thì bọn này sẽ cướp, các gia tộc lớn hợp lực lại, bọn ta không tin ngươi không đưa. Nhưng đó chỉ là ngoài mặt. Còn trong bóng tối thì không biết còn có bao nhiêu người nữa. Chẳng hạn như cao thủ của các nước, sát thủ của La Sinh Môn, bọn họ nghe được tin tức thì đều lên đường đến đó, ánh mắt ai nấy cũng đều rất kỳ lạ. Bọn họ rất kính nghiệp, lảng vảng ở biên quan Đông Nam chỉ vì muốn ám sát Cơ Ngân. Nhưng cuối cùng mới biết vốn dĩ tên đó không có ở biên quan Đông Nam mà mẹ kiếp, hắn lại chạy đến Nam Vực mất rồi. Vậy thì còn nói gì nữa, phải đến Nam Vực xem thử thôi. Nếu như Công Tôn gia có bản lĩnh, giết chết được Cơ Ngân thì bọn họ cũng đỡ tốn công. Nếu Công Tôn gia không đủ bản lĩnh thì bọn họ cũng không ngại đến góp sức. Dù sao thì cũng phải giết chết Cơ Ngân. Thành Lạc Nhật. Bên ngoài thành, người đông như kiến, đông nghìn nghịt. Cuối cùng thì quân chi viện của Công Tôn gia cũng đã đến, khí thế rất lớn, họ bao vây chặt thành Lạc Nhật, người đến xem kịch đều bị đẩy ra bên ngoài vòng vây, ý định của họ rất rõ ràng, ai dám tiến về trước thì tức là muốn tìm cảm giác kích thích, đừng trách Công Tôn gia không nể tình. Ăn một mình. Người xem đều biết Công Tôn gia đang muốn ăn một mình. Nếu không thì cũng sẽ không phái nhiều cao thủ đến như vậy. Cơ Ngân, cút ra đây nào. Rất nhiều ngồi trên ghế bay trên thành Lạc Nhật không ngừng hét lớn lên. Trên các mái nhà cũng đều có bóng người, ai cũng hét to hết mức. Gần như không có một bóng người trên đường. Không phải chỉ có người Công Tôn gia sống trong thành mà còn có các thế lực khác nữa. Nhưng phần lớn đều là tán tu, họ đều đã bị đuổi về nhà, không ai được ra ngoài. Còn các cao thủ Công Tôn gia thì nối đuôi nhau từng tốp, đổ vào khắp các ngóc ngách, lục soát từng nhà một với dáng vẻ không tìm ra được Cơ Ngân thì sẽ không bỏ cuộc. Vì vậy, bọn họ không tiếc việc phải lật tung cả ba tấc đất trong thành lên. Bà mẹ nó. Bên dưới lòng đất trong một mảnh sân nhỏ, Triệu Bân đang không ngừng chửi thầm. Đúng thật là một thằng nhóc xui xẻo. Bao nhiêu hòn đảo không lên, lại lên đúng hòn đảo này, hòn đảo phụ thuộc của Công Tôn gia, nhìn kết giới hộ thành đấy thì biết, nếu không mất 90 đến 100 năm thì không thể nào tạo ra được, khi kết giới được khởi động là ngoài Công Tôn gia ra, không có bất cứ ai có thể vào hay ra được. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả hắn. Đừng nói đến việc hắn đang bị trọng thương, dù cho có đăng kỳ lân hóa thì cũng chưa chắc có thể đánh ra ngoài được. Sớm biết chuyện thế này thì hắn cũng không đến tham gia hội đấu giá, lừa Cát Dương thê thảm nhưng lại bị Công Tôn gia để mắt đến. Cuộc đời cứ như một trò đùa. Cũng còn may là thành Lạc Nhật khá rộng, muốn tìm ra hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, hắn vẫn còn có thời gian. Triệu Bân điều chỉnh lại tâm trạng, chú tâm trị thương, luồng sức mạnh hủy diệt kỳ lạ trong cơ thể đã từ từ tan biến, khả năng tái sinh phát huy tác dụng. Cánh tay bị nổ nát đang từ từ hình thành lại, các vết thương trên cơ thể cũng từ từ lành lại. Cơ Ngân, cút ra đây nào. Tiếng hét của các cao thủ Công Tôn gia lúc trầm lúc bổng. Trong đó giọng của Công Tôn Chí là lớn nhất. Kỳ Lân.
hắn ta muốn có thần thú kỳ lân. Khi nhìn thấy sức mạnh của kỳ lân hóa, khao khát muốn có được càng mãnh liệt hơn. Thúc tổ, đã có rất nhiều người đến. Công Tôn Hóa nhìn ra ngoài thành rồi lại nhìn sang ông già áo đen. Đâu cần tên này phải nói, ông già áo đen cũng đã nhìn thấy rồi, ông ta chau mày. Bọn này là chó hay sao đấy, đánh hơi tin tức nhanh thật. Đấy chẳng phải là dấu hiệu tốt gì. Đoàn người nối đuôi nhau không ngừng đổ về, số lượng nhiều hơn ông ta dự đoán, tán tu và các thế lực hạng 2 hạng 3 còn đỡ, nếu như các gia tộc siêu lớn cũng tham gia vào thì rắc rối to rồi. Nói đến là đến ngay. Nhìn về bầu trời phía xa, mây mù cuồn cuộn, chim biển hót vang, trên mỗi con huyết điêu đều có một người đứng, người yếu nhất cũng là cảnh giới địa tạng tầng 8, người dẫn đầu là một ông già mặc áo vàng kim. Đó là nhà họ Cát. Lão tổ Cát gia đích thân đến, không biết có bao nhiêu cao thủ cùng đến, Cát Dương cũng có trong số đó. Ầm, bùm, tiếng nổ không ngừng vang lên trên không trung, sau lưng Cát gia là từng tảng mây máu phủ khắp trời đất. Cuốn theo cả mùi máu tanh khiến người ta muốn nôn, sát ý nồng nặc, huyết y môn đã xuất hiện, thế trận còn hùng hồn hơn cả nhà họ Cát. Bọn họ đến rồi thì sao thiếu được tộc xác chết? Nói đến thế trận thì tộc xác chết là lớn nhất, mặc dù không có nhiều người nhưng tất cả đều là cảnh giới chuẩn thiên, tổng cộng có hơn mấy chục người. Nhưng người đời đều biết, mỗi tên cảnh giới chuẩn thiên của thi tộc đều có hai xác sống cảnh giới chuẩn thiên, tính ra thì thế trận của bọn họ càng đáng sợ hơn. Trời mới biết bọn họ có còn âm thầm giấu người đằng sau nữa không. Nhà họ Nhan cũng đã đến. Chỉ có điều không lộ diện mà thôi. Sao lại đụng chạm đến Công Tôn gia thế không biết, Nhan Như Ngọc cũng có mặt, cô ta nấp trong đám đông. Sau khi tham gia hội đấu giá, cô ta đã không về nhà, khi nghe được tin tức này thì đã chạy thẳng đến đây. Thánh nữ, không được lỗ mãng, các trưởng lão của nhà họ Nhan đều nói. Ta biết. Nhan Như Ngọc vừa nói vừa chửi thầm Triệu Bân trong bụng. Về nhà với ta khó đến vậy sao? Ta cũng đâu có ăn thịt ngươi, giờ thì hay rồi, bị Công Tôn gia vây ở đây rồi, mọc cánh cũng khó thoát. Cơ Ngân có mặt mũi thật. Có ai nói không phải đâu, có biết bao nhiêu gia tộc lớn kéo đến. Dù đại hạ có muốn cứu thì cũng khó lòng cứu được. Bên ngoài thành không ngừng chậc lưỡi, đúng là tên nhóc đó đi đến đâu là náo nhiệt đến đó. Hôm nay thành Lạc Nhật nổi đình nổi đám khắp Nam vực rồi. Chắc có người sẽ hỏi là Công Tôn gia không sợ bị Hồng Uyên trả thù sao? Tất nhiên là không rồi. Đây là đáp án chắc chắn. Cảnh giới thiên và rất mạnh nhưng tương ứng với sức mạnh thì vẫn có những điều kiện phải tuân theo để áp chế. Di như Hồng Uyên cùng chỉ có thể tới Nam vực. Chứ không thể động va ở đây. Không chỉ Hồng Uyên mà những cao thủ thiên võ khác cũng vậy. Không ai biết những đặt ra các luật lệ, chỉ biết những luật này đều được các thiên võ tuân theo. Kẻ làm trái thì kết cục sẽ rất thảm thiết. Cũng từng có một thiên võ làm loạn ở Nam vực, nhưng chính trong đêm hôm đó, người kia đã bị một cây chiến mâu không biết bay từ đâu tới ghim trên vách đá, đó không phải là truyền thuyết mà là chuyện lạ có thật. Nếu không có quy tắc cổ xưa kia thì nhà Công Tôn cũng không dám lỗ mãng như thế. Chỉ cần người tới không phải cảnh giới thiên võ thì họ chẳng sợ gì đâu. Chẳng lẽ chỉ vì một Cơ Ngân mà đại hạ lại xua binh đi đánh Nam vực sao? Cũng không phải họ xem thường đại hạ mà là tiến vào thì chưa chắc ra được đâu nha. Chấm. Cơ Ngân, lăn ra đây. Thành Lạc Nhật dưới ánh trăng trở nên náo nhiệt vô cùng. Thế trận của Công Tôn gia thi triển rất lớn, cả tòa thành cổ to lớn bị bao vây chật như nêm cối. Trừ Công Tôn gia, không ai được ra vào. Đóng cửa đánh chó trong lời đồn chẳng phải là thế này sao? Vèo. Xoèn xoẹt, bù. Ngày càng nhiều cao thủ Công Tôn gia vào thành, lục soát từng nhà. Tiếp tục nhìn ra ngoài thành thì người tới hóng chuyện đông như quân nguyên. Trên những ngọn núi chung quanh thành cổ đều đứng đầy bóng người, phần lớn đều mang theo kính viễn vọng để theo dõi tình hình trong thành nhưng chưa ai thấy rõ được. Kết giới bảo vệ thành này rất quái lạ, che đậy phần lớn những hành động nhìn lén, dùng cách gì cũng chỉ thấy mơ hồ. Ngươi nói xem Cơ Ngân tới Nam vực làm gì nhỉ? Ai biết, chắc tới thăm người thân. E là lúc này hắn phải chôn thân ở đây rồi. Nơi nhiều người thì không giấu được tiếng bàn tán. Tối nay hòn đảo này rất náo nhiệt. Người tới xem diễn cũng thích chen chân vào cho vui nhà vui cửa, càng đừng nói tới việc chuyện này dính tới Cơ Ngân. Trên trời,
những gia tộc siêu cấp đã vào đảo, từ xa cũng thấy được cờ biểu tượng của những nhà lớn. Cao thủ tới nhiều như mây, thậm chí uy áp dồn ép khiến cả bầu trời nổ vang không ngừng. Mau chóng tìm cho ra đi. Lão già áo đen hừ lạnh, trong giọng nói có chút sốt ruột. Tình hình quá ầm ĩ, cao thủ nam vực tới quá nhiều, đặc biệt là những thế lực lớn. Hiển nhiên họ tới để phân chia chiến lợi phẩm, càng là lúc này thì càng phải mau chóng tìm ra cơ ngân. Cần gì ông ta nói, mấy cao thủ nhà Công Tôn cũng rất chuyên nghiệp rồi. Nhưng tới giờ vẫn không thấy bóng dáng cơ ngân đâu, họ cũng chỉ biết hắn trốn trong thành mà lại không biết ở đâu. Tuy cao thủ Công Tôn ra nhiều nhưng thật sự cũng không ứng phó nổi diện tích quá lớn của thành Lạc Nhật. Muốn tìm ra một con người nhỏ bé trong thời gian ngắn không phải là chuyện dễ. Trong khi họ đang nói chuyện, mấy cao thủ Cát gia đã tới nơi. Lão tổ Cát gia đi đầu, sau lưng là cường giả gia tộc theo sát, phần phật tiến tới. Người hóng chuyện tự giác nhường đường, trong nam vực cũng phân chia mạnh yếu, từ đó có trên có dưới, người thực lực yếu thì bớt nhiều chuyện góp vui đi. Công Tôn Hãn, lâu rồi mới hội ngộ, lão tổ Cát gia cười. Cát huynh, ngọn gió nào thổi ngươi tới thế, lão già áo đen thản nhiên đáp. Trong lúc rảnh rỗi nên tới du sơn ngoạn thủy chơi chút ấy mà, khóe môi lão tổ Cát gia hơi cong, nhìn bên ngoài thì đang cười đấy nhưng bên trong lại không đâu. Suốt quãng đường tàu xe mệt nhọc quá, chẳng hay có thể mời lão phu vào thành uống ly trà không? Tối này thì e là không được rồi, trong tộc ta có chút chuyện nhà cần giải quyết ấy mà, Công Tôn Hãn từ chối. Không phải là chuyện độc chiếm cơ ngân sao? Chẳng lão tổ Cát gia mở miệng, một tiếng cười âm hiểm vang lên, huyết y môn tới rồi. Đi đầu là một bà già mặc áo bào đỏ, uy phong lẫm liệt, cách không cười nói với Công Tôn Hãn. Đây là ân oán cá nhân giữa nhà Công Tôn và cơ ngân, Công Tôn Hãn từ từ nói. Nếu vậy thì mong Công Tôn huynh mở cửa thành, để chúng ta vào trong giúp tìm kiếm được không? Lại một giọng cười âm u vang lên, thi tộc cũng đến rồi, chúng chiếm cứ một phương, âm sát khí lan tràn, kẻ nói chuyện là một lão già mặc áo tang, cùng cấp bậc với lão tổ, chuẩn thiên đỉnh cao chân chính. Tộc ta tự giải quyết được, không nhọc các vị phí công. Công Tôn Hãn lạnh lùng nói. Nhưng nếu chúng ta cứ muốn quan tâm thì sao đây? Lão tổ Cát gia cười đầy sâu xa, khí thế tăng cao. Mụ già áo đỏ và lão già áo tăng cũng không hề thua kém, khí huyết bàng bạc bị kích động lên. Còn có cường giả ba bên, chiến lực toàn bộ bùng nổ, khí thế chồng chất khiến ba nơi họ chiếm cứ bị đè ép mạnh mẽ. Cao thủ nhà Công Tôn canh gác ngoài thành bị khí thế kia chấn phải lùi ra sau, còn đám đông hóng chuyện chung quanh cũng không chịu nổi mà tự giác lui ra. Rất ăn ý. Đây chính là sự hiểu ngầm lẫn nhau. Cát gia, huyết y môn và thi tộc đều tới vì lợi ích, cũng không cần kết minh trước mà cả ba đều hiểu ngầm là muốn phân một chén canh, muốn thế thì phải tạo cho nhà Công Tôn chút áp lực mới được. Chuyện này, họ thường làm ấy mà. Như Cát gia, họ cũng từng gặp tình huống này, là huyết y môn, thi tộc và Công Tôn ra bắt tay nhau, cùng chèn ép Cát gia, giờ thời thế thay đổi, tối nay họ tới để gây chuyện. Đáng chết. Gương mặt già nua của Công Tôn Hãn trở nên âm u. Biết rõ ba nhà này không có ý tốt mà lão ta không ngờ họ lại trực tiếp như thế. Không cần nói gì mà đã có ý tưởng giống nhau, tư thế chuẩn bị khai chiến hết rồi. Đều là gia tộc siêu cấp cực lớn thì sao một mình nhà Công Tôn chịu nổi. Lão phu không cần nhiều, chỉ cần thi thể của hắn, lão già áo tang phủi cho bụi trên vai. Tài vật của hắn thuộc về huyết y môn này. Mụ già áo đỏ cười lạnh. Thiên lôi, khí huyền hoàng và chân khí thái âm thì chúng ta nhận. Cộng thêm kiếm long uyên của cơ ngân, Cát gia muốn luôn, lão tổ Cát gia cũng không chần chờ, chạy từ xa để tới đây, không có được gì thì lão ta không chịu yên đâu. Ba nhà lại không hề đòi kỳ lân. Thánh thú này thì nhà Công Tôn chắc chắn không nhường. So ra, thánh thú kỳ lân là thịt, tài vật này nọ đều là cơm thừa canh cặn thôi. Họ cũng không tham, cơm thừa canh cặn là đủ, đâu thể nào bưng hết cả nồi thịt của người ta đi được. Chậc chậc chậc. Người đời nhìn mà thổn thức tặc lưỡi, thế này mới là nhân vật lớn chứ. Đổi lại là gia tộc bình thường thì ai dám ganh Công Tôn ra như thế. Sự tranh giành giữa các nhà lớn đúng là dứt khoát và trắng trợn. Hoặc là nhường. Không thì đánh. Tình hình chỗ này chính là thế đó.
Sắc mặt của Công Tôn Hãn càng thêm khó coi, ánh mắt lộ vẻ hung hãn, thậm chí còn có phần giữ tợn, thần sắc của các cường giả Công Tôn gia cũng không khác gì. Dạ dày của ba nhà này cũng không nhỏ, bị họ chia chác như thế, dường như chiến lợi phẩm của Cơ Ngân tới tay Công Tôn gia chỉ còn lại một con kỳ lân. Ý của Công Tôn huynh thế nào? Ba nhà mỉm cười nhìn Công Tôn Hãn. Mở cửa thành, Công Tôn Hãn hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Điều này đồng nghĩa với chấp thuận. Chấp thuận ba nhà kia tiến vào thành, cùng tìm kiếm Cơ Ngân. Sau đó họ sẽ chia chác chiến lợi phẩm như thỏa thuận trước đó. Không chấp thuận mà được à? Một chọi ba, Công Tôn gia của lão ta đâu có căn cơ vững mạnh đến vậy. Thế mới đúng chứ. Lão tổ Cát gia mỉm cười, lão ta là người đầu tiên sải bước, dẫn theo người nhà mình tiến vào thành Lạc Nhật. Đi cùng họ còn có Huyết Hy Môn và Thi Tộc, vì nếu đã tham gia ăn chia chiến lợi phẩm thì cũng phải tham gia tìm người. Cho dù không tìm thì cũng phải đợi ở trong thành, đề phòng Công Tôn gia giở trò. Lão phu cũng muốn được chia phần. Ở bên ngoài thành, không ít lão bối vuốt râu. Đa số họ coi câu này chỉ như lời nói nhảm. Muốn được chia phần cũng phải lấy ra được căn cơ xứng tầm, với cục diện như hiện nay, nếu không thuộc gia tộc siêu cấp thì đến cả tư cách tiến vào thành cũng không có. Dù cửa thành mở ra, người dám đặt chân vào không? Bao nhiêu đại tộc siêu cấp, chỉ có ba gia tộc này tới thôi à? Trưởng lão Nhan gia lầm bầm, đảo mắt nhìn xung quanh. Nói về thực lực, Nhan gia có đủ tư cách tiến vào đó hưởng lợi lộc, thế nhưng bên phía gia tộc không có động tĩnh gì. Càng không phái cường giả tới, chỉ dựa vào vài người họ mà cũng muốn nhận phần chiến lợi phẩm thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ cũng phải thôi. Nhan gia mấy năm trở lại đây liên tục gặp biến cố, gốc rễ đâu thể như lúc trước. Thế nên, cứ khiêm tốn vẫn là hơn. Đa số các đại tộc siêu cấp khác cũng đã tới nơi rồi, nhưng họ chưa xuất hiện mà thôi hoặc có thể là chẳng hề muốn tham gia. Có lẽ vì khinh thường, cũng có thể vì khiếp sợ đại hạ. Trong suy nghĩ của họ thì khả năng thứ hai đáng tin hơn. Dám đánh chết thánh tử của Thiên Tông, sẽ bị đại hạ ghim thù đấy. Nếu Long Triều của đại hạ có ý định báo thù, chắc hẳn sẽ rất đáng sợ. Còn về phía Cát gia, Công Tôn gia, Huyết Hy Môn và Thi Tộc, hẳn rằng họ cũng sợ, nhưng lại có cơ sở để không cần sợ. Bây giờ Long Triều của đại hạ không rảnh tay ngó ngàng tới họ vì bị tám vương triều liên thủ tấn công. Đại hạ có trụ nổi qua cửa ải này không còn chưa biết chắc nữa là. Cho dù gắng gượng qua được thì nguyên khí cũng bị tổn thương nặng nề, đâu còn hơi sức gây rắc rối cho họ. Chẳng mấy khi gặp được Cơ Ngân, nếu đã gặp được, đâu thể bỏ qua. Mặt mũi Nhan như ngọc trắng bệch. Cục diện ngày hôm nay dường như không thể tháo gỡ được. Cho dù Nhan gia của cô ta kéo gia tộc tới cũng không cứu được mạng của Cơ Ngân. Cơ Ngân, lăn ra đây. Đừng có trốn nữa, ngươi không thoát được đâu. Bên trong thành Lạc Nhật, tiếng gào thét như rung chuyển đất trời. Bốn gia tộc liên hợp lại, lật tung tòa thành lên để lục soát. Thi tộc, Huyết Hy Môn và Cát gia như đang ngao du sơn thủy, thần sắc vô cùng thư thái, người của Công Tôn gia thì xa sầm mặt mũi. Bị nẫng mất bao nhiêu chiến lợi phẩm, không tức mới là lạ. Nơi này rộng lớn quá. Dưới lòng đất của tiểu viện, Triệu Bân đang không ngừng cảm thán. Hắn có thể thông qua đại địa linh chú để cảm nhận hơi thở của thế giới bên ngoài. Có thêm không ít cường giả tiến vào thành, có cả Thi tộc, Huyết Hy Môn, Cát gia và Công Tôn gia. Bây giờ tất cả hòa trộn lại, về cơ bản cứ bốn người tạo thành một nhóm, mỗi gia tộc cử ra một đại diện, tạo thành nhóm bốn người, lục soát từng nhà từng hộ, cũng nhân tiện đề phòng đối phương giở trò. Triệu Bân ngước mắt. Thông qua mặt đất mà nhìn lên trên. Trên bầu trời, tòa kỵ lượn vòng xung quanh. Ngoài ra, trên đỉnh những tòa nhà cao hơn so với mặt bằng chung cũng có người đứng sẵn. Trong tiểu viện mà hắn đang đứng cũng xây một tòa nhà, trên nóc nhà cũng có người đứng canh chừng, là cường giả của Công Tôn gia, tu vi không hề thấp, đã tới tầng thứ 6 của cảnh giới địa tạng. Người này tới đây rất lâu rồi nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện ra hắn. Chắc hẳn cũng không phát giác được bởi hắn đã nín thở dùng độn thổ để chui xuống độ sâu mấy nghìn trượng, xung quanh dán đầy bùa ẩn giấu. Đừng nói là võ tu địa tạng, cho dù cao thủ chuẩn thiên chạy tới cũng chưa chắc đã tìm ra được, đào sâu ba tấc đất cũng không tìm được. Binh! Chẳng bao lâu sau, cửa tiểu viện bị đá văng.
Có bốn người tiến vào, một ông già, một thanh niên, một người đàn ông vạm vỡ và một cô gái, đúng chuẩn nhóm bốn người. Ông già thuộc thi tộc, thanh niên đến từ Cát Gia, người vạm vỡ của Công Tôn Gia còn cô gái là người huyết y môn. Họ lục soát từng nhà từng hộ cũng với mô hình như thế này. Cha xét đi, bốn người lấy dụng cụ ra. Chỗ này ta đã xem xét rất nhiều lần rồi, không có gì bất thường, người đứng trên mái nhà nói. Ông già ngó lơ, lấy ra một chiếc gương màu bạc, chiếu tới chiếu lui trong tiểu viện. Đó là gương thiên cơ. Có được tấm gương này, có thể nhìn trộm. Ai đã dịch dung? Ai đã dùng thuật biến thân? Dùng gương này chiếu qua là nhìn ra hết. Tất nhiên, nếu trong tiểu viện có huyền cơ thì cũng không thể che giấu được. Ông già tra xét rất kỹ càng. Sau khi tra xét tiểu viện xong, ông ta còn chiếu vào người đang đứng trên nóc nhà. Lỡ như tên đó là do cơ ngân biến ra thì sao? Nữ tử và chàng thanh niên cũng đang làm việc này. Vì để tìm cơ ngân mà họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng, mỗi người cầm một tấm gương chiếu hết mọi ngóc ngách trong tiểu viện, sau cùng họ cũng chiếu lên nóc nhà. Hành động của họ khiến tráng hán và người kia rất khó chịu, ý gì đây, không tin Công Tôn gia của ta à? Cũng chẳng tin được lắm. Ba người không nói gì, nhưng thần sắc đã nói thay tất cả. Tra xét xong, bốn người rời đi, nhưng vẫn không phát hiện ra Triệu Bân. Cũng phải trách Triệu Bân nấp quá sâu, ẩn mình quá bí mật. Từng lá bùa của hắn đều là đồ cao cấp chấn lột từ chỗ ân chú, chỉ dùng một tấm gương thiên cơ, làm sao tìm ra hắn được. Đương nhiên, hắn cũng không thể chạy ra ngoài. Kết giới bảo vệ thành của Công Tôn gia bao trùm toàn bộ thành Lạc Nhật, cho dù là bay lên trời hay trốn xuống đất cũng không thể ra khỏi tòa thành này. Muốn dùng thuật xuyên tường để thoát ra cũng vô dụng vì có kết giới ngăn cản. Thế này thì lúng túng rồi đây. Hắn có thể ẩn nấp 10 ngày nửa tháng. Nhưng nữ soái không thể trụ được lâu đến vậy. Một khi đan dược giả chết hết thời hạn, chiếc nhẫn ma sẽ đưa cô ta ra ngoài. Tu vi mất hết rồi, nữ soái không thể nào ở lại dưới Long Đét. Tới lúc ấy, hắn không ra ngoài cũng không được. Ra ngoài, sẽ phải đối đầu với biến đại tộc siêu. Thế nên mới nói, cục diện này khá phía đây. Nếu lại có cái không gian biến động thì ngon rồi, Triệu Bân thầm thì. Nhưng Nguyệt Thần chỉ thấy nguyện vọng này của hắn là xa vời. Không gian của tòa thành vô cùng ổn định, đừng nói là 10 ngày hay nửa tháng, dù là 3, 5 năm thì chưa chắc đã có không gian biến động nổi. Có một trận sấm chớp cũng được. Trong lòng Triệu Bân thầm nhỉ, ngẩng đầu nhìn tinh tượng. Xem xong hắn lại đứng thẳng, rũ đầu. Không có mưa. Mấy ngày tới cũng đều không mưa. Hắn sờ lên thiên nhãn. Nó còn trong trạng thái mù nên không xem được, sức mạnh phản phệ vẫn còn, tạm thời không thể hồi phục thị lực trong thời gian ngắn chứ đừng nói gì thuấn thân tuyệt sát. Vì thế cách dùng thuấn thân tuyệt sát là không xài được rồi, biết trước vậy hắn đã để lại vài phân thân ở bên ngoài. Hả? Đang nghĩ thì một gợn sóng khác thường xuất hiện. Triệu Bân nhắm mắt, dùng đại địa linh chú tập trung cảm nhận. 3, 5 giây sau, hắn mới mở mắt. Cái gì thế? Cùng với tiếng thì thầm này, hắn độn địa lao về một hướng. Ở dưới lòng đất mấy ngàn trượng, dù thông thạo thuật độn địa cũng khó tiến, mỗi bước đều rất gian nan. Dù gợn sóng khác thường kia chỉ cách không tới trăm trượng nhưng Triệu Bân lại tốn hết nửa canh giờ. Chỉ là cái này à? Triệu Bân vươn tay vỗ vài cái trước mặt. Phía trước là một mỏm đá, nói đúng hơn là một bức tường nặng nề lấp kín. Vì thiên nhãn không dùng được nên hắn không thể nhìn xuyên qua tường, chỉ biết là gợn sóng yếu ớt ở bên kia bức tường thôi. Xuyên tường. Hắn quát khẽ, cưỡng ép đi xuyên qua. Trước mắt là một khoảng tối đen. Triệu Bân lấy một viên linh châu ra để chiếu sáng, từ đó mới nhìn rõ được. Đây là một địa cung cổ xưa, trăm trượng quanh đó đều đã sụp, tạo thành đống tàn tích, ngói xanh rải đầy đất, còn có trụ đá đã đổ. Bên trên phủ kín bằng cho bụi thời gian, tang thương mà cổ kính. Chỉ có thể biết là chỗ này có rất rất lâu rồi. Dưới lòng đất mấy ngàn trượng lại có một địa cung. Điều này làm Triệu Bân hơi bất ngờ. Theo như hắn suy đoán, có lẽ do niên đại quá lớn, địa thế có thay đổi, nên địa cung mới chìm xuống dưới sâu trong lòng đất. Nhìn đống tàn tích này thì có trời mới biết nó được xây từ bao giờ. Thú vị! Triệu Bân nhìn thoáng qua rồi bắt đầu bận rộn. Hắn bận gì? Hắn bận dán bùa ẩn giấu.
So với lòng đất, trong tòa địa cung này cũng còn chút không gian, tạm thời trốn ở đây vẫn tốt hơn núp dưới đất bùn tối đen. Làm xong thì hắn mới gạt bớt đá vụn bên trong ra. Chẳng lâu sau, Triệu Bân thấy được một thứ kỳ quái, là một hộp ngọc đen xì, to cỡ bàn tay, bị đè bên dưới đá vụn, nửa thân hộp chìm trong bùn, gợn sóng khác thường truyền ra từ đó, trong gợn sóng kia còn chứa một mùi đan hương mê người. Chấm. Tìm cho ta. Từ khi thành Lạc Nhật được xây dựng tới giờ, chưa có khi nào náo nhiệt như đêm nay. Bóng người ngoài thành đông đen, trong thành thì người người chuyển động, tiếng quát tháo vang lên trong đêm tối lờ mờ. Bốn thế lực lớn như được tiêm thuốc kích thích, dáng vẻ như không bắt được cơ ngân thì sẽ không chịu yên. Đặc biệt là Công Tôn gia, họ tức giận nhất trong đám. Nếu trước khi ba nhà kia tới mà họ đã tìm được cơ ngân thì làm quái gì còn chuyện của mấy người này. Rõ ràng chiến lợi phẩm có thể gọn gàng vào túi mà giờ lại bị chia cắt như thế. Tìm. Tìm kỹ cho ta. Công Tôn Chí đi trên đường lớn, khàn giọng gào lên. Tin tức Công Tôn đuổi giết cơ ngân bị lộ ra ngoài, đây là tội khó chối. Nếu không phải Công Tôn Chí quá lớn tiếng trong khi đuổi giết thì chung quanh cũng sẽ không nghe thấy, từ đó không làm nhiều người bu lại vây xem. Mà xem cũng thôi đi, ai ngờ còn có kẻ không biết xấu hổ chạy tới chia chác bảo bối. Nghĩ lại mà đau lòng. Công Tôn huynh, sắc mặt ngươi không ổn lắm nha. Cát Dương cũng ở đó, đứng song song với Công Tôn Chí, hắn ta cầm quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, thong thả đi trên đường như không phải đang tìm người mà là đang dạo chơi. Nhìn vẻ mặt của hắn ta thì đúng kiểu cợt nhả, giọng điệu của như đang khịa người khác, trên mặt như có khắc luôn chữ sướng vậy. Phong thủy thay đổi thôi. Năm đó Cát gia tìm được một kho tàng bí mật, Công Tôn gia cũng tranh thủ lúc cháy nhà để hôi của, còn tìm thêm huyết hy môn và thi tộc hỗ trợ nữa, bảo tàng vừa tới tay họ là đã bị chia hơn nửa rồi. Hôm nay đến lượt Công Tôn gia nếm mùi, hỏi sao hắn ta không thoải mái sung sướng được. Ta nghe nói ai đó đã bị gài hết tiền trong hội đấu giá, Công Tôn Chí cười lạnh, đè ép lửa giận xuống, mở miệng nhắc tới việc này để móc lại tên kia. Hắn ta đang không chỗ chút giận mà tên Cát Dương này lại đưa mặt lên, thậm chí còn không đàng hoàng, vạch trần vết sẹo của hắn ta nữa chứ. Ông đây khó chịu thì ngươi đừng mơ thoải mái. Khỏi phải nói, lời này của hắn ta làm Cát Dương đang cợt nhả bỗng trở nên dữ tợn. Đúng vậy, người nào đó chính là hắn ta. Trong hội đấu giá, hắn ta không chỉ mất tiền mà còn mất hết thể diện. Người trong Nam vực đều lôi hắn ta để chê cười, cứ gặp là nhắc hội đấu, mà nhắc là lại lôi tên hắn ta ra. Công Tôn Chí bị vạch trần lỗi lầm cho người ta xem, thế nên nói ra để làm Cát Dương khó chịu. Điều bực bội là tới giờ hắn ta vẫn không biết người gài mình là ai. Nhiều cao thủ chuẩn thiên như thế mà lại mất dấu đối phương. Từ khi học võ đến giờ, chưa khi nào hắn ta thấy ức như vậy. Có biết ai gài ngươi không? Công Tôn Chí cười hỏi. Ai? Cát Dương liếc mắt sang, trong mắt đỏ ngầu, tia sáng nóng bỏng. Công Tôn Chí mở miệng thì nhất định đã biết gì đó. Một tỷ, môi Công Tôn Chí khẽ cong. Ai cũng đã hiểu, muốn biết đáp án thì lòi tiền ra đi. Thiếu chủ Cát gia mà, rất có tiền. Cho ngươi nhớ đời nhé. Không tốn chút máu thì ngươi không nhớ lâu đâu. Lòng tham cũng không nhỏ, Cát Dương lạnh lùng nói. Cát gia đến chia cắt chiến lợi phẩm thì cũng có nhẹ tay cho chúng ta nhờ đâu, Công Tôn Chí quát. Nhà ta và nhà ngươi cũng là kẻ cắp gặp bà già thôi. Nói nhiều vô ích, Công Tôn Chí cười, muốn biết là ai thì đưa một tỷ đi. Sao ta biết tin đó là thật hay giả? Cát Dương liếc đối phương. Từ lời này có thể nghe ra là hắn ta rất muốn biết ai gài mình. Để tìm ra kẻ thù, hắn ta không tiếc giá nào, dù là một tỷ, hắn ta cũng chẳng màng. Nếu tin tức ta nói là giả thì suốt kiếp không siêu thoát. Công Tôn Chí cũng rất đàn ông, vì kiếm tiền mà còn thể độc đảm bảo. Cát Dương nghe một hồi, liếc mắt nhìn. Dám nói ra lời thể độc như vậy, e rằng tên này không dám giở trò. Nghĩ vậy. Hắn ta tiện tay tóm một người trong đám người qua đường, còn là người nhà họ Cát. Thiếu chủ, người đó vội vã hành lễ. Đi tìm Tam Thúc Tổ, lấy một tỷ qua đây, Cát Dương bình thản nói. Người kia nghe thấy vậy, hai hàng lông mày nhíu lại nhưng không hỏi gì nhiều, hỏi cũng vẫn là một tỷ.
Gã quá rõ tính khí của thiếu chủ nhà mình, dám hỏi nhiều, bị ăn đánh là chuyện nhỏ, nhưng một chưởng đánh cho tàn phế thì đau lắm. Hiệu quả làm việc của tên này rất cao, không lâu sau đã quay lại, đưa một túi tiền cho Cát Dương. Gia tộc lớn đúng là lắm tiền nhiều của, ngân phiếu 1 tỷ, nói đưa là đưa được ngay. Ai? Cát Dương nhận lấy túi tiền, vứt cho Công Tôn Chí. Công Tôn Chí đón lấy, liếc nhìn bên trong, sau đó cười đầy quái gở, ngay trong thành này. Trong thành này, nghe vậy, hai mắt Cát Dương mở to. Nghĩ một hồi, đồng tử hắn ta co lại, ánh mắt kinh ngạc, nhìn chăm chăm Công Tôn Chí, cơ ngân. Ngươi cũng không phải kẻ ngốc, Công Tôn Chí nói đùa. Công Tôn Chí không nói dối, mặc dù có đến 3 tên gài Cát Dương, nhưng rõ ràng đều chung một ruột với nhau, nói là cơ ngân cũng chẳng có gì sai. Điều này không có gì trái lại với lời thề độc của hắn ta. Không tìm được 2 tên còn lại thì cứ theo chặt cơ ngân là được. Đùng! Nhận được đáp án chính xác, Cát Dương lập tức nghiến răng nghiến lợi, sát khí lạnh lẽo bùng nổ. Vì sát khí quá mạnh, tất cả những nơi mà nó lướt qua đều đóng băng, đừng nói đến người nhà họ Cát, ngay cả người của thi tộc, nhà Công Tôn và cả huyết hy môn đi qua đều phải liếc nhìn. Nếu ngươi dám gạt ta, chết cũng không xong đâu, Cát Dương nói một câu rồi nhanh chóng rời đi, đích thân tìm cơ ngân. Hắn ta như một tên ma đầu, đi tới đâu cũng sát khí ngút trời khiến người nhà họ Cát sợ hãi. Mỗi lần thiếu chủ nổi giận lôi đình như này, ắt có người gặp họa lớn, không rõ tên nào chọc giận thiếu chủ. Cơ ngân, người đáng chết. Cát Dương sát khí cuồn cuộn, vừa đi vừa mắng chửi. Hắn ta nên nghĩ ra sớm hơn. Khi bước chân vào thành Lạc Dương, hắn ta đã phải nghĩ ra. Ngoại trừ Thiên Tông cơ ngân, còn ai có gan lớn đến mức ấy? Lừa của hắn ta mất đống tiền, phải thanh toán món nợ này với cơ ngân. Đây chỉ là phần lãi thôi. Công Tôn Chí đứng sau, trong lòng cười thầm. Chiến lợi phẩm của nhà Công Tôn không dễ lấy vậy đâu. Khi tìm được cơ ngân, đợi có được thánh thú Kỳ Lân, hắn ta sẽ trở thành vật chủ Kỳ Lân. Không mất quá nhiều năm, những kẻ dưới cảnh giới thiên võ sẽ không phải là đối thủ của hắn ta. Hắn ta sẽ đích thân san phẳng nhà họ Cát, còn cả huyết hy môn, ăn bao nhiêu phải nôn ra ngần đó. Còn thi tộc, hắn không thể động tới thi tổ. Nhưng nếu thi tổ nhắm mắt xuôi tay, hắn ta cũng sẽ thanh toán cả thi tộc. Dám đến nhà Công Tôn để tống tiền, tất cả đều phải trả giá. Hắn ta càng nghĩ càng cảm thấy kích thích đến mức cả đoạn đường cứ suýt xoa. Chỉ là đi tìm cơ ngân thôi mà. Mau chóng tìm đi. Hắn ta chờ đến sốt ruột rồi. Mà đâu chỉ riêng hắn sốt ruột, người ở cả trong và ngoài thành đều nóng lòng lắm rồi. 4 gia tộc lớn nhất hợp sức tìm một người mà vất vả vậy sao? Có thể thấy rằng, khả năng giấu mình của người nào đó đúng là không tầm thường. Hắt xì. Bên trong phế tích địa cung, Triệu Bân hắt xì một cái. Không hỏi cũng biết có người đang nhắc tới hắn. Theo hắn, kẻ mắng hắn nhiệt tình nhất chắc chắn là Cát Dương, mà tên đó cũng tới rồi. Theo tính cách của Công Tôn Chí, nhất định hắn ta sẽ đem chuyện nào đó đi kể khắp nơi. Ví như kể chuyện Triệu Bân lừa Cát Dương trong buổi bán đấu giá. Chỉ không biết Cát Dương mua cái tin này với giá bao nhiêu, chắc cũng cỡ 500 triệu. Là ngươi tự tìm kích thích trước đấy. Triệu Bân vừa lẩm bẩm vừa cầm hộp ngọc đen lên ngắm nghía. Hộp ngọc đang đóng, bên trên có khắc hoa văn bí ẩn, chắc là một dạng phong ấn cổ. Chất liệu của hộp ngọc không tầm thường, là một món đồ tốt. Chiếc hộp bỗng động đậy một cách kỳ lạ. Hương thơm quyến rũ của đan dược bỗng bay ra khỏi hộp ngọc. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, thứ nằm bên trong hộp ngọc là viên đan dược, còn đan dược ở cấp độ nào thì tạm thời hắn không rõ, phải mở ra mới biết. Vậy nhưng Triệu Bân không dám đánh liều mở ra. Nhớ đâu có cơ quan. Nhớ đâu là một loại thuốc độc. Nếu có thiên nhãn thì nhìn thấu được. Nhưng hiện giờ thiên nhãn không dùng được, chỉ bày ra đó thôi. Ngắm nghía hơn nửa canh giờ. Hắn tạo ra một bản phân thân. Còn bản thể lùi xa hơn 10 thước, sợ bị ảnh hưởng. Phân thân cũng có ý thức, bộ dạng oai phong lẫm liệt như sắp lên pháp trường. Còn trần chờ nữa ta đạp chết ngươi, Triệu Bân mắng một câu. Phân thân cười ha ha một tiếng, đưa tay mở hộp ngọc đen. Đột nhiên, một luồng sáng chói mắt xuất hiện, còn cả luồng đan khí cuồn cuộn ào ra,
phân thân ở gần lập tức bị thổi bay, đến cả Triệu Bân đứng cách đó 10 thước cũng bị lóa mắt. Mắt còn chưa kịp nhìn thấy, đan khí đã đụng hắn ngã nhào. Có điều không có gì đáng ngại. Hắn hơi nheo mắt, bên trong hộp ngọc không có cơ quan, vầng sáng kia phát ra từ viên đan dược, luồng khí kia chắc chắn là đan khí, là cấp bậc của đan dược và cấp bậc của người luyện đan thực sự. Quá cao vậy nên mới tạo ra sức mạnh đáng sợ như thế. Phải giữ khoảng cách xa. Nếu là bản thể của hắn mở chiếc hộp ngọc đen ra, chắc chắn sẽ bị đan khí làm cho bán thân bất toại. Tiên đan sao? Triệu Bân bước về phía trước. Sức mạnh lớn như vậy, nhất định không phải đan dược tầm thường. Thấy đan khí tiềm tàng tiên khí và tiên lực, biết chắc vượt xa phàm tục. Tiếc là bên trong hộp ngọc đen trống rỗng, không có đan dược, chỉ có đan khí quẩn quanh. Cái đồ phá ra chi tử nhà ngươi, Nguyệt Thần mắng một câu. Cô ta nhìn thấy rõ. Trước khi hộp ngọc đen được mở ra, bên trong có đan dược. Sau khi mở ra, đan dược bị vỡ vụn rồi. Không phải phương pháp mở hộp có vấn đề mà là thời gian đã quá lâu, đan dược không chịu được sức bào mòn của thời gian, gặp không khí là vỡ tan. Nếu cô ta có mặt, chắc chắn sẽ bắt Triệu Bân nuốt cả cái hộp, cho vào tinh luyện ở đan hải. Có vậy, sức mạnh của đan dược mới không bị phân tán. Đợi đến khi luyện hóa được hộp ngọc đen, vậy tinh hoa của viên đan dược ở trong đó cũng thuộc về hắn rồi. Nếu như có đủ cơ duyên, có khả năng một hơi đạt đến cảnh giới chuẩn thiên. Giờ thì hay rồi, toàn bộ tinh túy của đan dược đều về với đất trời, mặc dù có sót lại chút ít nhưng rất có hạn. Giọng của Triệu Bân vội và nhanh chóng tạo một đồng phân thân, gần như đứng kín toàn bộ phế tích địa cung, tất cả đều vận công pháp, hấp thụ toàn bộ đan khi còn sót lại. Còn bản thể cùng không rảnh rỗi, ngồi khoanh. Chân trên tảng đá lớn, một hơi nuốt trọn, mặc kệ nói là linh lực, đại địa lực hay khi tiên đan, hẳn cùng hấp thụ bằng hết. Các phân thân đều rất tận tâm truyền hết tiên đan khí mà mình đã hấp thụ cho chân thân. Nhưng các phân thân cũng chỉ hấp thụ được một phần rất nhỏ trong số đó. Hơn 9 phần đan khí cùng đan lực đều đã tan biến vào hư không. Chính vì thế cho nên Nguyệt Thần mới mắng Triệu Bân là phá gia chi tử. Rắc, rắc. Khi tiên đan khí nhập thể, bên trong cơ thể của Triệu Bân liền vang lên những tiếng răng rắc liên hồi. Đan khí cũng có thể tôi luyện khí lực, từng đợt tiên đan khí chảy vào kỳ kinh bát mạch, tứ chi xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng của hắn khiến cho tất cả, thậm chí cả võ hồn của hắn cũng đều được hưởng lợi. Phá. Sau một tiếng quát của hắn, tu vi cảnh giới địa tạng tầng 2 đã đột phá lên tu vi cảnh giới địa tạng tầng 3. Hắn kinh ngạc không thôi, chỉ dựa vào tiên đan khí mà đã có thể khiến cho hắn có thể thăng cấp cảnh giới. Nếu như hắn có được một viên tiên đan hoàn chỉnh thì uy lực còn bá đạo đến cỡ nào nữa. Hắn không biết bên trong hộp ngọc đen có đan dược gì nhưng hắn chắc chắn đó là một viên tiên đan, cấp bậc cao hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đã 3 ngày mà vẫn chưa tìm được sao? Lão Phu bấm đốt ngón tay tính toán, thấy tứ đại thế lực chẳng qua chỉ là một đám vô tích sự. Ngươi tìm được đi rồi hắn nói. Bên ngoài thành Lạc Nhật không ngừng vang lên những tiếng quát tháo ồn ào. Giờ phút này liếc mắt nhìn qua liền có thể thấy tất cả mọi người đều đang ngáp ngắn ngáp dài. Vì muốn xem kịch hay bọn họ đã chờ đợi 3 ngày không dám ngủ, người nào người nấy đều có một cặp mắt đen như gấu trúc, có không ít người còn ngồi trên mấy tảng đá ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng mới ngước mắt lên nhìn thành Lạc Nhật. Quan sát một chút rồi bọn họ lại tiếp tục ngủ. Có người ngủ được thì cũng có người không ngủ được. Giống như Nhan Như Ngọc. Mấy ngày nay cô ta đều ngồi yên như một bức tượng không hề động đậy. Chờ đợi kiểu này chính là một cực hình. Tứ phương vẫn còn có từng tốp người đang tới. Trong số đó phần nhiều đều là cường giả ở Nam Vực cùng với do thám của các thế lực khác nhau. Tất nhiên cũng có không ít người không thuộc Nam Vực này. Chẳng hạn như cường giả cùng sát thủ của các quốc gia khác, bọn chúng đã nhận được mệnh lệnh ám sát Cơ Ngân từ rất lâu, vốn đều đang tụ tập ở biên quan Đông Nam. Không ngờ lại nghe nói Cơ Ngân đã đến Nam Vực cho nên mới chạy tới đây ẩn thân trong đám đông. Nếu như tứ đại thế lực có thể tiêu diệt được Cơ Ngân thì bọn chúng liền có thể quay về báo cáo. Nếu như tứ đại thế lực không thể tiêu diệt được hắn thì bọn chúng sẽ ở đây để tranh thủ đục nước béo cò. So với bên ngoài thành, bên trong thành mới thật sự náo nhiệt. Tứ đại thế lực lúc này đều đang trưng ra sắc mặt đen như đít nồi. Ở đây có rất nhiều người.
cường giả cũng có không ít. Nhưng tất cả đã tra qua xét lại thành Lạc Nhật hơn 10 lần mà ngay cả cái bóng của Cơ Ngân cũng không nhìn thấy. Điều này khiến cho tất cả bất giác nghĩ rằng Thánh Tử Thiên Tông không hề có ở trong thành. Công Tôn huynh, có phải là đã nhìn nhầm rồi không? Lão Tổ Cắt Ra, mụ già áo đỏ của Huyết Y Môn cùng với lão già áo tang của Thi Tộc không ngừng liếc nhìn Công Tôn Hãn, lời này bọn họ đã hỏi rất nhiều lần, bọn họ thật sự nghi ngờ rằng gia tộc Công Tôn đang muốn giở trò gì đó. Ở đây làm gì có Cơ Ngân? Cơ Ngân ở đâu chứ? Sợ là đã nhìn nhầm thật rồi, Công Tôn Hãn hít sâu một hơi nói. Không có ai tin vào câu nói này. Thần thái của ba người kia đã nói lên tất cả. Dù sao nếu như gia tộc Công Tôn không rời đi thì bọn họ cũng sẽ không rời đi. Biết đâu Cơ Ngân lại thật sự có ở đây thì sao? Hắt xì. Bên dưới địa cung đổ nát, Triệu Bân hắt xì một cái. Lại có không ít người đang ân cần thăm hỏi hắn. Tứ đại thế lực ra sức thì hắn cũng đang ra sức, tiêu tốn 3 ngày củng cố cảnh giới, bây giờ chính là lúc nghĩ cách hại người hoặc là đi tìm bảo vật. Sau khi hấp thụ tiên đan khí hưởng thụ trái ngọt thì hắn bắt đầu quan sát xung quanh địa cung đổ nát, cảm thấy không chừng ở đây còn có bảo vật bất phàm. Không biết khi nào hắn mới dừng tay. Hắn suy nghĩ thì rất hay. Tuy nhiên, ở đây thật sự chẳng có bảo bối gì, điều đó khiến cho mặt hắn cũng đen như đít nồi. Hắn lại ngồi trên tảng đá một lần nữa sau đó lấy ra bầu rượu. Tuy hắn không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài nhưng hắn có đại địa linh chú giúp hắn có thể cảm nhận được trong thời gian 3 ngày qua mỗi ngày đều có người của tứ đại thế lực lật tung từng tấc đất lên tìm kiếm hắn. Nói thật ra, đối phương có thể lãng phí thời gian nhưng hắn thì không. Khi đan giả chết hết tác dụng thì không gian bên trong chiếc nhẫn ma sẽ không cho phép bất cứ sinh vật sống nào tồn tại bên trong nữa. Mọi người, ra khỏi thành. Đột nhiên lại có một tiếng quát lớn ra lệnh từ trên truyền xuống. Người vừa ra lệnh là Công Tôn Hãn, lão ta quát lên một lời vang vọng khắp thành Lạc Nhật. Đây cũng là ý chúa Cắt Gia, Huyết Tị Môn cùng thị tộc, muốn sẽ tán toàn bộ người dân trong thành. Sau đó bạn họ sẽ san bằng cả thành Lạc Nhật, không tin không thể bước được Cơ Ngân nhảy ra động tình quá lớn phải biết rằng trong thành còn có rất nhiều là cường giả đang ẩn thân, thực lực không tầm thường, từ nhiều năm trước bọn họ đã đến thành Lạc Nhật ẩn cư, bây giờ cường chế bắt bọn họ ra khỏi thành sự là cũng có chút khó khăn. Các vị đạo hữu có chút quá đáng rồi đó. Một lão già tóc bạc lạnh lùng nói, thể hiện rõ ràng thái độ không hài lòng. Lão già này cũng rất cường đại, là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong đang ở trong thành tĩnh tu lại gặp phải sự việc náo loạn này phá vỡ sự thanh tĩnh của mình, hiện giờ còn bị đuổi ra khỏi thành khiến cho lão ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Tốt xấu gì thì lão ta cũng là tiền bối, sao có thể để cho người khác không nể mặt mình được. Người giống như lão ta ở trong thành còn có không ít, đối với hành vi của tứ đại thế lực đều cảm thấy rất không hài lòng, các người dám đứng ở đây lên mặt, thật sự nghĩ rằng có thể ức hiếp được tất cả mọi người sao? Nếu như bọn ta để mình dễ dàng bị đuổi đi ngày hôm nay thì sau này làm sao có thể tiếp tục lăn lộn trên giang hồ được nữa? Sự việc này xảy ra là có nguyên nhân của nó, mong các vị phối hợp, Công Tôn Hãn lãnh đạm nói, sau này chắc chắn sẽ có bồi thường. Lão phu không đi. Lão già tóc bạc vuốt râu nói. Nếu như không muốn đi vậy thì cũng đừng đi nữa, lão tổ Cắt Gia, mụ già áo đỏ cùng với lão già áo tang hừ lạnh nói, ra tay không hề báo trước. Ngươi! Lão già tóc bạc biến sắc, ngay lập tức phi thân bỏ chạy. Ở phía chính diện lại có thêm Công Tôn Hãn đánh tới, một kiếm chém bay đầu lão ta. Ôi trời! Người ngoài thành nhìn thấy cảnh đó thì đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ một cường giả chuẩn thiên đỉnh phong lại dễ dàng bị giết chết như vậy. Người trong thành nhìn thấy cảnh đó thì cũng giật thót mình. Tứ đại thế lực lần này đều đã điên rồi, chẳng lẽ chỉ vì muốn tìm ra Cơ Ngân mà bọn họ định tàn sát toàn thành hay sao? Xót xa nhất vẫn là lão già tóc bạc. Đúng là không nói lý lẽ, vừa động đã giết người. Ra khỏi thành. Công Tôn Hãn quát lên một cách thô bạo. Một tay nắm cái đầu của lão già tóc bạc lên thì chúng. Nói lý lẽ sao? Đây chính là lý lẽ của bọn họ. Lần này, tiếng quát của lão ta đã hiệu quả hơn rất nhiều. Ngay cả một cường giả chuẩn thiên đỉnh phong cũng đã bị tiêu diệt, nếu như còn có ai dám lên tiếng thì chắc chắn sẽ không còn mạng để rời đi. Chẳng bao lâu sau, 4 cổng thành Đông Tây Nam Bắc đều đã được mở ra.
phía trước mỗi cổng thành đều có treo một tấm thiên cơ kính lớn. Bất cứ ai ra khỏi thành đều bị nó chiếu vào người, ai dùng thuật dịch dung, ai dùng thuật biến thân đều không thể nào che giấu được nó. Điều này là để đề phòng việc Cơ Ngân Thừa lúc hỗn loạn trốn ra khỏi thành. Sống gần trăm năm mà ta chưa bao giờ phải xấu hổ như vậy. Đối phương mạnh hơn chúng ta, phải nhẫn nhịn mới vượt qua được. Mấy lão già bị đuổi ra khỏi thành ai nấy đều hùng hùng hổ hổ. Nhưng hầu hết mọi người đều có thể hiểu được. Ở trong thế giới này thì sức mạnh tuyệt đối mới là đạo lý cuối cùng. Hay là mình thừa dịp hỗn loạn trốn ra ngoài. Triệu Bân sờ sờ cằm, thừa dịp hỗn loạn đi ra ngoài. Đó cũng là một ý hay. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại thì hắn vẫn không dám mạo hiểm, nếu như lúc này hắn dám ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị đối phương nhận ra bởi vì tứ đại thế lực nhất định sẽ không cho người mang mặt nạ hay khoác tị thế huyền bào ra khỏi thành. Ra ngoài lúc này chính là tự tìm đường chết. Nhanh lên! Những tiếng quát tháo đốc thúc thì ở cổng thành nào cũng có. Lại là ba ngày. Nơi ngày thường hoa lệ như thành Lạc Nhật bây giờ đã trở nên trống trải hưu quạnh, không còn gì ngoài người của tứ đại thế lực. Tất cả những người trong thành đều bị đuổi ra ngoài, tuy có mắng chửi nhưng cũng chỉ dám mắng chửi trong lòng. Nhưng ngẫm lại thì ra khỏi thành rồi cũng tốt. Tòa thành này giờ đã trở thành một nơi hết sức thị phi, nơi mà các gia tộc siêu lớn đại triển thần uy, nếu còn cố chấp ở trong thành thì chắc chắn sẽ phải lãnh tai ương. San bằng cho ta. Công Tôn Hãn quát lên, một lời vang rền như sấm. Khuôn mặt già nua của lão ta đã trở nên vô cùng dữ tợn. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Vì muốn bắt được Cơ Ngân mà đám người này thật sự không ngại bất cứ giá nào, trước đó đã chọc giận không ít lão cường giả ẩn thân, bây giờ còn muốn đem cả tòa cổ thành sừng sững san bằng thành phế tích. Nghe lệnh, người của tứ đại thế lực đều đồng loạt ra tay. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy đao mang, kiếm quang, trưởng ấn quyền ảnh. Đầy trời, các công trình bên trong thành như đền đài, lầu các, núi non. Đều ầm ầm sụp đổ, đất đá ngói vụn văng khắp nơi. Cả một tòa cổ thành đã bị san bằng, chỉ còn trừ lại bốn bức tường thành cùng với kết giới hộ thành. Chậc, chậc. Mọi người bên ngoài thành đều tặc lưỡi, gia tộc Công Tôn quả nhiên đại quyết đoán. Sau chuyện này danh tiếng của Cơ Ngân lại càng tăng cao, chỉ vì để bắt hắn mà biết bao nhiêu thế lực lớn đã tụ về đây, thậm chí gia tộc Công Tôn còn tự hủy đi cổ thành. Nếu như lần này còn không bắt được hắn thì tứ đại thế lực sẽ phiền muộn biết bao nhiêu chứ. Chậc, chậc. Triệu Bân đang trốn bên dưới địa cung cũng tặc lưỡi không thôi, Nam vực đúng là có nhiều người đáng sợ. Cơ Ngân, người cút ra đây, người trốn không thoát đâu, Cát Dương đứng ở giữa không trung mắng lớn. Con thú đã bị mắc bẫy mà còn muốn giãy giụa sao, Công Tôn Hãn quát lớn dữ tợn. Ta cứ không ra đấy thì sao, Triệu Bân khoanh tay, cho dù có mắng thêm thì hắn cũng không ra ngoài. Chắc hẳn là hắn đang trốn ở dưới lòng đất, lão tổ Cát Gia vuốt râu nói. Lão ta nói ra câu này thật quá vô nghĩa, cả tòa thành đều đã bị san bằng mà vẫn không tìm thấy Cơ Ngân thì rõ ràng hắn chỉ có thể trốn được dưới lòng đất mà thôi. Tạo trận. Công Tôn Hãn hừ lạnh nói. Không cần phải nói thì gia tộc Công Tôn cũng đã ra tay. Ba thế lực còn lại cũng đồng loạt tham dự vào. Trận pháp được tạo ra không hề tầm thường, lại vô cùng khổng lồ. Đó là một trận pháp đóng băng, được tạo trên mặt đất rồi thông thẳng xuống lòng đất, đóng băng tất cả mọi thứ trên đường đi, kẻ trốn bên dưới lòng đất nếu như không muốn bị đóng băng đến chết thì nhất định phải nhảy ra ngoài. Tứ đại thế lực liên hợp tạo trận. Tất nhiên sẽ gây ra động tĩnh cực lớn. Người bên ngoài thành đều ngẩng đầu nhìn tình hình trong thành, từng đạo trận văn kết nối với nhau tạo thành một trận pháp khổng lồ, hàn khí bộc phát mãnh liệt, xem ra tứ đại thế lực đang muốn đóng băng toàn thành. Dưới sự chú ý của mọi người, một nhóm người tiến vào trong trận hình, thậm chí lão tổ của các gia tộc cũng đã bước vào, mỗi người đều khoanh chân cố thủ đầu trận tuyến, duy trì đại trận và trợ uy cho đại trận, còn Công Tôn Hãn thì đang đứng ở trung tâm trận pháp. Bộc phát sát khí ngập trời như một đại ma đầu. Chuyện này không còn vui nữa rồi. Triệu Bân liếc nhìn rồi nhíu mày. Trận pháp do tứ đại thế lực liên hợp tạo ra quả không tầm thường, uy lực quá bá đạo. Phong. Mấy người Công Tôn Hãn vừa dứt lời thì đã có một cột sáng từ trên trời giáng xuống thẳng sát đại địa, lấy cột sáng làm trung tâm,
mặt đất bắt đầu đóng băng từng tấc một, lan tràn ra cả cổ thành, cuối cùng thông thẳng xuống lòng đất. Những kẻ không vào trận đều đã lấy ra cung tên. Bọn họ chỉ cần chờ thêm một chút, cơ ngân chắc chắn sẽ bị buộc phải nhảy ra ngoài. Ghê gớm lắm. Triệu Bân cau mày thật chặt, lại càng dùng sức độn thổ xuống sâu hơn. Nhưng hắn chỉ độn thổ được thêm chút ít thì đã không còn độn thổ được nữa, bởi vì mặt đất dưới chân đã trở nên vô cùng cứng rắn. Hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn tốc độ đóng băng, không lâu sau hàn băng sẽ lan đến tận chỗ này. Lúc đó hắn chắc chắn sẽ bị đông cứng thành tượng đá. Chẳng lẽ ta bị ép vào ngõ cụt rồi sao? Triệu Bân lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn thật sự phải chôn xác ở đây? Hắn vừa dứt lời thì liền nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên. Chính xác mà nói thì đó là một tiếng sấm. Bầu trời bây giờ đã tụ đầy mây đen, bên trong mây đen còn có thiên lôi chớp sáng. Đêm nay không mưa mà. Không ít lão già ngoài thành đều nhướng mày, bọn họ cũng biết xem tinh tượng một chút. Trước đó rõ ràng bọn họ không nhìn thấy dấu hiệu trời sẽ mưa. Triệu công tử ở dưới lòng đất cũng đang nhướng mày, hắn cũng tinh thông việc xem tinh tượng, từ khi bị nhốt ở thành Lạc Nhật tới nay hắn đã xem tinh tượng rất nhiều lần nhưng không nhìn ra dấu hiệu báo trước của dông tố, bây giờ dông tố lại xuất hiện thật khiến cho hắn trở tay không kịp. Càn khôn phàm giới bị tổn hại. Chuyện Nguyệt Thần nói chính là lời giải thích tốt nhất. Việc xem tinh tượng đã không còn chính xác nữa. Xem thì không thấy nhưng rốt cuộc lại có. Nếu đã không biết xấu hổ, thì cũng đừng trách ta không bàn võ đức. Triệu Bân lấy kiếm Long Uyên ra. Tất cả không được nhúc nhích, ông đây phải đại khai sát giới. Ầm, ầm. Trong đêm tối, thiên lôi xé toạc bầu trời, thắp sáng tứ phương. Lôi điện đầy trời giống như tổ rắn tràn ra, người trong thành lẫn ngoài thành đều ngẩng đầu lên quan sát. Nhưng người từng bị thiên lôi đánh thì đều cảm thấy rất thót mình, trong lòng nổi lên bóng ma tâm lý. Ta cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Trưởng lão Nhan ra thầm nói rồi dùng mình một cái. Không chỉ có lão ta, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy như vậy. Không biết từ đâu lại có một luồng gió âm lãnh thổi qua làm cho bọn họ lạnh thấu tâm can. So với bên ngoài thành, người trong thành không chỉ cảm thấy lạnh sống lưng mà còn có một dự cảm cực xấu. Sự cảm của bọn họ đều rất linh nghiệm. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Có một tiếng quát lớn mạnh mẽ truyền ra từ bên dưới lòng đất. Tất nhiên là Triệu Bân. Đại chiêu nói đến là đến. Hắn vừa dứt lời thì từ trên bầu trời hàng vạn luồng lôi điện đã tụ tập lại bổ thẳng xuống dưới, uy lực khủng khiếp khiến cho kết giới hộ thành không thể chống đỡ nổi, ngay lập tức vỡ ra. Người trong thành phần lớn đều gặp tai ương. Những kẻ đang bay ở trên cao sẽ bị thiên lôi đánh trước. Cả một mảng lớn vừa người vừa thú cưỡi đồng loạt bị đánh rơi xuống đất, kêu lên những tiếng thảm thiết thê lương. Ầm, ầm. Những kẻ đang trấn thủ đầu trận tuyến cũng gặp phải tai ương lớn nhất. Công Tôn Hãn, lão tổ Cát Gia, lão già áo tang cùng mụ già áo đỏ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thiên lôi đánh, cho dù có nội tình hùng hậu cỡ nào thì cũng không thể đứng vững. Ngay cả bọn họ còn như vậy thì đừng nói đến những người khác. Không phải từng người một bị đánh hạ mà là từng mảng người lớn bị đánh hạ. Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên. Xương máu bay tứ tung. Kể có nội tình yếu đều bị nghiền nát thành máu thịt. Cả thành Lạc Nhật trong bóng đêm bị nhuộm đỏ màu máu. Ực, người bên ngoài thành nuốt nước miếng dữ dội, bọn họ đã quên Thánh Tử Thiên Tông Cơ Ngân chính là cao thủ dùng lôi điện. Cho dù không phải thiên kiếp của hắn thì hắn cũng có thể mượn được sức mạnh của thiên lôi trong những ngày dông tố. Hơn nữa, mỗi khi hắn ra đại chiêu này thì cảnh tượng luôn trở nên hết sức náo nhiệt. Tình hình lúc này cũng như vậy. Hiện trường thiên lôi đánh với quy mô lớn. Vèo. Dưới sự chú ý của mọi người, Triệu Bân từ dưới lòng đất lao ra giống như một tia sáng vàng phóng thẳng lên trời. Thái sơ thiên lôi quyết phát huy khả năng cực kỳ hiệu quả, toàn thân hắn đều bị lôi điện bao phủ. Bây giờ nhìn hắn đã không còn giống một con người nữa mà lại giống như một luồng lôi điện cực lớn đang chuẩn bị bùng nổ. Thật chói mắt. Người ngoài thành nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt, thất thanh kêu lên. Ai cũng sợ bị thiên lôi đánh trong khi vị này thì hay rồi, còn chủ động muốn bị thiên lôi đánh vào người. Thế gian thật kỳ diệu, thật sự còn có những người thông hiểu thuật vẫn lôi. Ngày thường chuyện xấu xa ngươi làm chắc chắn không ít,
Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi nói. Không ai biết chuyện đó có thật hay không, chỉ biết hắn đã bị thiên lôi đánh rất nhiều lần. Nếu như có người của Thiên Tông ở đây thì bọn họ chắc chắn sẽ kể lại 7749 câu chuyện truyền kỳ của Cơ Ngân, hắn quả thật là một nhân tài, ngay từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu bị thiên lôi đánh. Cho đến nay vẫn có rất nhiều người nghĩ không thông. Một đứa trẻ 5 tuổi rốt cuộc đã làm nên điều xấu xa gì mà chọc giận trời cao đến mức bị thiên lôi đánh. Trong thành lúc này đã hỗn loạn không chịu nổi, bên trên phế tích chất đầy xác người cùng với những người còn sống tóc tai bù xù, bị đốt cháy đen, máu thịt chảy đầm đìa, đầu óc ông chấn động. Phần lớn những người còn sống đều không còn biết mình là ai và mình đang ở đâu nữa. Phá! Triệu Bân đã phá được tử cục. Người ngoài thành liên tục thổn thức tặc lưỡi không ngờ hắn lại có thể phá được tử cục bằng cách này. Ngẫm lại cùng đúng, Cơ Ngân không phải người thường, trăm vạn đại quân mà hắn cùng có thể diệt sạch thì chuyện ở đây chẳng qua cũng chỉ là chuyện vặt vành Cơ Ngân. Một lúc sau, những tiếng gầm sống phần nộ vang lên đầy trời. Người trong thành đều đang lớn tiếng mắng chửi, hai mắt đỏ ngầu lộ ra thần thái dữ tợn. Tất cả đã thành công trong việc bắt Cơ Ngân phải nhảy ra ngoài. Nhưng không ngờ cái tên này khi nhảy ra ngoài còn dẫn thêm thiên lôi xuống đánh loạn khắp nơi. Thiên phạt, lôi đình thể ánh sáng. Triệu Bân vẫn tiếp tục quát lớn. Tiếng quát lạnh lùng chết chóc của hắn từ trên trời truyền xuống được thiên lôi trợ uy nên càng thêm uy nghiêm, nghe giống hệt như trời cao tuyên án khiến cho tất cả mọi người phải run rẩy, kẻ có tâm trí không kiên định còn bị dọa đến mức thần hồn đảo điên. Thiên lôi đầy trời trong chớp mắt hóa thành màu trắng. Mỗi một đạo lôi điện đều tỏa ra ánh sáng chói mắt khủng khiếp, mà Triệu Bân đang treo trên cao cũng nghiễm nhiên trở thành một vầng thái dương chiếu sáng thế gian. Thể ánh sáng có lôi điện trợ uy thật sự quá mức bá đạo. Á! Những tiếng kêu rên lại vang lên. Người trong thành đều che mắt lại nhưng vẫn không ngăn được máu tươi chảy ra từ các khóe mắt. Thể ánh sáng có thể không đáng sợ đến như vậy, nhưng thêm vào lôi điện trợ uy thì uy lực liền trở nên vô cùng khủng bố. Chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu người đã bị mù hai mắt. Ngay cả những người bên ngoài thành cũng đang kêu rên, 9 phần trong số đó đều đang dụi mắt dữ dội. Cũng may Cơ Ngân không nhắm vào bọn họ, nếu không thì kết cục của bọn họ cũng sẽ rất thê thảm. Chạy, chạy đi đâu? Tiếng quát của Triệu Bân vang vọng khắp bầu trời. Khi ánh mắt của người ngoài thành dần dần lấy lại được sự sáng tỏ thì đã nhìn thấy Cơ Ngân lấy ra kiếm Long Uyên chỉ thẳng xuống phía dưới. Trông hắn bây giờ giống y hệt như một vị lôi thần đang điều khiển lôi điện không ngừng đánh xuống đám người bên dưới. Lực công phạt của hắn có thể không mạnh nhưng lôi điện của hắn thì rất đáng sợ. Những người từng trải qua thiên kiếp mà không chết thì bên trong cơ thể đều có tiềm tàng lôi uy của thiên kiếp, một khi bị thiên lôi đánh lần nữa thì sẽ hiển lộ khiến cho thiên lôi bình thường xung quanh cũng mang theo lôi uy của thiên kiếp. Rút lui! Mau lui! Công Tôn Hãn quát lên! Lão già áo tang, lão tổ Cát Gia cùng mụ già áo đỏ cũng đều quát lên. Dưới tình hình này thì cũng chẳng cần đến lời nhắc nhở của bọn họ. Người trong thành đều đã kéo lê tấm thân đẫm máu, cố gắng hết sức chạy trốn. Triệu công tử tất nhiên là mặc kệ, vẫn dùng thân dẫn lôi truy giết sát nút, mỗi một lần hắn vung kiếm thì liền sẽ có lôi điện đánh xuống, mỗi một lần lôi điện đánh xuống thì liền sẽ có một mảng lớn người bị đánh hạ. Cục diện vô cùng khủng khiếp. Đội hình của tứ đại thế lực toàn là cường giả chuẩn thiên vậy mà hiện giờ đều phải bỏ chạy trối chết, bọn họ không phải sợ Cơ Ngân mà là sợ thiên lôi của Cơ Ngân, thiên lôi đã đáng sợ mà thiên lôi mang lôi uy của thiên kiếp lại càng đáng sợ hơn, người chạy trốn phần lớn đều không thoát nổi, đều bị đánh thành thịt nát sau đó nướng đen. Ực! Người ngoài thành lại nuốt nước miếng, cảnh tượng trong thành có chút vô pháp vô thiên. Sảng khoái! Những người bị đuổi ra khỏi thành trước đó đều lộ ra vẻ ý vị thâm trường, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, cũng may trước đó bọn họ đã bị đuổi ra ngoài, nếu không thì bọn họ đã bị thiên lôi đánh chết chung với đám người kia rồi. Bọn họ phải cảm tạ tứ đại thế lực đã hy sinh bản thân vì người khác, thật sự là lòng tốt hiếm thấy. Các gia tộc siêu lớn khác cũng cảm thấy hết sức may mắn. Lúc trước lựa chọn không tham gia vào liên minh, quả nhiên là một lựa chọn sáng suốt. Không uổng công mấy ngày chờ đợi. Nét mặt ai cũng lộ ra vẻ phấn khích, bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới đây chính là để xem một màn kịch tính này.
chạy tới đây còn chưa kịp nhìn thấy Cơ Ngân bị bắt thì đã thấy người của tứ đại thế lực bị thiên lôi đánh. Từng trận thiên lôi đánh xuống, trận sau càng mãnh liệt hơn trận trước. Cho các người ức hiếp người khác, cho các người cao ngạo chẳng xem ai ra gì. Xem đi, kẻ như các người nhất định sẽ bị thiên lôi đánh. Ghê gớm như vậy, đúng là xứng đôi vừa lứa với Long Phi. Các trưởng lão Nhan gia vừa vuốt râu vừa nói. Đều là ký chủ, đều là yêu nghiệt. Một người là công chúa đại hạ, một người là thánh tử thiên tông, đúng là một đôi trời đất tác thành. Khụ. Nhan Như Ngọc nghe thấy vậy liền ho khan một tiếng. Chẳng lẽ cái tên đó xứng đôi với Long Phi còn không xứng đôi với ta hay sao? Cũng xứng. Trai tài gái sắc cũng rất xứng đôi. Sang năm còn có thể bế tiểu bảo bối. Mấy lão già này ngay cả tên của tiểu bảo bối cũng đã nghĩ ra rồi, có thể đặt là Cơ Bất Trụ Trăng. Á! Giữa những tiếng kêu la thảm thiết đầy hỗn loạn, tường thành Lạc Nhật đã sụp đổ. Đám đông trong thành ồ ạt tháo chạy ra ngoài. Thế nhân nhìn thấy cảnh này đều thất kinh hồn vía. Khi đi vào mọi thứ vẫn ổn. Nhưng khi đi ra cả đám người lại trở thành một đám lệ quỷ vừa bước ra khỏi địa ngục. Nhìn một màn này. Từ lão tổ đến tiểu bối của tứ đại gia tộc đều đã không còn hình dáng của con người. Rút lui. Những người ngoài thành đều rất tự giác lùi ra xa. Thánh tử Thiên Tông là một yêu nghiệt tài, đã không làm thì thôi chứ đã làm là sẽ gây ra đại động tĩnh. Tất cả mọi người đều rất sợ lôi điện của hắn có phạm vi oanh tạc quá rộng mà đánh nhầm mục tiêu. Bọn họ không phải là kẻ thù của hắn, không muốn bị liên lụy tai ương này. Điểm này Triệu Công Tử vẫn hiểu rất rõ. Hắn sẽ không đánh người không thù không oán với mình, chỉ tập trung hỏa lực vào người của tứ đại thế lực. Hắn sẽ đánh chết hết tất cả những kẻ muốn bắt hắn. Thành Lạc Nhật đã bị hủy hoại nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Người của tứ đại thế lực chạy trối chết ra khỏi hòn đảo trong khi Triệu Bân vẫn đuổi theo sát nút. Những người chạy đến xem kịch hay cũng không dừng chân mà rồng rắn nối đuôi nhau truy đuổi. Thuận tiện còn có cơ hội đục nước béo cò. Những kẻ bị thiên lôi đánh chết trên người vẫn có lưu lại bảo bối, nếu không nhặt thì phí của trời. Vẫn là Cơ Ngân tốt nhất, ăn thịt cũng không quên chừa cho quần chúng một chút canh để húp. Á! Những tiếng hét thảm thiết truyền ra từ đảo nhỏ rồi lan rộng ra biển lớn. Lôi điện cực kỳ bá đạo, không biết có bao nhiêu kẻ đã bị đánh chết, máu tươi phun ra nhuộm đỏ nước biển khiến cho quái thú bên dưới lòng biển cũng nhấp nhỏm không yên nhưng không con nào dám ra mặt. Tuyệt vời! Thực sự quá tuyệt vời. Đám người đứng xem vô cùng phấn khích, nhịn không được trầm trồ tán thưởng. Lời đồn quả không sai, Thánh tử Thiên Tông làm chuyện gì cũng gây ra động tĩnh cực lớn, ở ma vực chu diệt nhân tài của các quốc gia, ở biên quan Đông Nam thì chu diệt trăm vạn đại quân. Bây giờ hắn đến Nam vực này cũng khiến cho người ta cảm thấy hết sức chói mắt. Hắn đi đến đâu là chỗ đó liền náo nhiệt. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Trên bầu trời tối đen. Triệu Bân lại vùng kiếm. Nhưng chưa đợi thanh kiếm của hắn chỉ xuống dưới thì lôi điện đã biến mất. Thận bị yếu hay sao vậy? Triệu Bân mắng lớn rồi quay đầu bỏ chạy. Thiên lôi đã không còn, hắn không thể tiếp tục quần công được nữa. Về câu nói vừa nãy của hắn, chính là hắn đang nói đến ông trời. Trời giáng thiên lôi nhưng không thể kéo dài, rõ ràng chỉ có một lý do là ông trời bị thận hư mà thôi. Nếu như thời gian thiên lôi xuất hiện kéo dài hơn thì hắn liền có thể xử lý trọn ổ kẻ thù. Dừng lại rồi. Thiên lôi dừng lại rồi. Tứ phía đều vang lên những tiếng quát tháo từ người của tứ đại thế lực. Tuy rằng số người bị đánh chết không ít nhưng những kẻ da dày thịt béo chưa chết vẫn còn rất nhiều. Trước đó Cơ Ngân đáng sợ là vì hắn đi tới đâu thiên lôi theo tới đó. Nhưng bây giờ thiên lôi đã dừng lại nên Cơ Ngân cũng không còn thứ gì có thể uy hiếp được bọn họ nữa. Cơ Ngân, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Công Tông Hãn, lão tổ Cát Gia, lão già áo tăng cùng mụ già áo đỏ cùng đồng loạt quát lớn. Mặc dù bọn họ đã bị thiên lôi đánh thảm nhưng vẫn còn khả năng chiến đấu. Ở đây có nhiều cường giả như vậy, không tin không bắt được một võ tu địa tạng nhỏ nhoi. Triệu Bân mặc kệ, chỉ cắm đầu bỏ chạy. Sau lưng hắn, cường giả của tứ đại thế lực đang quay đầu đuổi theo sát nút. Ở xa hơn thì có đám đông những người chạy theo xem kịch hay. Ngoài ra còn có cường giả cùng sát thủ của các quốc gia lẻn tới Nam vực đang âm thầm đuổi giết,
trong lòng vẫn luôn thầm mắng người của tứ đại thế lực đều là phế vật, đã bày ra tử cục còn để cho đối phương thoát được. Giết! Tại Nam vực tăm tối đang diễn ra cảnh tượng khủng bố làm rung chuyển cả vòng trời. Cường giả của tứ đại thế lực đều đang điên cuồng đuổi theo Cơ Ngân, quyết không buông tha. Động tĩnh lớn. Động tĩnh cực lớn. Hải vực dậy sóng cuồn cuộn không ngừng. Ở đây có quá nhiều cường giả đều đang bộc phát khí thế cường đại, trong vô thức đã khiến cho khí thế tương liên làm tứ phương chấn động. Chỗ nào có bóng người chạy qua thì chỗ đó đều gần như sắp sụp đổ. Vèo. Triệu Bân bỏ chạy ở phía trước giống như một tia sáng vàng xẹt ngang qua vòng trời. Bên trong đan hải của hắn Tiểu Kỳ Lân đang kêu lên như muốn giúp Triệu Bân trong trận chiến. Tuy nhiên lúc này nó đã thực sự suy yếu, không thể thi triển Kỳ Lân hóa được nữa. Trên thực tế, trong tình hình này thì cho dù hắn có thi triển Kỳ Lân hóa cũng không đánh lại cường giả tứ phương. Chưa nói đến thứ gì khác. Chỉ nói riêng đến tá tổ pháp của gia tộc Công Tôn thì cũng đã đủ khiến cho Triệu Bân phải đau đầu. Đó là còn chưa tính đến cường giả cùng sát thủ của các quốc gia khác. Mà đó mới là những thế lực hắn có thể nhìn thấy được, chỉ có quỷ mới biết còn bao nhiêu thế lực đang ẩn thân trong bóng tối. Không cần hỏi thì hắn cũng biết sát thủ và cường giả của nhiều quốc gia khác nhau cũng đang ẩn nấp trong đám đông, luôn sẵn sàng ra tay với hắn. Cảnh tượng náo động đến mức nếu như không có cường giả thiên võ ra trấn áp thì cũng chẳng ai có thể trấn áp nổi. Địch mạnh ta yếu, vẫn nên hèn nhát một chút mới tốt. Ông! Trong lúc hắn đang bỏ chạy thì chợt nhìn thấy sóng gió nổi lên ở phía trước. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cỗ quan tài từ trong lòng biển ngoi lên. Đây rõ ràng là thuật trầm quan của người thi tộc, cách thật xa cũng có thể gọi lên thi khôi, không cần chu sát được hắn. Chỉ cần cản đường hắn được là tốt rồi, sau đó đợi cường giả ở phía sau sông lên ép hắn vào tử cục một lần nữa. Nhưng thi tộc đã quá xem thường tốc độ của Triệu Bân, chưa đợi nắp quan tài rơi xuống thì Triệu Bân đã xuyên thẳng qua, sau đó còn ném lại bùa nổ khiến cho quan tài nổ tung. Diệt! Mụ già áo đỏ hừ lạnh, bắt đầu thi triển một bí thuật đáng sợ khác. Chỉ thấy vòm trời run lên, sau đó có một ánh trăng máu xuất hiện. Màu đỏ quỷ dị chiếu khắp muôn phương. Ánh trăng biến hóa kỳ lạ chiếu ra ánh sáng như từng luồng kiếm quang mang uy lực vô song từ trên bầu trời chạm xuống. Vèo. Triệu Bân xoay người lại, trong chớp mắt đã dương cung cài tên nhắm thẳng lên mặt trăng máu kia chuẩn bị tiêu diệt nó. Cấm. Lão tổ cắt ra quát lớn, phóng ra một tia sáng đen từ giữa ấn đường. Tia sáng đen này mang theo lực cấm chế cực mạnh. Triệu Bân không hề nao núng, ngay lập tức thi triển thiên cương hộ thể, một kích chấn diệt. Cùng lúc đó ở hải vực phía trước lại có thêm sóng gió nổi lên, có thêm một bức tường nước dâng lên sau đó dần dần đóng thành băng, đây hẳn là bí pháp của Công Tôn Hán, cũng chính là trận pháp độn thủy mà lúc trước Triệu Bân đã từng gặp qua, trận pháp này cực kỳ cứng rắn, cho dù có dùng kiếm chém thì bức tường băng này cũng không vỡ ra. Dùng một lần đã thua, bây giờ còn muốn dùng lại sao? Triệu Bân cười lạnh một tiếng rồi lấy ra roi đánh hồn. Còn chưa phóng đến bức tường băng thì hắn đã vung roi đánh hồn lên tạo nên một tiếng ma sát cực vang. Hự! Công Tôn Hãn rên rỉ, đầu óc ông ông. Không sai, trận pháp độn thủy kia có liên kết với tinh thần của lão ta. Mà roi đánh hồn của Triệu Bân thì chuyên đánh vào tinh thần. Hắn đã sớm nhìn ra phương pháp hóa giải. Vì tinh thần của Công Tôn Hãn đã bị trọng thương, bí văn trên bức tường băng cũng trở nên hỗn loạn. Sau đó toàn bộ bức tường băng đã ầm ầm băng diệt. Triệu Bân trong nháy mắt bay tới. Từ trong chiếc nhẫn ma của hắn bắn ra hơn 10 ngọn phi đao, trên mỗi một ngọn phi đao đều có dán mấy lá bùa nổ, hắn dùng hồn ngự kiếm, cho dù bỏ chạy cũng không quên công phạt. Lão già áo tăng có tốc độ nhanh nhất liền bị chúng phải bùa nổ, bị nổ mạnh đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Không chỉ rất đau đớn mà còn rất phẫn nộ, trên người của lão ta có dán bùa chống nổ nhưng tại sao nó lại không hoạt động. Việc này cường giả của gia tộc Công Tôn đều biết rõ nhưng không có ai nói cho lão già áo tang biết. Dám chạy tới đòi chia phần, người bị nổ là đáng lắm. Keng! Phía trước đột nhiên vang lên tiếng đàn. Triệu Bân phi thân về phía sau, thu lại kiếm Long Uyên rồi lấy ra cây đàn đá, rất nhanh đã tấu lên khúc vô xương. Tiếng đàn bi thương mang theo cẩm ý vô song,
Phụt. Lão tổ Cát Gia trúng đòn, kêu rên không ngừng. Tiếng đàn không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là cầm ý. Lão ta khó có thể tưởng tượng được một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng lại có thể thi triển ra cầm ý đáng sợ như thế. Phá. Mụ già áo đỏ hừ lạnh một tiếng rồi lấy ra một cái chuông màu đen, nhìn thoáng qua rất giống với chuông nhiếp hồn. Mụ ta ra sức lắc nó trong tay, tiếng chuông thanh thúy tiềm tàng một loại ma lực đáng sợ phá được cầm ý của Khúc Vô Xương. Triệu Bân kêu rên một tiếng, tinh thần cũng bị chấn động. Tuy nhiên hắn là kẻ có tâm trí kiên định cho nên trong chớp mắt liền khôi phục lại sự minh mẫn, trong lòng dâng lên một chút khiếp sợ đối với mụ già áo đỏ của huyết y môn kia, chiến lực của mụ ta không hề thua kém nữ soái, lại nắm được trong tay nhiều bí pháp kỳ quái. Hắn thu cây đàn đá lại rồi xoay người tiếp tục bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn chỉ vừa mới xoay người thì đã thấy bên hông có một luồng kiếm quang màu đen chém tới. Hắn cau mày thật chặt, thần sắc đại biến. Cách đó không xa vẫn còn có cường giả đang ẩn thân nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới, một kiếm này chém ra mang theo uy lực vô song, nếu như chém chúng thì chính là một kiếm tuyệt sát. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại thi triển thiên cương hộ thể. Thiên cương hộ thể vốn có khả năng phòng ngự tuyệt đối nhưng không ngờ dưới một kiếm kia lại trở nên vô cùng yếu ớt, ngay lập tức bị chém vỡ. Kiếm quang chém chúng vào người của Triệu Bân khiến cho hắn suýt chút nữa bị chém làm đôi. Lúc này kiếm ý của đối phương cũng đã mạnh mẽ xâm nhập vào khí lực của hắn rồi tùy ý tác loạn bên trong, không biết có bao nhiêu gân mạch xương cốt của hắn đã bị nứt vỡ, bên trên vết kiếm chém còn lóe lên u quang hóa diệt tinh khí của hắn khiến cho miệng vết thương rất khó khép lại. Keng! Hắn còn chưa kịp thở thì đối phương lại chém tới một kiếm thứ hai. Hắn ngay lập tức lấy ra kiếm Long Uyên phòng thủ phía trước. Keng! Một kiếm của đối phương đã đánh vào kiếm Long Uyên. Tiếng kiếm va chạm chói tai, còn tạc ra ánh lửa dữ dội. Kiếm Long Uyên vẫn đủ mạnh để đối kháng, không hề suy xuyến. Nhưng xương cánh tay của Triệu Bân thì đã nứt toát, thân hình giống như bao cát bật thẳng ra ngoài. Trong lúc bị đánh bật ra ngoài hắn mới thấy rõ ai là kẻ vừa ra tay, đó là một kẻ mặc áo đen che mặt, không nhìn thấy rõ gương mặt, chỉ nhìn thấy một đôi mắt tĩnh mịch âm trầm. Sát thủ La Sinh Môn. Triệu Bân lẩm bẩm, chắc chắn mình không đoán sai, hắn đã bị sát thủ La Sinh Môn ám sát rất nhiều lần cho nên đặc biệt mẫn cảm với khí thức của sát thủ La Sinh Môn, đúng là xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị, mỗi lần ra tay đều xuống chiêu tuyệt sát. Mặc dù tránh được một kiếp nhưng tình hình của hắn lúc này cũng không khá hơn là bao. Kiếm ý đáng sợ đang tác loạn bên trong cơ thể của hắn. Thảm không nói nổi. Hắn loạng choạng bỏ trốn, không ngừng hộc máu. Thiên Tông Cơ Ngân quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy Triệu Bân đã đi xa, tên sát thủ La Sinh Môn tự lẩm bẩm rồi chậm rãi ẩn mình vào trong bóng đêm. Hai đường kiếm không thể giết chết được Cơ Ngân, vị trí của hắn ta cũng đã bại lộ. Điều quan trọng nhất đối với sát thủ là phải chấp được thời cơ bùng nổ sức mạnh. Nếu như phải đối kháng chính diện thì cường giả chuẩn thiên như hắn ta cũng không phải là đối thủ của Cơ Ngân. Bây giờ cũng không cần hắn ta phải ra tay nữa. Cơ Ngân đã bị trọng thương, tốc độ giảm mạnh, không thể nào trốn thoát sự truy đuổi của cường giả tứ phương. Hắn bị thương rồi. Bắt sống cho ta. Cường giả tứ phương quát lớn, truy đuổi càng hung hăng hơn. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy một đám đông nghìn nghịt những người là người. Đó là chưa tính đến đám người chỉ chạy đến xem kịch hay đang đuổi theo ở phía sau. Bỗng nhiên, những tiếng quát tháo ồn ào lại dần dần mai một. Triệu Bân đã dừng lại. Đám cường giả đang đuổi giết hắn cũng đã dừng lại. Không phải là bọn họ không muốn đuổi theo nữa mà là do hải vực ở phía trước đang càng lúc càng trở nên đáng sợ, nước biển cũng nhuộm một màu đen kịt, bên trên còn có mây mù che lấp, sâu trong mây mù dường như còn có một số lượng lớn lệ quỷ đang kêu rên. Không sai, đó là cấm địa biển chết. Nước biển đen kịt nổi sóng cuồn cuộn. Cấm địa biển chết vào ban đêm lại càng lạnh lẽo hơn. Triệu Bân đang đứng ở phía trước cấm địa lảo đảo hộc máu, ca. Hắn chỉ lo cắm đầu chạy trốn cho nên mới quên rằng ở đây còn một cái bẫy. Chạy đi, sao không chạy nữa, Công Tôn hắn cười gằn nói. Lão già áo tang, mụ già áo đỏ cùng lão tổ Cát Gia trong mắt đều hiển lộ hung quang. Ở phía sau, Cát Dương cùng Công Tôn Chí là hai kẻ lộ ra nét mặt dữ tợn nhất. Hai kẻ này đúng là mạng lớn, bị thiên lôi đánh cũng chưa chết.
chỉ có tóc tai bù xù, thân hình đẫm máu như ác quỷ đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Triệu Bân. Ôi trời, không ngờ hắn lại thật sự phải gục ngã ở đây. Những người chạy đến xem náo nhiệt đều học khan một trận, không ai dám đến quá gần, đừng đọc cờ phía trước chính là cấm địa biển chết, càng cách xa nó càng tốt, là như bị sóng từ biển chết đánh chúng thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Đã bao nhiêu năm trôi qua cũng chẳng có kẻ nào dám bước vào cấm địa biển chết, cho dù cường giả thiên và có bước vào cùng khó có khả năng sống sót trở ra. Vùng cấm địa đó chính là một nơi NNG. Có không ít người thở dài tiếc thương thay cho cơ ngân. Ở đây có biết bao nhiêu hải vực mà hắn lại chạy tới ngay cấm địa biển chết, hắn đã rơi vào một cái bẫy lớn, bây giờ dù có tiến lên hay lùi xuống cũng không được bởi vì đường nào cũng là đường chết. Nhan Như Ngọc đã muốn xông lên nhưng ngay lập tức bị các trưởng lão Nhan ra che miệng lại. Mặc dù bọn họ không biết thánh nữ nhà mình có quan hệ gì với cơ ngân nhưng cho dù có quan hệ thân thiết đến cỡ nào cũng không thể làm như vậy được. Đừng nói là mấy người bọn họ. Cho dù triệu tập hết cường giả Nhan ra lại đây thì hôm nay bọn họ cũng không cứu nổi cơ ngân. Chỉ cần ngươi giao ra thánh thú thì lão phu sẽ không giết ngươi, Công Tôn Hãn lạnh lùng nói. Nếu muốn thì cứ lại đây mà lấy. Triệu Bân cười lạnh nói rồi mạnh mẽ đứng lên, hắn thầm nghĩ lão tổ gia tộc Công Tôn thật biết cách nói chuyện, lão không giết ta không có nghĩa là kẻ khác sẽ không giết ta, còn muốn ta giao ra tiểu bảo bối, đúng là nực cười. Tự mình tìm chết, Công Tôn Hãn hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức tung ra một trường hóa thành bàn tay lớn đánh tới, trong lúc đó lão già áo tang cùng mụ già áo đỏ cũng đã di chuyển. Bọn chuột nhắt. Hai mắt Triệu Bân sáng rực như đuốc, hắn chém ra một kiếm hóa diệt trưởng ấn của Công Tôn Hãn. Ngay lập tức lão già áo tang đã phóng tới, lão ta phóng ra bốn lá cờ lớn cắm ở bốn phương tạo thành một trận pháp phong ấn, nhưng cấp bậc của trận pháp này có vẻ như vẫn quá yếu, vừa mới hình thành liền bị Triệu Bân tìm thấy lỗ hổng sau đó xé rách. Sau đó, lọt vào trong tầm mắt của hắn lại là một cái chuông lớn đang giáng xuống. Cái chuông lớn này là của lão tổ cắt ra. Nó nhanh chóng chụp xuống đầu cơ ngân, bên trong chuông còn có lôi điện cùng bí văn lưu truyền. Đây là một bí pháp phong ấn, lão ta không muốn giết cơ ngân mà chỉ muốn bắt sống. Giống. Triệu Bân thi triển thần long vẫy đuôi, mạnh mẽ công phá. Rồi mụ già áo đỏ lại xuất hiện như một bóng ma, trong nháy mắt lại áp sát, từ trong tay áo lắc lên chuông nhiếp hồn, tiếng chuông biến hóa lạ kỳ khiến cho tinh thần của ai cũng ông ông chấn động. Cút. Triệu Bân quát lớn, hắn thi triển long ngâm hổ gầm phá nát chuông nhiếp hồn. Mụ già áo đỏ trọng thương, kêu rên một tiếng. Hiển nhiên để dung được chuông nhiếp hồn thì mụ ta cũng phải liên kết tinh thần với nó. Tinh thần bị long ngâm hổ gầm đả thương đương nhiên là rất khó chịu. Giết! Công phạt vẫn chưa dừng lại, cả ba người lại đồng loạt xông lên. Triệu Bân cũng không hề nao núng, ngay lập tức xông pha nghênh chiến. Hắn phải liều mạng chiến đấu. Chỉ có như thế thì hắn mới có thể tìm được cơ hội để phá vòng vây, nếu như giữa chừng có thiên lôi xuất hiện thì lại càng có hy vọng, hắn không liều mạng chiến đấu thì lần này hắn chắc chắn phải chết bởi vì hắn cũng không thể nhảy vào hải vực đen kịt kia. Nơi này không đùa được. Cấm địa biển chết, dễ vào khó ra. Trận chiến bắt đầu, sóng biển dâng trào và tiếng gầm giống làm rung chuyển cả bầu trời. Toàn bộ hải vực đã chìm trong bí thuật, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh. Bay đầy trời, ánh lửa tạc ra bốn phía, cũng có tầng tầng vầng sáng tràn ra nhiễm huyết sắc đỏ tươi. Thật sự, quá đáng sợ. Đừng nói đến những người chạy đến xem náo nhiệt, ngay cả cường giả của tứ đại thế lực cũng lộ ra vẻ hoảng sợ không thôi. Một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng một mình đấu với bốn cường giả chuẩn thiên đỉnh phong vậy mà chiến hơn 10 hiệp vẫn không bại. Nhìn cả Nam vực cũng không tìm ra nhân tài bậc này. Như Công Tôn Chí cùng Cát Dương cũng có thể tính là yêu nghiệt thiên tài nhưng hoàn toàn không ở cùng một cấp độ với cơ ngân, đừng nói là đánh với bốn cường giả chuẩn thiên, ngay cả đánh với một cũng không đánh nổi. Người ở đây khiếp hãi, tứ đại lão tổ ở bên kia cũng khiếp hãi. Chỉ có Công Tôn Hãn là bình tĩnh bởi vì lão ta đã từng giao chiến với Triệu Bân cho nên lão ta đã biết tên này ghê gớm đến cỡ nào. Ba người còn lại thì càng đánh càng khiếp đảm. Thời đại này ngay cả tiểu võ tu cảnh giới địa tạng cũng cường hãn như vậy hay sao? Cho dù tất cả bọn họ đều đã bị thiên lôi đánh trọng thương.
nhưng tình trạng của Cơ Ngân còn thê thảm hơn. Thảm. Triệu Bân thật sự rất thảm. Vừa mới lúc nãy hắn bị sát thủ La Sinh Môn chém trúng một nhát vẫn còn cảm thấy khó chịu. Đến tận lúc này kiếm ý vẫn đang tác loạn bên trong cơ thể của hắn, ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng không thể làm khép miệng vết thương của hắn lại được. Giết hắn. Đám người còn lại ở đây chỉ để trưng bày thôi sao? Trong đám đông bỗng vang lên một tiếng cười giễu cợt, không biết là nhân tài nào vừa nói khiến cho cường giả tứ phương đều phải ngoái đầu nhìn lại, nhưng kẻ đó cũng rất nhanh chân, vừa nói xong một câu thì liền thay đổi vị trí đứng. Kẻ đó nói không hề sai. Ở đây có nhiều người như vậy, nếu như đồng loạt xông lên thì chắc chắn có thể bắt được Cơ Ngân. Vấn đề là tất cả đều sợ hãi. Phía trước chính là cấm địa biển chết, lỡ như sa chân vào thì sẽ không thể thoát ra được. Nhưng còn chưa đợi hắn dẫn thiên lôi xuống thì hắn đã bị sóng biển cuốn đi, đó là một ngọn sóng giữ màu đen kịt từ trong cấm địa phóng lên, bao phủ và nhấn chìm toàn thân của hắn. Vị trí đứng rất quan trọng. Nhưng đứng vững thì càng quan trọng hơn. Hắn đang đứng quá gần cấm địa biển chết, trong lúc sơ suất liền bị sóng cuốn đi. Ầm, ầm, ầm. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, từng ánh chớp lóe lên. Ông trời thật sự thú vị, không ngờ trận giông tố đêm nay chỉ tạm thời gián đoạn một chút sau đó lại tiếp diễn, thiên lôi xé toạc bầu trời, tỏa ra ánh sáng chói mắt thắp sáng tứ phương. So với bầu trời bên trên, mặt đất bên dưới lại yên tĩnh đến chết người. Phía trước cấm địa biển chết, tất cả mọi người đều đang trợn trừng hai mắt. Sắc mặt của đại đa số mọi người vẫn còn đang phấn khích. Bọn họ còn đang đợi Cơ Ngân đại triển thần uy. Ai ngờ hắn chưa kịp đại triển thần uy thì đã bị sóng biển cuốn trôi. Đi một vòng. Vẫn không thoát được cái chết. Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng thở dài của mọi người. Thánh tử Thiên Tông thực sự có một cuộc đời thật sóng gió, không ngờ đến cuối cùng lại bị sóng lớn từ cấm địa biển chết cuốn đi, ngay cả cường giả thiên võ bước vào cấm địa biển chết cũng khó có thể ra ngoài chứ đừng nói đến hắn. Cấm địa biển chết cũng thật quá đáng, giữa lúc Cơ Ngân đang định đại triển thần uy, thiên lôi cũng đã chuẩn bị đánh xuống rồi vậy mà lại cuốn hắn đi mất không thấy tăm hơi. Người nói xem có khi nào hắn lại có thể nhảy ra ngoài không, có người lẩm bẩm. Lời này rất đúng ý của mọi người. Nói không chừng sẽ lại có một cơn sóng lớn tống Cơ Ngân ra khỏi cấm địa biển chết. Tuy nhiên, khả năng này gần như bằng không. Cho đến tận bây giờ bọn họ chỉ nghe có chuyện cấm địa nuốt người chứ chưa bao giờ nghe có chuyện cấm địa nhả người ra. Một thiên tài yêu nghiệt, cứ như vậy mà đi rồi sao? Ta đã nghĩ đến rất nhiều kết cục, chỉ không ngờ kết cục này lại xảy ra. Đúng là vị trí đứng vững rất quan trọng. Có người khơi mào câu chuyện cho nên bầu không khí lại trở nên ồn ào, đủ thứ tiếng thở dài, cảm khái, thổn thức, tặc lưỡi. Vang lên, có không ít người cảm thấy bi ai nhưng cũng có không ít người cảm thấy hả dạ giống như sát thủ La Sinh Môn và cường giả của các quốc gia đang làm nhiệm vụ, hôm nay cuối cùng nhiệm vụ của bọn chúng cũng đã hoàn thành. Chết tiệt! Công Tôn Hãn tức giận quát lên. Lão Tổ Cát Gia, lão già áo tang cùng mụ già áo đỏ cũng đều bùng lên lửa giận ngập trời. Nhìn thấy con vịt mình sắp nấu chín lại bị cuốn bay đi mất thì còn có thể không phẫn nộ sao? Tại sao giữa đường lại xuất hiện nhiều biến cố đến như vậy, lúc trước vây chặt hắn trong thành Lạc Nhật mà hắn cũng có thể phá vỡ tử cục, bây giờ ép hắn đến tận cấm địa nhưng cuối cùng vẫn không thể bắt sống được hắn. Không một ai rời đi, tất cả mọi người đều đợi ở đó. Lỡ như Cơ Ngân thật sự nhảy ra ngoài được thì sao? Có không ít người đã lấy kính viễn vọng ra xem đi xem lại. Lại có nhiều người mắt sáng như đuốc, cố gắng căng mắt ra nhìn cũng không thấy gì. Đáng tiếc không ai có thể xua hết mây mù phía trên cấm địa biển chết ra cho nên những gì mà bọn họ nhìn thấy đều vô cùng mơ hồ. Giông tố cũng bất chợt biến mất. Bầu trời lúc này lại bao la đầy ánh sao. Đứng một lúc lâu cũng không thấy cấm địa biển chết xảy ra động tĩnh gì, cũng không thấy Cơ Ngân nhảy ra ngoài, tất cả mọi người đều biết hắn đã không còn ra ngoài được nữa. Người bước vào cấm địa biển chết không một ai sống sót trở ra, đây đã là việc hiển nhiên từ xưa đến nay. Có người đã chậm rãi rời đi. Tất nhiên là nhóm sát thủ của La Sinh Môn. Cơ Ngân đã chết, nhiệm vụ của bọn chúng đã hoàn thành. Lần này có thể trở về báo cáo rồi.
tiếp đến là cường giả cùng sát thủ của các quốc gia khác. Cơ Ngân đã chết, bọn chúng có thể quay về lãnh tiền thưởng. Kịch hay kết thúc. Người đến xem cũng lần lượt rời đi, đều cảm thấy chưa đủ đã. Người của tứ đại thế lực cũng rời đi, nét mặt của ai cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Bởi vì muốn bắt sống Cơ Ngân mà tất cả đã bị thiên lôi đánh, các gia tộc đều tổn thất thảm trọng, đặc biệt là gia tộc Công Tôn không chỉ tổn hại cường giả mà ngay cả cơ nghiệp ở thành Lạc Nhật cũng bị hủy hoại, xúc phạm không ít cường giả lánh đời. Ba thế lực còn lại cũng phẫn nộ không kém. Tất cả đều chạy tới đợi chia phần. Kết quả còn chưa có phần nào để chia thì đã gặp phải thương vong thảm trọng, nếu như xem đây là chuyện mua bán thì tất cả đều đã bị lỗ nặng. Chính vì vậy cho nên cả ba thế lực đều nhìn về phía gia tộc Công Tôn với sắc mặt đen như đít nồi. Là do các ngươi tự làm tự chịu. Đây là sự đáp lại của gia tộc Công Tôn. Là do các ngươi muốn đục nước béo cò, bị như vậy cũng xứng đáng. Hải vực cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại một nhóm người đứng phía trước cấm địa biển chết. Đó là người của Nhan gia. Nhan Như Ngọc đứng sững như tượng đá, một lúc lâu sau cũng không thấy nhúc nhích. Cô ta chậm rãi nâng tay lau khóe mắt. Khóe mắt ướt đẫm. Thật kỳ lạ. Hắn rõ ràng là một tên lưu manh, tại sao cô ta lại đau lòng đến vậy? Hai dòng lệ này là vì hắn mà chảy ra sao? Hai. Các trưởng lão Nhan ra thở dài. Có trưởng lão phất tay nhẹ nhàng đưa Nhan Như Ngọc vào giấc ngủ. Sau đó mang cô ta đi càng lúc càng xa. Đêm nay nhất định không bình yên. Cơ Ngân đã bị cuốn vào cấm địa biển chết. Tin tức này truyền khắp Nam vực chỉ trong một đêm. Mọi người nghe được tin này thì đều xôn xao thương tiếc cho một yêu nghiệt nghịch thiên bị chôn vùi trong cấm địa. Nam vực này thật sự là đầm rồng hang hổ, không biết đã chôn vùi bao nhiêu anh hùng tuyệt thế. Ta không tin. Dưới ánh trăng sáng có rất nhiều người đang bay trên bầu trời. Vừa bay vừa gọi. Bọn họ chính là Dương Huyền Tông, Linh Lung, Vân Yên và Đan Huyền, lúc trước nghe nói Cơ Ngân đã đến Nam vực và bị nhốt tại thành Lạc Nhật thì bọn họ ngay lập tức chạy tới cứu viện. Chỉ có điều khoảng cách tới Nam vực quá xa xôi, đến nay bọn họ vẫn còn đang trên đường tới, chưa kịp tới Nam vực thì đã nghe thấy tin giữ Cơ Ngân bị cuốn vào bên trong cấm địa biển chết. Tin tức này như sét đánh ngang tai. Không ai có thể tin được. Chính vì không tin cho nên bọn họ mới bay khắp nơi tìm kiếm. Thánh tử Thiên Tông quyết đoán, trưởng giáo Thiên Tông cũng quyết đoán, vì cứu Cơ Ngân mà ông ta không ngại ra khỏi Thiên Tông, còn điều động rất nhiều cường giả đi tìm kiếm, luôn tin rằng Cơ Ngân vẫn còn sống. Khí thế của bọn họ quá mạnh mẽ, bộc phát sát khí ngập trời khiến cho vòng trời chấn động không thôi. Nếu như Cơ Ngân chết thì bọn họ cũng không ngại đại náo Nam vực. Sao, Cơ Ngân đã chết? Tin tức đã truyền ra khắp đại hạ. Cũng giống như mấy người Dương Huyền Tông, không có ai dám tin yêu nghiệt nghịch thiên đã tru diệt nhân tài của các quốc gia và tru diệt hơn trăm vạn quân đại nguyên lại có thể bị chôn vùi ở Nam vực. Tin tức này đến khiến cho mọi người trở tay không kịp, thần sắc của mỗi người tất nhiên là không giống nhau, không biết có bao nhiêu người rơi nước mắt cũng không biết có bao nhiêu người vui sướng cười to. Người thân buồn, kẻ thù vui. Cảnh tượng đó tất nhiên lúc nào cũng có thể xảy ra. Tin tức này đã lan truyền khắp đại hạ, chẳng lẽ các quốc gia khác lại không biết? Hay lắm! Hoàng đế của các vương triều đều đang hết sức hài lòng. Đặc biệt là Hoàng đế Đại Nguyên đang vui sướng đến phát điên. Chấm! Triệu Bân chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, mở mắt hồi lâu cũng chưa phản ứng được, ý thức hỗn loạn. Chỉ nhớ trong lúc hắn định đại triển thần uy thì bị sóng lớn cuốn đi. Lời đồn. Người bước vào cấm địa không thể nào sống sót. Hắn còn sống không? Còn sống, hắn vẫn còn sống. Toàn thân hắn đang đau đớn dữ dội, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nghĩ đến cấm địa, hắn vội vàng nhảy dựng lên, lảo đảo mất một lúc mới có thể đứng vững, tinh thần sáng suốt, lọt vào trong tầm mắt của hắn lúc này là một tòa địa cung rộng ngàn trượng. Điều này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Không ngờ dưới đáy biển chết lại là một tòa địa cung. Tên nhóc kia, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng gọi. Ai, Triệu Bân nhanh chóng quay người lại. Bên dưới địa cung u ám dần dần bùng lên những ngọn lửa khiến cho tầm mắt của hắn trở nên rõ ràng hơn.
hắn nhìn chằm chằm vào một tế đàn, bên trên tế đàn có một cây cột đồng đứng sừng sững. Trên cây cột đồng có khóa một người. Chính xác mà nói thì đó là một bộ thây khô. Bên trên cây cột đồng còn có một cuộn giấy, bên trên cuộn giấy có khắc sáu Phật tự, Úm, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng. Nếu như hắn đoán không sai thì đây chính là sáu Phật tự trong chú Đại Minh. Ngươi là người của thời nào? Trong lúc hắn đang quan sát thì thây khô ở trên cột đồng lại mở miệng nói chuyện. Triệu Bân giật mình lùi về phía sau, cầm kiếm Long Uyên lên nhìn chằm chằm về phía đó, rõ ràng đó là một cái thây khô. Tại sao thây khô lại có thể nói chuyện? Chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Thảo nào khi hắn mới đến Nam vực hắn lại nghe thấy tiếng kêu cứu khi đi ngang qua cấm địa biển chết. Xem ra lời kêu cứu đó cũng là của người này. Đừng có sợ, ta đã bị phong ấn rồi, không thể động đậy được đâu, thầy khô cười nói. Triệu Bân không trả lời, chỉ nhìn lên Phật tự. Hiển nhiên sáu Phật tự kia chính là một loại phong ấn. Nói cách khác, người này bị chính Phật gia phong ấn trên cột đồng. Thật là đáng sợ. Người này có tài năng gì mà bị phong ấn trong địa cung đến tận nay vẫn chưa chết hẳn? Bây giờ là thời đại nào? Chuyện này, Triệu Bân mở miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Ma vực còn không, thây khô lại hỏi câu khác. Ngươi là người của ma vực sao? Triệu Bân ngập ngừng nhìn thây khô hỏi. Ta tên là Thương Khung. Thương Khung, Triệu Bân nhướng mày. Hình như hắn đã thấy cái tên này trước đây rồi. Hắn thấy cái tên này trong bí quyển ma gia. Ma tướng thứ sáu dưới trướng ma quân hình như cũng tên là Thương Khung. Ma Sơn chính là dòng truyền thừa của ma tướng thứ sáu. Ta là ma tướng thứ sáu dưới trướng ma quân, thây khô cười nói. Ngươi đừng có mà lừa người, ta rất là thông minh đó, Triệu Bân hét lớn, thời ma quân còn sống ít nhất đã là 8.000 năm trước, lão rùa cũng không thể sống lâu được như vậy, ngươi lại nói mình là ma tướng thứ sáu hay sao? Ta đã chết. Câu này nghe còn giống người nói. Ta cũng còn sống. Đừng có nói chuyện phi lý kiểu đó nữa. Thân thể ta đã chết, nhưng vẫn còn một tia thần hồn sót lại, thầy khô khàn khàn nói. Triệu Bân sờ sờ cằm. Lời giải thích này có vẻ ổn. Tú Nhi nhà hắn cũng chỉ còn một tia thần hồn sót lại. Thế giới rất lớn cũng rất kỳ diệu, có một số chuyện người phàm không thể nhìn thấu được, cũng giống như chuyện của Nguyệt Thần và chuyện của vị này. Cả hai đều chỉ còn có một tia thần hồn, do tia thần hồn này khống chế cho nên thây khô mới có thể mở miệng nói chuyện được. Có phải là tà ma không? Triệu Bân liếc nhìn Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân kêu ngao ngao, ngụ ý rõ ràng, không phải tà ma. Câu trả lời của Tiểu Kỳ Lân chắc chắn chính xác, nó là thánh thú nhưng cũng là thủy thú, nó sẽ không nhìn lầm. Có được câu trả lời chính xác, Triệu Bân nhìn lên nhìn xuống thây khô rồi nói, ông thật sự là ma tướng thứ sáu sao? Lão Phu đã thành ra thế này rồi còn lừa ngươi làm gì, Thương Khung cười nói. Tiền bối, ông bị phong ấn năm nào? Triệu Bân là mà hỏi. Công phạt Phật thể ma vực thảm bại, ta mới bị. Phong ấn tại đây, Thương Khung bị thương. Ma vực đáng sợ như vậy mà vẫn không thể san bằng Phật thể sao? Triệu Bân không tin nói, Tiên rất cường đại từng một hình đại náo Phật thể tương truyền rằng ma quân đến Phật thể đón thế tử. Bất diệt ma quân cùng ma hậu yêu nhau say đắm còn được đợi sau truyền thành giai thoại. Giai thoại khiến kiếp, Thương Khung lạnh lùng nói, tiện nhân đó cùng xứng hay sao? Dù gì đó cũng là thê tử của ma quân, ông nói như vậy là không đúng rồi. Nếu không phải tại tiện nhân đó thì ta cũng sẽ không bị phong ấn, ma quân sẽ không bị chôn vùi và ma vực cũng sẽ không bị tiêu diệt, thầy khô kích động nói, mỗi một câu đều là tiếng rít gào phát ra từ tận linh hồn chất chứa oán hận. Thậm chí còn khiến cho thây khô chảy ra máu tươi. Triệu Bân nghe vậy liền cảm thấy hồ đồ, nhưng có vẻ Thương Khung không lừa hắn. Chuyện này, thật không thể tưởng tượng được. Hắn đã xem qua bí quyển ma gia, bên trong đó có ghi chép về việc ma vực bị tiêu diệt nhưng hoàn toàn khác những gì mà Thương Khung đang nói. Bây giờ xem ra phần lớn những thứ mà bí quyển ghi chép lại đều không chính xác. Cũng đúng, thời gian đã trôi qua quá lâu. Có rất nhiều bí mật đều đã bị chôn vùi. Về phần ngày xưa đã xảy ra chuyện gì thì e rằng chỉ có người của ngày xưa mới biết được. Ma hậu là thê tử của ma quân, sao có thể làm hại ma quân được, thật lâu sau Triệu Bân mới nhỏ giọng hỏi. Ngươi đã quá xem thường Phật gia rồi, Thương Khung nhàn nhạt nói,
Ma Quân coi ả ta là thê tử nhưng ả ta chỉ coi Ma Quân là bàn đạp. Tất cả mọi người đều biết điều đó, chỉ có một mình Ma Quân tự lừa mình dối người. Tình yêu thật sự là một thứ kỳ quái. Một người uy trấn bát hoang như bất diệt Ma Quân cũng không thể thoát khỏi lời nguyền của tình yêu. Nguyện ý cùng ả ta gia nhập Phật gia, nhưng ngài ấy là ma, chẳng lẽ người của Phật gia lại tin ngài ấy hay sao? Ngài ấy vừa tiến vào Phật môn thì đã bị trấn áp, đường kiếm cuối cùng giết chết ngài ấy đã xuất phát từ chính tay của ả tiện nhân gọi là ma hậu kia. Ngài ấy cả đời bá thiên tuyệt địa, không ngờ đến cuối cùng lại không thể vượt qua một chữ tình. Ma vực công phạt Phật thổ là vì cứu Ma Quân sao? Triệu Bân vội vàng hỏi. Nếu Ma Quân không bị trấn áp thì ma vực lại có thể bị đánh bại hay sao? Thương Khung càng nói càng tức giận. Đầu óc Triệu Bân lại choáng váng, không thể tin được. Đây mới chính là lịch sử thật sự sao? Hắn khó có thể tưởng tượng được khi bị người mình yêu nhất lừa dối thì tâm trạng của Ma Quân năm đó như thế nào? Nếu Liễu Tâm Như cũng giống như ma hậu thì hắn sẽ còn đau khổ hơn phải chết. Từ xưa đã có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng hắn không đồng ý. Phải nói là anh hùng khó qua một chữ tình. Ngươi nói, buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Ngươi nói, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Nhưng 8.000 năm nay, đến cuối cùng nhân gian vẫn là địa ngục. Thương Khung lẩm bẩm, không biết là đang nói với Triệu Bân hay là tự nói với chính mình. Càng không biết ngươi mà ông ta đang nói đến là chỉ ma hậu hay là chỉ Phật gia. Theo Triệu Bân thì nói đến ai cũng không sai. Người của Phật gia hắn đã từng gặp qua, ở Thiên Tông cũng có một người. Hắn chưa bao giờ hiểu được Phật gia, đối với Phật mà nói, dường như chỉ một câu ngã Phật từ bi liền có thể chặt đứt mọi nhân quả, giống như chú vong thế vậy, chỉ cần có nó thì mọi ân oán đều được xóa bỏ. Trên tế đàn, Thương Khung đã rơi vào trầm mặc. Triệu Bân thì vẫn đang ngồi suy nghĩ, phân biệt thật thật giả giả. Nếu như ông ta cũng là thần diễn xuất thì sao? Nhóc con, cái nhẫn kia của ngươi không tệ đâu, bỗng nhiên Thương Khung lại lên tiếng lần nữa. Là nhẫn gia truyền của ta, Triệu Bân nói xong còn nhìn thoáng qua không gian bên trong chiếc nhẫn. Gia truyền con mợ ngươi, đó là chiếc nhẫn ma của lão phu, Thương Khung mắng. Thật hay giả vậy, Triệu Bân nhướng mày. Bằng không thì ngươi cho rằng mình còn sống là bởi vì gương mặt tầm thường này của ngươi sao? Nói cứ như là ông đã cứu ta vậy, Triệu Bân khoát tay nói. Một tia năng lượng lưu lại từ mấy ngàn năm trước của ta đã cứu được ngươi, Thương Khung nói. Nói hết nửa ngày thì ra ông đã lôi ta xuống đây, gương mặt Triệu Bân đen lại, trước khi bị lôi xuống đây thì hắn đã sẵn sàng dẫn thiên lôi xuống giết trọn ổ kẻ thù. Không cần cảm tạ lão phu. Cảm tạ chứ, ta còn phải cảm tạ 18 đời tổ tông của ông. Này, nói chuyện không có được chửi bậy nha nhóc con, Thương Khung âm trầm nói. Ta không có thời gian nói chuyện với ông, Triệu Bân nói xong liền xoay người rời đi. Nơi này còn có một tòa bảo tàng. Tiền bối, ta mang ông xuống nhé. Triệu Bân cười nói, không biết là đang giả bộ hay là đang nghiêm túc mà hắn lại xắn tay áo. Sao ông không nói sớm rằng ở đây có một tòa bảo tàng, người cơ trí như ta mà suýt chút nữa đã làm tổn thương cảm tình đôi bên rồi. Thương Khung trợn mắt nhìn hắn. Tốc độ thay đổi sắc mặt của tên nhóc này nhanh đến mức không lường được. Triệu Bân đã tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Bất đắc dĩ, hắn mỉm cười nhìn Thương Khung lần nữa. Bảo tàng ở đâu? Dưới tế đàn, Thương Khung nhắm mắt lại chậm rãi nói. Khi ma hậu phong ấn ta thì dường như ả cũng không biết dưới tế đàn này còn có một động phủ của tiên gia, niên đại rất cao nên khí tức cũng yếu ớt, nhưng vẫn có một tia khí tức bị ta bắt được. Ta không cảm nhận được, Triệu Bân ngồi xổm phía trước tế đàn, vừa nhìn vừa nói. Chờ đến đêm trăng tròn thì nó mới lộ ra, Thương Khung nói thêm. Ông nói là ma hậu đã phong ấn ông ở đây, tại sao bà ấy có thể tiến vào mà vẫn có thể sống sót đi ra ngoài? Triệu Bân vươn tay gõ gõ lên tế đàn rồi thản nhiên hỏi một câu, nơi đây chính là cấm địa biển chết, cho dù cường giả thiên võ tiến vào thì cũng không thể sống sót ra ngoài, chẳng lẽ ma hậu năm đó đã thành tiên? Ả ta đã vượt qua cảnh giới thiên võ, câu trả lời của Thương Khung đã xác nhận suy đoán của hắn. Thảo nào, Triệu Bân thầm nói trong lòng sau đó chuyên tâm nghiên cứu phong ấn, muốn biết làm cách nào để mang người xuống. Phong ấn này không tầm thường.
Đặc biệt là Phật quyển bên trên đỉnh cột đồng, đã trải qua 8.000 năm nhưng vẫn có thể tồn tại nguyên vẹn. Hoặc cũng có thể nói Phật tự bên trên nó có niệm lực cuồn cuộn không ngừng thêm vào khiến cho phong ấn không bị sụp đổ. Đừng nhìn nữa, ngươi không thể phá vỡ phong ấn được đâu, Thương Khung yếu ớt nói. Chuyện đó cũng khó nói lắm, Triệu Bân không tin, lại tiếp tục quan sát. Ngao, ngao. Hắn vừa dứt lời thì Tiểu Kỳ Lân đã nhảy ra khỏi đan hải. Con mợ nó. Thánh thú Kỳ Lân. Thương Khung đang ủ rũ đột nhiên lấy lại tinh thần, hai mắt mở lớn. Rắc, răng rắc. Trong lúc ông ta còn đang quan sát thì Tiểu Kỳ Lân đã nhảy lên không trung cắn nát Phật quyển, sau khi Phật quyển bị cắn xé hết thì phong ấn cũng không còn năng lượng nữa. Triệu Bân giật mình. Thương Khung cũng giật mình. Không ngờ Thánh thú Kỳ Lân lại bạo ngược như thế. Niệm lực mạnh mẽ tụ phía trên 6 Phật tự chú Đại Minh trong Phật quyển vẫn có thể bị nó cắn nát, cảnh tượng mới chói mắt làm sao. Ông! Không còn Phật quyển phong ấn, cột đồng bắt đầu rung lên. Bí văn lưu chuyển bên trên tế đàn cùng trong. Nháy mắt bị dập tắt Phật quang. Ông! Triệu Bân vung kiếm chém nứt sợi xích đang trải buộc thây khô. Người người lấy thánh thú ở nơi nào? Thương Khung nhìn Tiểu Kỳ Lân hội. Nhặt được. Nhặt hay lắm, nhặt cũng không mất tiền. Thương Khung âm trầm nói, hiển nhiên không tin lời Triệu Bân. Nhưng những gì mà Triệu công tử vừa nói đều là sự thật, hắn chỉ vô tình nhặt được Tiểu Kỳ Lân mà thôi. Nhóc con, kết bái huynh đệ không? Thương Khung cười ha hả nói với Tiểu Kỳ Lân. Ngao hú. Đáp lại ông ta, trong mắt Tiểu Kỳ Lân liền hiện lên hung quang. Triệu Bân ngay lập tức xách mắt lên cảnh giác, đã làm ra bộ dạng hùng hùng hổ hổ như thế mà còn nói muốn kết bái huynh đệ hay sao? Kết bái huynh đệ cái rắm, muốn lấy máu của Tiểu Kỳ Lân thì cứ nói thẳng ra, vòng vo cũng vô dụng thôi. Khó tính thật, Thương Khung khoanh chân ngồi xuống nói. Triệu Bân leo lên tế đàn, mang theo kiếm Long Uyên kiếm chọc tới chọc lui. Nhưng nhìn mãi mà hắn cũng không thấy điều gì khác thường. Dưới tế đàn này thật sự có động phủ tiên ra sao? Ma vực có còn truyền thừa không? Thương Khung hỏi. Ma gia, ma quật, ma sơn, ma điện, ma cung, tổng cộng 5 dòng truyền thừa, Triệu Bân nói thật, trong đó ma sơn chính là dòng truyền thừa của tiền bối, hiện đang ở phía Bắc Đại Hạ. Không tệ, Thương Khung nở nụ cười hài lòng. Tiền bối, có một chuyện không biết ta có nên nói hay không? Triệu Bân thản nhiên hỏi. Nói. Ta rất không ưa thánh tử Ma Sơn. Vậy thì sao? Cho nên ta giết hắn rồi. Ngươi! Thương Khung hít sâu một hơi, suýt nữa ngã quỵ. Còn có thánh tử Ma Điện, thánh tử Ma Cung cùng thánh tử Ma Quật, ta cũng thấy rất chướng mắt. Triệu Bân lại tiếp tục nói, lời này của hắn còn có nửa câu sau, tất cả đều bị ta giết hết rồi. Nói thật ra thì không phải do hắn nhìn thấy bọn chúng chướng mắt nên mới giết mà là do bọn chúng tự tìm hắn gây sự trước. Thánh tử Ma gia thì sao? Thương Khung hít sâu một hơi nói. Đừng nóng vội, chờ ngươi nói xong hết thì lão phu sẽ làm ầm lên một lần. Đụng tới ngươi liền bị diệt, ngươi là cái thá gì mà cao ngạo vậy? Triệu Bân nói, ta và thánh tử Ma gia là huynh đệ kết nghĩa. Nghe ngươi nói vậy thì có vẻ như các dòng truyền thừa của ma vực không được hòa thuận cho lắm, Thương Khung hỏi. Tình hình là mạnh ai nấy làm, Triệu Bân nói ra lời thật lòng. 2. Thương Khung thở dài. Xuống dốc. Ma vực thật sự đã xuống dốc, sẽ không bao giờ tìm lại được huy hoàng năm xưa nữa. Đối với các thánh tử khác mặc dù không có quan hệ huyết thống đối với ông ta nhưng dù sao cũng là truyền thừa của ma vực. Không ngờ lại đi tự chém giết lẫn nhau. Ngẫm lại ngày xưa khi bọn họ đi theo ma quân đều thân như huynh muội, chung sống hòa thuận, như vậy thì ma vực mới được cường thịnh. Lúc đó khắp tứ hải bát hoang làm gì có kẻ nào dám trêu vào ma vực của ông ta. Tiền bối có biết ma đồng không? Triệu Bân lại hỏi. Chưa từng nghe qua, Thương Khung thản nhiên đáp. Không phải chứ, Triệu Bân từ trên tế đàn nhảy xuống, đó không phải là con nối dòng duy nhất của ma quân sao? Ngươi nghe ai nói vậy, ma quân và ma hậu không có con, Thương Khung nói chắc chắn. Nói không chừng là con của ma quân và một cô gái khác, Triệu Bân sờ cằm nói. Lão phu biết rất rõ con người của ma quân, ngài ấy nhất định không phải là người bừa bãi, Thương Khung nhẹ giọng nói. Ta tin chuyện này,
Triệu Bân thầm nói trong lòng. Nếu không phải là người trung tình thì ma quân cũng sẽ không bị ma hậu gài bẫy, không thể bị chôn vùi bởi một chữ tình. Đây rõ ràng là một đoạn lịch sử gây chấn động, đến tận giờ phút này hắn vẫn chưa thể tin được ma hậu lại lừa dối ma quân, giai thoại tình yêu mà thế nhân ca tụng từ xưa đến nay hiện giờ nghe lại chỉ giống như một câu chuyện cười, mà ma quân lại bị chôn vùi bởi chính đoạn tình duyên nực cười đó. Thương Khung lại trầm mặc. Mặc dù ông ta chỉ là một thây khô nhưng Triệu Bân vẫn có thể nhìn thấy trên gương mặt của ông ta lộ ra sự bi thương. Người từ 8.000 năm trước, sợ rằng không tránh khỏi khoảnh khắc nhớ về những năm tháng huy hoàng. Hắn thầm thở dài, sau đó lấy bất diệt chiến kích từ trong không gian của chiếc nhẫn ma ra ngoài. Nhìn thấy thanh chiến kích, ánh mắt ảm đạm của Thương Khung bỗng lóe ra ánh sáng. Ông ta chật vật nâng tay nhận lấy bất diệt chiến kích, lệ rơi đầy mặt. Đây là binh khí của ma quân, ông ta liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Thương Khung đây. Thương Khung nghẹn ngào ôm chặt lấy chiến kích. Ông ta nhớ năm xưa khi binh khí này nhìn thấy ông ta thì liền trở nên hoạt bát tung tăng, không chỉ là một thanh binh khí mà càng giống như một người thân của ông ta bởi vì nó có linh trí rất cao. Không ngờ sau 8.000 năm tái kiến nó lại không hề nhận ra ông ta. Hoặc là nói, trên thanh chiến kích này đang có một phong ấn cực kỳ đáng sợ thuộc về Phật gia khiến cho linh trí của nó không thể tỉnh lại. Điều này Triệu Bân không biết, Thương Khung không biết nhưng Nguyệt Thần thì có thể nhìn thấy thấu triệt. 2. Triệu Bân thở dài, xoay người rời đi. Thương Khung vẫn ở đó ôm lấy bất diệt chiến kích, thì thầm như thể có vô số điều muốn nói sau khi bị chia cắt với bạn bè quá lâu, muốn dùng cách này để tưởng nhớ lại những hồi ức xa xưa. Địa cung bên dưới lòng biển chết tĩnh mịch. Thương Khung ôm lấy bất diệt chiến kích, lặng lẽ ngẩn người. Ông ta không biết mình đã nói bao nhiêu lời. Nhưng ông ta vẫn không thể gọi ý thức của chiến kích trở về. Triệu Bân ngồi xổm phía trước tế đàn liên tục quan sát khắp nơi, thỉnh thoảng hắn lại đưa mắt liếc nhìn bầu trời, thiên khung đã nói chỉ có đêm trăng tròn thì động phủ tiên gia bên dưới tế đàn mới lộ ra một tia khí tức. Tính thời gian thì chỉ còn một vài ngày nữa là đến đêm trăng tròn. Sao binh khí của ma quân lại nằm trong tay ngươi, Thương Khung đột nhiên hỏi một câu. Vãn bối đi qua ma vực vô tình lấy được, Triệu Bân đáp. Không chỉ có bất diệt chiến kích, ngay cả ma tâm kính, huyền vũ hắc ma giáp cùng ma long kiếm cũng đều ở trên người hắn, chẳng qua là hắn chưa lấy ra mà thôi. Ngươi cùng ma vực ta đúng là có duyên, Thương Khung cười nói. Nói chuyện được vài ba câu thì hai người lại rơi vào trầm mặc. Một người đang ôm chiến kích ngây ngốc ngẩn người. Một người đang đi vòng quanh tế đàn vò đầu bứt tai. Một lúc lâu sau Triệu Bân mới rời khỏi tế đàn, hắn lấy ra một bầu rượu, còn không quên đưa cho Thương Khung một bầu. Thương Khung nhận lấy bầu rượu, thèm thuồng hít hà. Bây giờ ông ta đang ở trong trạng thái thây khô, không thể uống được rượu. Tiền bối, ma quân cũng là một luyện đan sư phải không? Đang nhàm chán nên Triệu Bân lại tìm chuyện để nói. Phải, Thương Khung nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ma quân đã từng luyện đan bất tử chưa? Triệu Bân ngập ngừng hỏi. Vì muốn cứu sống tiểu cửu nên ngài ấy đã từng luyện ra nó, Thương Khung không hề giấu giếm. Tiểu, cửu, ma tướng thứ 9, Phu Nhan, khi Thương Khung nói ra cái tên này thì ánh mắt ông ta tràn đầy sự dịu dàng. Không phải ma quân luyện đan bất tử vì ma hậu hay sao? Triệu Bân sửng sốt hỏi, không ngờ lời đồn này cũng sai. À ta xứng hay sao? Nói đến ma hậu, giọng nói của Thương Khung lại trở nên lạnh lùng hơn. Triệu Bân cười khổ một tiếng, tiền bối này chắc chắn rất hận ma hậu, xem ra không thể nghe được hai chữ ma hậu này nữa. Cuối cùng hắn đành phải vội vàng chuyển đề tài hỏi, ma quân có luyện ra đan bất tử hay không? Luyện ra, giọng của Thương Khung dịu đi một chút. Nguyệt Thần nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn ông ta. Thứ mà ma quân nhà ngươi luyện ra chỉ là đồ giả thôi. Cô ta không tin nhưng Triệu công tử thì tin. Hắn vừa nghe thấy vậy thì hai mắt đã sáng lên, không hổ là ma quân, ngay cả đan trường sinh bất tử trong truyền thuyết mà ngài ấy cũng có thể luyện ra. Phật thổ còn không, lúc này Thương Khung lại hỏi thêm một câu. Nói thật, cho tới nay cũng không ai biết Phật thổ ở đâu, Triệu Bân ho khan nói. Thời gian đã trôi qua quá lâu, rất nhiều bí mật đều đã bị chôn vùi. Phật thổ lớn như vậy cũng đã sớm biến mất khỏi thế gian. Nhưng hắn tin rằng chỉ cần người đời còn hương khói không ngừng thì Phật thổ sẽ mãi mãi còn tồn tại,
chẳng qua là do người đời không biết mà thôi. Bát Nhã chính là minh chứng tốt nhất cho vấn đề đó, cô ta nhất định biết Phật thổ đang nằm ở đâu. Bát Nhã biết thì vị trước mặt đây chắc chắn cũng sẽ biết. Tây Hải, dường như nhìn thấy được sự nghi hoặc của Triệu Bân, Thương Khung liền cho hắn đáp án. Phía Tây có biển sao, Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng, ít nhất thì phía Tây Đại Hạ không có biển, có lẽ 8.000 năm trước thì có, nhưng thế gian biến hóa thậm chí biển cả cũng có thể trở thành ruộng dâu. Ông! Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì địa cung bên dưới lòng biển lại rung lên. Triệu Bân bất giác ngẩng đầu lên nhìn, có thể nhìn thấy rõ ràng nước biển đang nổi sóng mãnh liệt lại có thêm từng đợt ánh sáng tỏa ra mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng luồng trận văn ẩn hiện lưu chuyển. Tiên trận, Triệu Bân lầm bầm, chính xác mà nói thì đó là tiên trận trụ sát, Thương Khung chậm rãi nói, toàn bộ cấm địa biển chết đều nằm trong tiên trận trụ sát. Nếu như không phải là cường giả vượt qua cảnh giới thiên về thì ai bước vào tiên trận này cũng chắc chắn phải chết. Lão Phu ở đây biết bao nhiêu năm, đã nhìn thấy cảnh đó rất nhiều lần. Tiền bối đúng là thần thông quảng đại lắm mới có thể cho ta tiến vào nơi này. Tiên trận có khuyết điểm, cách một đoạn thời gian sẽ lộ ra những vết nứt, Thương Khung chậm rãi nói, đúng lúc ngươi đang đứng bên rìa cấm địa thì vết nứt lại mở ra cho nên Lão Phu mới có thể tóm ngươi kéo tuột qua vết nứt đó. Câu chuyện của tiền bối rất là có tính hình tượng, Triệu Bân hít sâu một hơi nói. Thương Khung liếc nhìn Triệu Bân, người nghĩ nhiều rồi. Nếu như dẫn thiên lôi xuống đây thì liệu có thể biến cấm địa này thành phế tích hay không? Triệu Bân sờ sờ cằm lẩm bẩm, tiên trận chu sát tuy rằng đáng sợ nhưng thiên lôi cũng không kém cạnh. Có lẽ thiên lôi chưa thể khiến cho động phủ tiên gia lộ ra ngoài nhưng vẫn có thể mở ra một khe nứt lớn. Suy nghĩ một chút rồi hắn lại lấy ra một lọ linh dịch nhỏ mắt. Đây là linh dịch mà hắn đã đấu giá thắng ở thành liệt hỏa, thiên nhãn của hắn vì bị phản phệ mà mù lòa, bây giờ tuy đã khôi phục lại được ánh sáng nhưng lại thiếu thốn đồng lực, linh dịch này chính là thứ có thể bổ sung đồng lực cho nó. Tên này lại còn có thiên nhãn, Thương Khung thầm nghĩ. Tiền bối, ông đã từng nhìn thấy một loại hộp sắt đặc biệt chưa, Triệu Bân vừa nhỏ linh dịch vừa hỏi lại. Ngươi đang nói tới loại nào? Loại hộp sắt toàn thân đen nhám được làm bằng thứ chất liệu rất cứng rắn có lẽ cùng loại với hắc huyền thiết, xung quanh nó còn có khắc thanh long, bạch hổ, chu tước huyền vũ. Bát bộ phù đồ, loại phong ấn độc nhất của Phật gia, cũng là loại phong ấn cao cấp nhất, Thương Khung chậm rãi nói, loại phong ấn này mỗi khi thi triển thì rất đẫm máu, phải đem người bị phong ấn tách rời các phần cơ thể thành 8 khối phong ấn bên trong 8 cái hộp sắt, trên mỗi hộp sắt đều có khắc bí văn gọi là bát bộ phù đồ. Thì ra đó là tác phẩm của Phật gia, Triệu Bân có chút kinh ngạc. Xem ra suy đoán của hắn không sai một chút nào, mỗi một hộp sắt chính là một phong ấn, người bị phong ấn phải có năng lực đáng sợ cỡ nào mới có thể khiến cho Phật gia phải sử dụng tới loại phong ấn cấp cao thế này chứ. Hắn khó có thể tưởng tượng được Phật gia luôn miệng nói ngã Phật từ bi nhưng lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy, thà rằng giết chết người đó còn hơn. Phải thù hận đến cỡ nào thì mới có thể tách người ta ra 8 phần sau đó phong ấn lại, rõ ràng là muốn người ta vĩnh viễn không được siêu sinh. Sao, người cũng đã từng nhìn thấy nó rồi hả, Thương Khung nhướng mày hỏi. Ông có nhìn thấy con mắt bị mù này của ta hay không, chính là bởi vì bị cái hộp sắt đó làm phản phệ, Triệu Bân vừa nói vừa chỉ vào mắt trái của mình, ở trong hộp sắt có một cái đầu, trong lúc ta đang nhìn lén không ngờ cái đầu đó lại mở mắt ra. Ngươi có thể nhìn xuyên qua bát bộ phù đồ sao, Thương Khung không tin hỏi. Thiên nhãn của ta có thể nhìn xuyên thấu được. Vậy thì ngày thường chắc ngươi không ít lần bị chảy máu cam đâu nhỉ. Vãn bối vẫn còn có liêm sỉ. Nếu như đã có thể nhìn xuyên thấu vậy thì ngươi có biết người bị phong ấn là ai không, Thương Khung hỏi. Ta cũng muốn biết lắm, Triệu Bân nhún vai nói, mặc dù ta có thể nhìn xuyên thấu nhưng không thể nhìn rõ ràng. Chỉ có thể biết đại khái đó là một cái đầu người. Sau đó hắn lại nhìn Thương Khung hỏi, tiền bối chưa từng nghe qua sao? Thương Khung nhẹ lắc đầu nói, trong trí nhớ của ta thì Phật gia chưa bao giờ đụng tới bát bộ phù đồ, nhưng nghe ngươi nói thì kẻ bị tách rời rồi phong ấn bên trong đó chắc chắn phải là một kẻ thần thông quảng đại, hơn nữa vẫn còn sống. Chắc không phải là ma quân chứ, Triệu Bân thì thào nói. Trong lúc ngươi nhìn lén hộp sắt thì bất diệt chiến kích có phản ứng gì không, Thương Khung vội vàng hỏi. Nó vẫn nằm yên. Vậy thì không phải ma quân, nếu là ma quân thì chiến kích chắc chắn sẽ có phản ứng. Cũng đúng.
Triệu Bân nói xong liền tự giác lấy chiến kích lại rồi nhét vào không gian bên trong chiếc nhẫn mà. Ta lấy ra cho ông xem chứ không phải là để đưa cho ông dùng. Bất diệt chiến kích là của ta, chiếc nhẫn ma này cũng là của ta. Thương Khung liếc mắt nhìn hắn. Không biết tại sao khi nhìn thấy gương mặt tầm thường của hắn thì ông ta lại cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Triệu công tử cũng rất có ý tứ, ánh mắt hắn liếc nhìn Thương Khung lại đặc biệt chú ý đến bộ phận đặc biệt của ông ta. Ông ta bị phong ấn ở đây 8.000 năm, ngay cả cơ thể cũng biến thành thây khô, không biết thứ kia còn có thể dùng được hay không. Nếu không dùng nữa thì cứ chặt đứt đi là được, như vậy còn có thể vào cung kiếm một công việc tốt. Thương Khung hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân ớn lạnh, vốn muốn che chắn một chút nhưng nghĩ lại bản thân mình bây giờ chỉ là một cái thây khô thì cũng chẳng khác gì đang trần truồng. Không sao. Mặc dù cơ thể này của ông ta đã bị tàn phá nhưng ông ta vẫn có thể tìm một cơ thể khác. Ông ta vẫn còn một tia tàn hồn, nếu như được nhập xác thì sống lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Triệu Bân lại bỏ đi, tiếp tục phá hoại địa cung. Địa cung này cũng toàn là bảo bối, ví dụ như cột trụ và xà nhà đều được tạo nên từ huyền thiết, cây cột đồng trước đó xích Thương Khung ở bên trên cũng được làm bằng chất liệu bất phàm, nếu như luyện chảy ra còn có thể đúc thành binh khí tốt. Ngoài ra còn có bàn đá ghế đá cũng rất quý giá. Thứ gì có thể mang đi thì hắn tuyệt đối không để lại. Địa cung dưới lòng biển dần dần trở nên trống trải, cuối cùng không còn sót lại thứ gì. Nếu như nói không có cường đạo càn quét qua thì chỉ có quỷ mới tin, mà cho dù có cường đạo càn quét thì cũng không thể càn quét sạch sẽ tới mức này được. Thương Khung thấy vậy thì tặc lưỡi thổn thức. Ở thời đại của ông ta làm gì có được nhân tài bậc này? Nhân tài bậc này ở thời đại của ông ta thì vừa sinh ra chắc chắn sẽ bị bóp chết. Có một số hậu bối. Thiên ngôn vạn ngữ nhưng Thương Khung chỉ có thể nói được như vậy. Không lâu sau thì Triệu công tử đã càn quét xong địa cung, sau đó hắn còn tiện tay lấy ra kiếm Long Uyên Vũ Động bên trong địa cung, nhất tâm đa dụng, vừa múa kiếm vừa luyện thể, vừa luyện võ hồn lại vừa nghiên cứu võ đạo. Thương Khung nhìn thấy vậy thì híp mắt lại, tên nhóc này có thiên phú cao cỡ nào? Không sợ tẩu hỏa nhập ma hay sao? Thời thế thật sự đã thay đổi. 8.000 năm sau lại xuất hiện một yêu nghiệt có thể so sánh với ma quân. Thanh niên này không tầm thường, rất có thể còn có tiềm năng vượt qua ma quân. Hai ngày lặng lẽ trôi qua. Hai ngày nay Triệu Bân không hề nhàn rỗi. Phần lớn thời gian hắn đều dành để tu luyện võ đạo. Thương Khung đã trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, đã rất giống một thây khô ngồi yên không nhúc nhích. Không phải là ông ta không muốn nhúc nhích mà là dù nhúc nhích một chút cũng rất gian nan, ông ta chỉ còn lại một tia tàn hồn, thân thể này đã mất hết sinh cơ từ rất lâu. Màn đêm buông xuống. Triệu Bân thu kiếm, lấy ra nữ soái. Sở Lam ngủ rất an tường, đan giả chết có thể kéo dài được 8-9 ngày. Thê tử của ngươi đây sao? Thương Khung liếc nhìn hỏi. Là một tiền bối tốt của ta, Triệu Bân cười ha hả nói. Rõ ràng. Trông người ta xinh đẹp thế này mà. Tiền bối này vốn là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong nhưng trong cơ thể lại có tà ma ẩn thân. Bởi vì tà ma đó cho nên tu vi mới mất hết, Thương Khung nhìn thấu huyền cơ liền nói. Thật sự là do tà ma gây ra sao? Triệu Bân vội vàng hỏi. Chỉ một tà ma thì không có khả năng làm cho tu vi của cô ta mất hết, Thương Khung chậm rãi nói, nhất định là còn có nguyên nhân khác, ví dụ như công pháp hoặc huyết mạch. Có rất nhiều loại nguyên nhân khiến cho tình trạng này xảy ra. Tiền bối có cách nào để khôi phục tu vi cho người này hay không? Triệu Bân tràn đầy hy vọng hỏi. Tu vi đến lúc cần quay lại thì tự khắc sẽ quay lại thôi, Thương Khung nói một câu ý vị thâm trường. Nói thật ra thì ông ta cũng không biết làm cách nào để khôi phục tu vi. Nhưng ông ta là một lão già đã sống hơn 8.000 năm, nếu như nói thẳng ra là không biết thì rất mất mặt. Trong lúc đang nói thì ánh trăng sáng tỏ đã chiếu vào địa cung. Tinh thần Thương Khung trở nên tỉnh táo. Triệu Bân cũng lên tinh thần. Ánh trăng chiếu thẳng vào tế đàn. Sau đó liền có một sự biến hóa kỳ lạ xảy ra mà người thường không thể cảm nhận được. Người có cảm nhận được không? Thương Khung. Quả nhiên là khí tức của tiên giá. Triệu Bân cười nói sau đó đặt nữ soái vào chỗ cũ rồi chạy tới tế đàn. Thương Khung không lừa hắn. Dưới tế đàn này có càn khôn, có lẽ thật sự là một tòa động phủ. Vầng trăng sáng trên vành vạch treo trên cao, đêm nay Nam vực vẫn chưa thể sống yên biển lặng.
Mặc dù thế lực tứ phương đã yên lặng nhưng chỗ nào còn có người là chỗ đó còn có những tiếng bàn tán xôn xao vang lên, bọn họ đang bàn tán về Thánh Tử Thiên Tông, một thiên tài như vậy lại chôn thân ở cấm địa thật sự khiến cho người ta tiếc nuối. Vì thế, trong mấy ngày qua vẫn có không ít người chạy đến cấm địa biển chết. Còn có không ít lão tiền bối cầm bầu rượu chạy đến cấm địa tế bái vong linh. Tất nhiên kẻ thù kéo tới cũng không ít. Bọn chúng không kiêng nể gì, cứ đứng phía trước cấm địa biển chết thoải mái cười lớn rồi mắng chửi liên hồi. A, à, hắt xì hơi. Bên dưới địa cung, Triệu Bân lại hắt xì một cái. Sao lại nói là lại? Bởi vì chỉ trong một đêm thì hắn đã hắt xì liên tục hơn 10 lần rồi. Theo thương khung thấy thì tên nhóc này chắc chắn được rất nhiều người nhung nhớ hỏi thăm. Làm cách nào để tiến vào, Triệu Bân ngồi xổm phía trước tế đàn quan sát. Lối vào tất nhiên có bí văn che lấp. Thương khung nhàn nhạt nói rồi cũng bước lại phía trước tế đàn. Trong hình dáng thây khô này ông ta vốn không thể đứng vững. Nhưng Triệu Bân rất nhạy bén, hắn đã hóa ra hai phân thân, một trái một phải đỡ lấy thương khung. Đối với tiên trận thì Triệu Bân chỉ là một tên gà mờ. Muốn bước vào động phủ tiên gia thì hắn vẫn còn phải nhờ tới tiền bối giúp đỡ. Đáng tiếc, thương khung cũng chỉ là một kẻ gà mờ. Hai gà mờ đứng trước tế đàn lẩm bẩm đến hơn nửa đêm mà cũng không nghiên cứu ra được manh mối gì. Độn thổ hay xuyên tường đều không có tác dụng, chỉ có thể mở cửa mới vào được. Dù sao ông cũng là ma tướng thứ 6 dưới trướng ma quân, sao ông lại không thông hiểu trận pháp chứ? Triệu Bân liếc mắt nhìn thương khung hỏi. Vậy trước đó ông đã nhìn ra sơ hở của tiên trận chu sát như thế nào mà có thể lôi được ta xuống đây vậy? Ta chỉ là một tia tàn hồn, trí nhớ không được đầy đủ, thương khung giải thích nghe rất hợp lý. Bầu không khí lại rơi vào trầm tư. Rõ ràng biết rằng bên dưới có một tòa bảo tàng tiên gia nhưng không thể nào vào được. Viên gạch. Trong khi cả hai người còn đang lúng túng thì lại có một giọng nói vang lên. Ai? Triệu Bân nhướng mày, ngay lập tức lấy ra kiếm Long Uyên. Hắn đột nhiên thốt lên khiến cho thương khung cũng giật mình. Ông không nghe thấy sao, Triệu Bân ngập ngừng nhìn thương khung hỏi. Sợ là ngươi ngủ còn chưa tỉnh đó, thương khung mắng một câu, làm ta giật cả mình. Không đúng, Triệu Bân lẩm bẩm nói, nghe có chút quen tai. Không chỉ nghe quen tai đâu. Bởi vì hai chữ đó chính là do Nguyệt Thần vừa nói. Cô ta đang đánh nhau với lời nguyền của thần, mặc dù có lúc đánh không lại nhưng vẫn còn rất may mắn vì trong lúc đánh nhau thì một tia tàn hồn của cô ta đã được lột xác. Chuyện này đã chứng minh điều mà cô ta nói ngày xưa là đúng, bị đánh cũng là một loại tu hành. Bởi vì tàn hồn lột xác cho nên cô ta mới có thể miễn cưỡng truyền ra ngoài hai chữ này. Hiển nhiên là cô ta đang muốn nhắc nhở Triệu Bân. Nghe như giọng của Nguyệt Thần, Triệu Bân sờ sờ cằm. Là thật vậy hay là do hắn quá tưởng niệm Tú Nhi cho nên trong chớp mắt mới tưởng tượng ra điều đó? Viên gạch. Viên gạch gì? Triệu Bân lại ngồi xuống, vùi đầu lẩm bẩm. Thương khung liếc nhìn, cái tên này hình như bị bệnh thật rồi. Ta hiểu rồi. Trong lúc ông ta đang nhìn thì Triệu Bân đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn nhảy lên quá đột ngột khiến cho thương khung bàng hoàng đến mức suýt chút nữa không đứng vững. Đợi ông ta đứng vững được thì trong tay của Triệu Bân đã cầm thêm hai vật, đó chính là hai viên gạch màu tím. Khí thế của hắn hừng hực tới mức người nào không biết có khi còn tưởng rằng hắn định dùng gạch đánh ông ta. Đây rồi, chìa khóa. Triệu Bân mỉm cười, mò mẫm trên tế đàn một hồi. Hai viên gạch màu tím này có lai lịch rất sâu xa. Một trong số đó được lấy từ địa cung dưới Thi Sơn. Đêm đó hắn cùng với ma tử bị kẹt ở Thi Sơn, sau khi phá tung Thi Sơn thì cả hai đã đánh một trận ác liệt, ma tử bị đánh bại và chạy trốn, lúc đó hắn liền tìm thấy một tòa bảo tàng bên dưới. Trong tòa bảo tàng chính là viên gạch tím này. Mà viên gạch tím thứ hai hắn lại lấy được ở cứ điểm của thi tộc. Đêm đó toàn bộ quân tinh nhuệ của ma gia đều ra quân nhổ tận gốc được một cứ điểm của thi tộc, sau đó cũng tìm được một tòa bảo tàng. Trong tòa bảo tàng đó cũng có một viên gạch tím. Tất nhiên hai viên gạch tím này không phải là gạch bình thường. Nguyệt Thần đã nói rằng hai viên gạch này chính là một loại chìa khóa, chỉ là lúc đó hắn không biết là chìa khóa của thứ gì,
Bây giờ hắn lại nghe tới hai chữ này thì hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra nó là chìa khóa của động phủ tiên gia. Xem như ngươi cũng không ngốc. Nguyệt thần liếc nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục đánh nhau với lời nguyền. Không sai, viên gạch tím chính là chìa khóa của nơi này. Phải có 4 viên mới có thể mở cửa động phủ, chỉ có điều thời gian đã trôi qua quá lâu, động phủ tiên gia cũng đã bị tổn hại, cho dù trong tay hắn chỉ có 2 viên gạch thì cũng có thể mở nó ra. Ông! Lời nguyền của thần đại triển thần uy công phạt càng thêm mãnh liệt. Nguyệt thần nhắc nhở Triệu Bân một câu đã chọc cho nó tức giận, cho dù Triệu Bân có đạt được cơ duyên thì lời nguyền này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Ta nể nang ngươi quá rồi phải không? Nguyệt thần hừ lạnh, cùng với 2 lời chúc phúc gắt gao đối kháng lời nguyền. Sau ngày hôm nay sợ là cô ta sẽ rất khó để có thể giao tiếp lại với Triệu Bân, lời nguyền đã khóa chặt cô ta. Cho dù có nói bao nhiêu cũng không thể truyền ra ngoài, trừ phi lời nguyền bị đánh diệt thì mới có cơ may. Tú Nhi, có phải là cô không? Triệu Bân vừa mò mẫm trên tế đàn vừa hỏi, hắn xác định đó là giọng nói của Nguyệt Thần, cũng xác định được Nguyệt Thần còn ở lại trong ý thức của hắn, bằng không thì cũng sẽ không thể gợi ý cho hắn như vậy. Chẳng qua là hắn không biết tại sao Nguyệt Thần lại tự nhiên ngừng nói chuyện với hắn. Đang tìm cái gì vậy? Thương Khung hỏi. Tìm cơ quan, Triệu Bân cười nói, vẫn cầm 2 viên gạch chạy tới chạy lui. Thương Khung không biết hắn đang làm gì cho nên chỉ đứng chăm chú quan sát. Nói không chừng tên nhóc này thực sự có thể mở động phủ tiên gia ra. Chính là nơi này. Triệu Bân dừng lại khi tìm thấy một đồ đằng hình chữ nhật ở phía đông tế đàn. Hình dạng và bí văn khác bên trên viên gạch tím đều ăn khớp với đồ đằng này. Hắn không nghĩ nhiều. Ngay lập tức đặt một viên gạch lên trên đồ đằng rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Viên gạch tím khảm vào đồ đằng, bí văn trên nó cũng lưu chuyển rồi kết nối với đồ đằng. Ta đã nói mà. Triệu Bân cười lớn rồi lại chạy về phía tây tế đàn. Ở chỗ đó cũng có một đồ đằng hình chữ nhật. Nhưng khi so sánh bí văn trên viên gạch thì hắn không thấy cân xứng. Hắn lại đi đến phía nam tế đàn so sánh nhưng vẫn chưa cân xứng. Cho đến khi hắn chạy tới phía bắc tế đàn thì bí văn cùng đồ đằng mới ăn khớp với nhau, viên gạch tím ngay lập tức được khảm vào trong. Ông! Tế đàn ông rung lên khiến Triệu Bân không đứng vững. Ngay cả hắn cũng như thế thì đừng nói tới Thương Khung, suýt chút nữa là ông ta đã ngã quỵt xuống, ánh mắt ảm đạm lóe lên tia sáng. Ông ta cảm thấy tên nhóc này thật là ghê gớm, không ngờ hắn lại tìm ra huyền cơ chính là 2 viên gạch màu tím kia. Ông ta lôi hắn xuống đây đúng là một lựa chọn sáng suốt. Vẫn còn thiếu 2 viên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Bân cau mày, hắn chỉ có 2 viên gạch màu tím đặt ở 2 bên đông bắc của tế đàn, phía tây nam mỗi bên lại thiếu 1 viên, tức là cần tới 4 viên gạch mới đủ để mở ra động phủ tiên gia. Thật khó khăn làm sao? Thế giới rộng lớn như vậy, hắn biết đi đâu để tìm 2 viên gạch kia chứ? Thương Khung cũng nhìn ra Triệu Bân chỉ có 2 trong số 4 chiếc chìa khóa, hiển nhiên là không đủ. Có sơ hở. 2 mắt Triệu Bân nhíu lại nhìn thẳng vào trung tâm tế đàn, 2 viên gạch được khảm vào tế đàn khiến cho các trận văn ở trung tâm tế đàn lưu chuyển, trong đó thấp thoáng có một trận văn đã bị đứt ra, cũng là nói, cấm chế bên trên tế đàn đã gặp tổn hại, đó chính là lý do vì sao vào đêm trăng tròn thì khí tức của động phủ tiên gia lại lộ ra. Hay là để ta đẩy ngươi ra ngoài đi tìm chìa khóa, Thương Khung nói. Để ta thử trước đã, Triệu Bân nhảy xuống đất rồi đáp. Sau đó trong cơ thể của hắn biến ra từng luồng sương mù lại hóa thành rất nhiều phân thân đứng đầy cả địa cung. Nhìn thấy vậy thì Thương Khung cũng phải âm thầm nuốt nước miếng, hắn chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng mà có thể hóa ra nhiều phân thân như vậy chỉ trong một lần, đúng là nhân tài hiếm gặp. Trong lúc quan sát hắn, ông ta lại sững sờ phát hiện tên nhóc này có đan hải. Nhìn lén thêm một lần nữa thì ông ta lại giật mình. Cái tên nhóc này vậy mà đã luyện ra được võ hồn rồi. Thảo nào khí huyết của hắn ta lại hùng hậu đến vậy. Tên nhóc này đúng là quái dị. Tập trung sức mạnh. Triệu Bân hô lên một câu rồi bay lên trời. Các phân thân đều tự hiểu mà ngồi xếp bằng xuống, tập trung hết sức để hấp thu năng lượng. Chân thân phải dùng đến đại chiêu. Tiểu Kỳ Lân, mau hỗ trợ ta. Triệu Bân liếc nhìn đan hải, không
không cần hắn nói thì Tiểu Kỳ Lân cũng đang muốn làm như vậy, tuy rằng nó vẫn còn yếu nhưng vẫn có đủ khả năng giúp Triệu Bân thi triển vạn kiếm quy nhất. Lôi phong quyết, vạn kiếm quy nhất. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên trong tay giáng xuống. Ngay lúc đó, các phân thân cũng đồng loạt tan biến, năng lượng vừa hấp thu được ngay lập tức được truyền hết cho chân thân. Tiểu Kỳ Lân cũng phối hợp ăn ý, đem nguồn năng lượng còn tồn lại truyền hết cho Triệu Bân, trong chớp mắt hỗ trợ hắn triển khai Kỳ Lân hóa. Nhìn từ xa Triệu Bân đã không còn là một con người mà đã trở thành một tia sáng vàng. Thương khung kinh hồn bạt vía, một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng thật sự có thể thi triển ra kiếm uy mạnh mẽ đến vậy sao? Trong lúc đó kiếm của Triệu Bân đã đến đích, nhắm thẳng vào chỗ sơ hở trên tế đàn. Đường kiếm này được thêm vào thiên lôi, huyền hoàng khí cùng thái âm chân khí, bộc phát ra kiếm khí nghiền nát, nếu như đường kiếm này mà còn không thể phá cửa động phủ ra thì hắn cũng chỉ có thể đi ra ngoài tìm thêm chìa khóa. Bang! Răng rắc!